chương 2245, bắt gặp hạ. miêu nghị nhíu mày hỏi, thanh lâu, để phu nhân của mình ở trong thanh lâu làm lòng miêu nghị khó chịu. Vân Chi thu nhận ra ngay, nhách môi cười nói, chỉ là chỗ ẩn thân, đừng suy nghĩ nhiều, ta không sợ thì ngươi sợ gì. Bên cạnh ta có người bảo vệ, ngươi còn sợ có ai làm gì ta sao? Hoặc là, không yên lòng ta, mặt miêu nghị không biểu tình nói, vậy nàng hãy cẩn thận chút, tốt nhất đổi áo khác che vóc dáng nữ nhân đi, ra vào nơi đó tốt nhất là cải trang thành nam nhân khi có chuyện nhớ liên lạc với ta ngay thật sự là vì phu nhân nhà hắn vóc dáng quá vư vật vân chi thu che miệng cười ha 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 vân chi thu biết trong lòng miêu nghị khó chịu nàng mỉm cười đến gần ngón tay vẽ ngực hắn thỏ thẻ nói phi hồng kia xinh đẹp như vậy sợ là đã sớm quên ôn nhu của thiếp thân rồi đúng không miêu nghị liếc mắt ánh mắt nóng cháy nhìn thân hình vân chi thu nuốt nước miếng ừng ực từng bước đến gần vân chi thu cắn môi mắt sáng ngập nước từng bước lùi ra sau chủ động đi hướng cạnh giường Hai canh giờ sau, Vân Chi Thu bới tóc ăn mặc ngay ngắn, mặt còn hồng. Vân Chi Thu dịch dung ngụy trang, khi chia tay nàng dặn dò hắn, ta không yên tâm ngươi ở đây, thử liên lạc với nhóm Kim Mạn, hỏi xem họ có người nào ở bên này không, nếu có thì nói với Kim Mạn là đang điều tra dấu vết phá pháp cung cho họ. Lỡ xảy ra chuyện gì cũng có vài người bảo vệ. Miêu Nghị an ủi, biết rồi, nàng hãy cẩn thận, có chuyện gì nhớ liên lạc ta ngay. Trong lòng Miêu Nghị thì không cho là đúng nếu không bị buộc bất đắc dĩ hắn không muốn nhiều người trong lục đạo biết sự tồn tại của mình. trùng hợp là vân chi thu mới ra khỏi phòng thì chiến như ý quay về, hai nữ nhân lướt qua nhau, ngoái đầu nhìn. chiến như ý đứng lại trước cửa phòng miêu nghị, chợt xoay người nhìn bóng lưng vân chi thu đi xuống lầu. chiến như ý nháy mắt ra hiệu thuộc hạ đi theo. diêm tu, dương triệu thanh canh trước cửa nhìn nhau. chiến như ý gõ cửa phòng miêu nghị, miêu nghị ở bên trong kêu lên, vào đi. chiến như ý đẩy cửa bước vào. Ngửi được mùi kỳ lạ trong phòng, mắt nàng quét nhanh giường hỗn độn, hai tay dần siết chặt. Miêu Nghị chắp tay sau lưng bước tới, vui vẻ hỏi, "Có chuyện gì?" Cánh mũi Chiến Như ý mấp máy, nàng lạnh lùng hỏi, "Trên người của ngươi có mùi nữ nhân, nữ nhân vừa rồi là ai?" Miêu Nghị cười nói, "Thế mà cũng bị nàng phát hiện, tìm trong thanh lâu, có gì không?" Chiến Như ý mím chặt môi từ từ quay đầu nhìn Miêu Nghị, nghiến răng nói, "Ngưu Hữu Đức, ngươi đừng quên ngươi tới đây để làm gì." miêu nghị lông bông nói nam nhân là thế ta còn định đi dạo thanh lâu bảo đảm sẽ không làm hỏng công việc chiến như ý trợn to mắt nói ngươi nhưng chiến như ý không có tư cách kiểm soát người ta nàng phất tay áo bỏ đi chiến như ý quay về phòng mình chờ gần một canh giờ thì thuộc hạ khang đạo bình trở lại khang đạo bình báo cáo ti chức bám theo thấy nữ nhân kia vào thanh lâu tên phong nguyệt vô biên chắc là nữ nhân trốn thanh lâu không thì tại sao là nữ mà vào thanh lâu thật sự là thanh lâu cái tên đó đúng là thành thật, vô sỉ đến không thèm che giấu. Chiến như ý không nói một câu, vắt tay ra hiệu Khang Đạo Bình đi ra. Khi không còn ai, chiến như ý không kiềm được cảm xúc, ngực phập phồng nhưng vì mặt ngụy trang nên không nhìn ra sắc mặt của nàng. Dầm! Chiến như ý đấm vào tường, nàng nhắm mắt, cúi đầu cắn môi. Mấy ngày kế tiếp không cùng ra cùng vào với miêu nghị nữa, nàng mang theo người của mình đi khắp nơi quen thuộc tình huống, hầu như không chạm. Mặt hắn, cổ đa quý nói chuyện giữ lời, nói cho bọn họ nửa tháng quen thuộc thì thật sự chỉ có nửa tháng. Vài ngày sau truyền tin kêu miêu nghị, chiến như ý lập tức hành động, phân công các nơi chấp đầu với người giám sát hữu bộ theo dõi tình nghi. Năm người một tổ theo dõi, chỉ ngày đầu tiên đã phái trăm tổ ra. Mấy ngày sau mỗi ngày phái mấy chục tổ đi. Miêu nghị thầm giật mình, có thể thấy giám sát hữu bộ sớm theo dõi nhiều người trong chợ quỷ. Miêu nghị hỏi phải theo dõi ai nhưng bên cổ đa quý không hé lộ, chỉ kêu bọn họ báo có tình huống người theo dõi, toàn bộ nghe theo giám sát hữu bộ chỉ huy. Nhưng có một điều cổ đa quý không nói sai, khi gặp nhiều việc thì người giám sát hữu bộ không đủ dùng, có quá nhiều việc, cố tình không phải ai cũng được vào giám sát hữu bộ. Ví dụ tổng đường giám sát hữu bộ, cửa nhà đen như mực, thượng quan thanh tổng quản thiên đình và cao quan mặc áo choàng đen đứng song song. Cửa nhà mở rộng, đầu tiên là mấy nam nhân quần áo rách dưới người dính máu khập khiễng dìu nhau ra, đó là ảnh vệ bị giải vào nhà giam thẩm vấn. Chỉ hình ảnh này làm mí mắt thượng quan thanh co giật, thủ lĩnh ảnh vệ, nam nhân tóc mai hoa dâm càng thê thảm hơn, đã hôn mê được đồng bạn nâng ra. Thượng quan thanh vội chạy lại, không người sờ đôi chân cong vẹo biến hình thấy rõ xương, máu me nhảy nhụa của nam nhân kia. Thượng quan thanh vụt xoay người nhìn cao quan, đanh giọng quát, cao quan, ngươi dám dùng hình với họ. Cao quan lạnh lùng đứng tại chỗ, áo khoác đen rũ xuống một góc ngẫu nhiên đung đưa theo gió, bộ dạng vĩnh viễn thờ ơ với mọi thứ. Cao quan phớt lờ thượng quan thanh quát tháo. Thượng quan thanh bị thái độ của cao quan chọc giận, lao tới trước mặt gã chỉ muốn đánh nhau một bên là thượng quan thanh áo đen dần già đi mái tóc bạc xõa sau lưng tức giận trợn tròn mắt bên kia là cao quan mũ cao màu đen áo choàng đen khoác vai mặt không biểu tình hai người mặt đối mặt nhìn nhau mọi người ngoài nhà giam căng thẳng theo dõi cảnh này nếu thượng quan thanh và cao quan đánh nhau thật không biết nên giúp bên nào tuy nơi này là địa bàn của giám sát hữu bộ nhưng thượng quan thanh là đại tổng quản thiên cung là thân tín trong thân tín của thanh chủ mắt cao quan không lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt bình tĩnh đối diện với Thượng quan Thanh. Thượng quan Thanh siết chặt nắm tay lại thả ra, mím môi mấp máy. Thượng quan Thanh biết việc này không liên quan gì cao quan, gã chỉ là tay sai trung thành với bệ hạ, một kẻ chấp hành. Cuối cùng Thượng quan Thanh vung tay áo xoay người đi. Hơn 300 nam nhân lục tục ra từ nhà giam, nhìn quần áo rách dưới, vết máu trên người là đoán được gần một nửa người chịu khổ hình. Đám người bị thương đi đằng trước, gần một nửa người đi phía sau thoạt trông khỏe mạnh nhưng biểu tình cực kỳ khó xem. Chương 2246, thoát ra. Thượng quan Thanh vốn lo phán quan mặt lạnh cao quan sẽ không nể tình tra tấn thẳng tay, nên luôn cầu tình trước mặt thanh chủ. Nếu không phải thượng quan Thanh thuyết phục được thanh chủ thì trước khi điều tra rõ vụ việc, hơn 300 ảnh vệ đến bây giờ chưa chắc rời khỏi nhà giam được. Dù sống hay chết đều ra hết. Cao quan và thượng quan Thanh đi tới tinh thần điện gặp thanh chủ. Có thể nói là cao quan bị thượng quan Thanh lôi tới, Lão muốn có lời giải thích, nhưng tính nguyên tắc của cao quan rất mạnh, liên quan đến vụ án thì tuyệt đối không lén tiết lộ, thượng quan thanh đành bắt gã đến gặp thanh chủ. Trong tinh thần điện, thượng quan thanh buộc tội cao quan, trách mắng gã dùng đại hình với gần một nửa ảnh vệ. Thanh chủ ngồi trên ngôi cao nghe mà tim đập chân run, đây là lý do thượng quan thanh khuyên gã thả ảnh vệ ra. Thanh chủ nghĩ tới nghĩ lui cũng sợ phán quan mặt lạnh làm quá mức, không ngờ cao quan thật sự làm. Thanh chủ nghe thượng quan thanh tức giận tố cáo, gã nghiêng đầu nhìn cao quan cao quan bình tĩnh đứng trang nghiêm không nói, không cãi lại. Thượng quan thanh nói một đống mà cao quan không phản ứng chút nào, lão bùng cháy lửa giận chỉ vào gã chửi um lên. Cao quan, ảnh vệ là tử sĩ của bệ hạ, ngươi dùng hình với họ có biết là hậu quả gì không? Người bụng dạ khó lường, cố ý ly gián lòng trung thành của ảnh vệ với bệ hạ. Thanh chủ chậm rãi hỏi, cao quan, ngươi giải thích thế nào? Cao quan nói, nếu không phải bệ hạ hạ chỉ thả người thì vi thần sẽ không thả bọn họ đi ra. Thượng quan thanh trừng mắt, thanh chủ nhíu mày hỏi hay là đã tra ra cái gì cao quan đáp người vào nhà tù hữu bộ liền bị cách ly thẩm vấn ban đầu không định dùng hình với họ chỉ muốn điều tra những chuyện họ ra ngoài làm việc một vài chuyện tập thể hành động một số người có thể nói rõ đồng bạn là ai một số người có lẽ quên khi so sánh khẩu cung trong tình huống bệ hạ đã trao quyền vi thần chuyện gì cũng phải tra rõ có vài người che giấu hành tung của mình thượng quan thanh nghe câu này thầm la nguy rồi nhanh chóng nhìn hướng thanh chủ, quả nhiên gã nheo mắt, mắt lóe tia nguy hiểm. Thượng quan Thanh lên tiếng, "Có lẽ quên thật." Cao quan quay đầu nhìn Thượng quan Thanh, "Thượng quan tổng quản có dám bảo đảm trước mặt bệ hạ là bọn họ chắc chắn không có vấn đề." Thượng quan Thanh nghẹn lời, "Cái đó..." Đối phương chưa nói hết câu, Thượng quan Thanh không biết Cao quan có điều tra ra cái gì không, lỡ thật sự tra ra đầu mối gì thì sao lão bảo đảm vào lúc này được. Thanh chủ liếc Thượng quan Thanh, hỏi tiếp Cao quan, "Người che giấu hành tung đã khai chưa?" Cao quan đáp, với loại người này đương nhiên phải dùng hình khiến kẻ đó nói thật. Có người bị dùng hình xong nghĩ ra, có người rõ ràng có đồng liêu đã thấy nhưng vẫn chết sống không chịu nhận, ví dụ thủ lĩnh hướng chung của ảnh vệ. Cao quan lật tay đưa đống ngọc điệp ra, đây là ghi chép cuộc thẩm vấn, tổng cộng tra ra 27 người đáng ngờ. Năm ngón tay thanh chủ chộp đống ngọc điệp bay tới, xem xét khẩu cung đã sửa sang ngay ngắn. Thanh chủ đọc nửa ngày, xem từng phần khẩu cung không bỏ sót cái nào đủ thấy gã rất xem trọng sắc mặt cao quan bình tĩnh thượng quan thanh bắt đầu bồn chồn vì sắc mặt thanh chủ dần khó coi thanh chủ muốn sắc mặt tốt cũng không được có một phần khẩu cung là hướng trung thủ lĩnh ảnh vệ dẫn đội sáu người đi ra ngoài năm người khác chứng minh một lần ở thế tục hướng trung từng rời khỏi nhóm một mình vào con hẻm nhưng khi hướng trung bị hỏi hành tung chuyến đi thì chết sống không chịu nói tới việc đi vào ngõ nhỏ này không chỉ hướng trung những chuyện tương tự dính líu đến người khác thanh chủ đặt ngọc điệp sang bên hỏi cao quan, ngươi định làm gì 27 người này? Cao quan nói, giám sát hữu bộ sẽ không nhúng tay vào việc này nữa. Thượng quan thanh kinh ngạc nhìn cao quan, phát hiện kiểu này không giống phong cách của gã, thấy điểm đáng ngờ mà không tra xét. Thanh chủ hỏi, tại sao? Cao quan nói, có người nói thần ly gián lòng trung thành của ảnh vệ với bệ hạ. Sự việc quan trọng, thượng quan tổng quản trục mũ quá lớn, thần không gánh nổi. Thần đề nghị giao tất cả khẩu cung thẩm vấn cho thượng quan tổng quản, để ảnh vệ tự tra thanh chủ trầm giọng hỏi, từ khi nào ngươi học cách đùn đẩy trách nhiệm? Cao quan chắp tay nói, thần không hề chối bỏ trách nhiệm mà vì đã thả người ra, không chừng đã có người thông cung với nhau. Lúc trước giám sát hữu bộ, bỏ ra tâm huyết rất có thể kiếm củi 3 năm thiêu một giờ, hữu bộ điều tra tiếp sẽ phải dùng thủ đoạn càng kịch liệt hơn. Có một điều thượng quan tổng quản nói đúng, ảnh vệ là thanh kiếm trong tay bệ hạ, nếu thần làm quá mức e rằng sẽ những thành ảnh hưởng gì. Nên thần đề nghị cho ảnh vệ tự điều tra, vì thượng quan tổng quản quen thuộc ảnh vệ hơn thần có lẽ có thể dùng cách dịu nhẹ không ảnh hưởng cái gì mà giải quyết được vấn đề. Thượng quan thanh nhìn cao quan chầm chầm, lửa giận rực cháy. Đang chỉ trích lão cứu ảnh vệ ra ngoài là làm sai, thanh chủ im lặng một lúc, cảm thấy cao quan nói có lý. Thanh chủ gật đầu nói, thượng quan, giao hết khẩu cung cho ngươi, tự ảnh vệ các ngươi điều tra đi. Thượng quan thanh lĩnh mệnh, tuân lệnh. Thượng quan thanh không thể từ chối, còn mặc cho cao quan loay hoay thì ảnh vệ sẽ bị phế bỏ. Cao quan quay người qua khuyên, thượng quan tổng quản, ta có một đề nghị nhỏ. Mặc kệ 27 người này có vấn đề hay không, trước khi sự thật chưa rõ ràng, thì ta đề nghị thượng quan tổng quản hãy cách ly thẩm tra 27 người kia. Tra án tốt nhất đừng để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng. Câu cuối khiến thanh chủ giơ tay vuốt dâu, đây là điểm gã thích cao quan nhất. Điều tra bất cứ vụ án gì miễn thanh chủ không đặc biệt chỉ thị thì cao quan, thường mặc kệ kẻ bị điều tra có thân phận bối cảnh gì, lục thân không nhận, thượng quan thanh hừ lạnh một tiếng, ta xin nhớ cao kiến của cao hữu sứ, giám sát hữu bộ cao quan trở về, Truy Viễn đang trở nhanh chóng từ đại điện chạy xuống bậc thang nghênh tiếp, đi theo gã vào đại điện. Truy Viễn theo sau nhỏ giọng nói, đại nhân, quan hệ giữa ảnh vệ và bệ hạ. Chúng ta tra tấn ảnh vệ thành như thế, bệ hạ có tức giận không? Cao quan liếc qua khóe mắt, bệ hạ không phải loại người không nói lý, chúng ta không có lòng ích kỷ riêng, từ đầu tới đuôi làm theo quy định, đã điều tra ra có vấn đề thì tại sao không thể tra tấn? Chẳng lẽ muốn đưa rượu ngon đồ ăn ngon hối lộ, xin bọn họ cung khai sao? chương 2247, căm hờn thượng. Truy viễn thầm đổ mồ hôi. Người khác có lẽ không hiểu thấu ám muội bên trong, bọn họ chuyên môn thẩm vấn tra án nhiều năm, trải qua các vụ án, có thể nói toàn thiên hạ không vài người hiểu rõ nghề này hơn bọn họ. Cách điều tra mấy trăm người dù không có vấn đề, cũng có thể điều tra ra điểm đáng ngờ, ví dụ một việc từ ngàn năm trước, kêu mấy trăm người kể lại chắc chắn có người khai khẩu cung sai sót. Truy viễn hỏi, vậy bệ hạ có nói gì không? Cao quan đi tới trước chỗ ngồi, xoay người vung áo choàng, ngồi xuống nói, có nói gì cũng không quan trọng, hiện giờ việc này đã không liên quan đến chúng ta, bệ hạ giao cho thượng quan tổng quản điều tra rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ đặt hết sức lực vào bên chợ quỷ, có tình huống gì hãy báo ta biết ngay. Truy viễn lĩnh mệnh, tuân lệnh. Truy viễn thầm ngạc nhiên, sự việc ra nông nỗi này gã còn lo sẽ xảy ra chuyện, dù sao ảnh vệ và bệ hạ có quan hệ không tầm thường. Không ngờ hữu sứ đại nhân kéo giám sát hữu bộ thuận lợi thoát ra, Truy viễn thở phào, thầm nghĩ thượng quan đại tổng quản sẽ phải nhức đầu. Đúng là thượng quan thanh nhức đầu thật, lão bồi hồi trong đình viện thở ngắn than dài. Ảnh vệ là một tay thượng quan thanh quản lý, lão rất hiểu nó, lão không cho rằng ảnh vệ có vấn đề gì. Nhưng cầm ký lục thẩm vấn của giám sát hữu bộ, xem xong thượng quan thanh không biết nên nói cái gì, không ngờ thành viên ảnh vệ có nhiều điểm đáng ngờ như vậy. Thượng quan thanh xem kỹ ghi chép thẩm vấn, giám sát hữu bộ không có chỗ nào làm không ổn, cao quan làm việc không bậy bạ, xem quá trình phỏng vấn là biết kinh nghiệm tra án của giám sát hữu bộ dày dạn, thật sự là người ảnh vệ khẩu cung khác nhau. Trong khi mọi người đều chỉ chứng vẫn có người không chịu thú nhận, sao giám sát hữu bộ không dùng hình được, Thượng Quan Thanh suy nghĩ nhiều lần, buộc phải kêu một đám người đi tới nơi tạm trông giữ ảnh vệ. Thượng Quan Thanh vào sân liền có huynh đệ ảnh vệ vây quanh hỏi dồn, sao rồi đại tổng quản? Mặt Thượng Quan Thanh lạnh băng nói, bệ hạ khiến chúng ta tự điều tra. Mọi người mới thở vào Thượng Quan Thanh lại hỏi, hướng trung tỉnh chưa? Có người đáp, Lão đại đã tỉnh rồi, nhưng bị giám sát hữu bộ dày vò quá thảm, sợ là phải mất một thời gian mới khỏe lại. Thượng quan Thanh đẩy đám người ra trực tiếp vào căn phòng hướng trung ở tạm. Hướng Trung nằm trên giường thẫn thờ trợn to mắt nhìn nóc nhà, bỗng con người nhúc nhích nhìn Thượng quan Thanh đến, gã đứng dậy chào, "Đại tổng quản." Thượng quan Thanh giơ tay ra hiệu Hướng Trung không cần đứng dậy, vắt tay với người đi theo sau lưng ra hiệu tất cả lui xuống. Thượng quan Thanh nhìn Hướng Trung, hỏi, "Ta hỏi ngươi, lúc nhận thẩm vấn trong nhà tù hữu bộ, thì ngươi có che giấu chuyện gì không khai ra không? Hướng Trung không hiểu ý của Thượng Quan Thanh, dốc sức nửa như người dậy kinh ngạc hỏi, đương nhiên không có, chẳng lẽ Đại Tổng Quản cũng không tin Hướng Trung? Thượng Quan Thanh nét mặt xa sầm nói, vì ta tin ngươi nên mới cho ngươi cơ hội. Bây giờ ngươi thừa nhận còn kịp, ta có thể tìm cách che chở ngươi, nếu ngươi cứ cứng miệng cãi đến cùng thì không ai cứu ngươi được. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ rồi nói, tuy ảnh vệ luôn do Thượng Quan Thanh quản lý, nhưng lão làm Đại Tổng Quản Thiên Đình không thể chỉ luôn lo việc ảnh vệ cấp dưới có người giúp đỡ cho lão, người giúp đỡ tất nhiên là người lão tín nhiệm, đối tượng này là hướng Trung. Nên thượng quan, thanh thật sự không hy vọng người mình tin tưởng xảy ra chuyện gì. Hướng Trung như gặp nhúc nhã lớn lao, cứng cổ căm hờn nói, người giám sát hữu bộ có thể không tin ta, chẳng lẽ đại tổng quản cũng cho rằng hướng Trung đang nói dối sao? Đến hiện tại còn muốn giấu ta. Thượng quan thanh tức giận ném mây khối ngọc điệp tới trước mặt hướng Trung. vậy thì đây là cái gì? Chẳng lẽ huynh đệ bên dưới tập thể hại ngươi sao? hướng trung nhanh chóng cầm ngọc điệp xem xét phát hiện là lời khai của các huynh đệ gã càng xem càng hoang mang vẻ mặt bằng hoàng thượng quan thanh dít qua kẽ răng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngươi thật sự không biết hay giả bộ hồ đồ chẳng lẽ muốn ta gọi người khác đến đối chất ngay mặt làm thủ lĩnh nhà ngươi không xuống đài được thì mới căm lòng sao hướng trung hoang mang một lúc rồi nhớ ra vỗ chán nói ta nhớ ra rồi lần đó sáu chúng ta đi tửu lâu ăn uống có một lão nhân mang theo tôn nữ bán tiếng hát ta phát hiện một tên lưu manh dường như nhắm vào tôn nữ kia. Tổ tôn kiếm ăn trong tử lâu xong đi vào ngõ hẻm xéo phía đối diện, lưu manh theo đuôi đi vào. Ta đoán lưu manh có ý đồ xấu xa nên một mình ra tử lâu một lúc, cũng vào ngõ nhỏ kia. Không ngoài dự đoán của ta, quả nhiên phát hiện lưu manh hành hung đánh ngã lão hán, cưỡng ép bắt cô nương bán tiếng hát đang định trốn đi. Khi đó ta ra tay xử lưu manh kia, sau đó vì chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới nên khi trở về ta không nói cho các huynh đệ, chuyện chỉ có thế. Thượng Quan Thanh còn tưởng hướng chung có việc riêng gì mở ám, ai ngờ là loại chuyện này. Thượng Quan Thanh trầm giọng hỏi, vậy sao lúc trong giám sát hữu bộ người không nói sớm? Hướng chung nhăn mặt nói, đám tôn tử ăn tươi nuốt sống giám sát hữu bộ đó, khi thẩm vấn chỉ hỏi thời gian và địa điểm, bắt ta nhớ lại mình làm gì? Sự việc đã qua hơn một ngàn năm, ai mà nhớ chút chuyện nhỏ này? Thượng Quan Thanh cười khẩy nói, vậy sao bây giờ ngươi nhớ? Hướng Trung nói, thì tại vì đại tổng quản cho ta xem khẩu cung của các huynh đệ, bên trong tường thuật tình hình lúc đó trợ giúp ta hồi ức hướng trung toàn nói thật không có điểm nào che giấu đại tổng quản thượng quan thanh nói ta có thể tin ngươi như người khác tin không trước đó ngươi bị tra tấn nghiêm hình trong giám sát hữu bộ mà không chịu nói gì toàn kêu oan giờ được thả về liền nhớ ra ai tin được ngươi có thể tìm ra nhân chứng và vật chứng để chứng minh những gì ngươi làm vào lúc đó không hướng trung kinh kêu chuyện đã qua hơn một ngàn năm đôi tổ tôn đó có lẽ đã thành nắm cho tàn ta kiếm đâu ra nhân chứng Thượng quan thanh nói, ngươi không có chứng cứ thì ai tin được. Ta nói cho ngươi biết, bệ hạ đã ngự lãm tự mình xem xét ghi chép thẩm vấn của ngươi. Bây giờ ngươi đưa ra lý do như vậy, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ tin sao? Hướng trung rõng giặc nói, lòng trung thành của hướng trung với bệ hạ thiên địa làm chứng. Câu này ai chẳng nói được, có ích gì? Thượng quan thanh lắc đầu. chương 2248, căm hờn hạ. Có vài lời thượng quan thanh không tiện nói với hướng trung đế vương luôn đa nghi một người thống lãm thiên hạ luôn có nơi không thấy không quan tâm được có nhiều chuyện do cấp dưới nói cái gì là cái đó nên từ xưa đến nay đế vương luôn sợ bị người lừa dối dù là đế vương trên trời hay trần gian đều như nhau trời sinh tính đa nghi đây là tại sao ban đầu thượng quan thanh không cứng rắn ngăn cản ảnh vệ bị đưa vào giám sát hữu bộ nếu lão mà vậy bệ hạ sẽ nghi ngờ lão có mưu đồ nên không cho điều tra ảnh vệ thượng quan thanh phải chờ sóng gió qua bớt chờ khi bệ hạ bình tĩnh lại tìm cơ hội thích hợp trần thuật lợi và hại cầu bệ hạ thả ảnh vệ ra ai ngờ ảnh vệ mà lão đinh ninh sạch sẽ lại bị cao quan điều tra ra nhiều điểm đáng ngờ ai dám bảo đảm những chỗ đáng ngờ này đều là không có vấn đề bây giờ thượng quan thanh mới thật sự cảm thấy thật hóc búa quan trọng nhất là ngươi không thể xóa bỏ những điểm đáng ngờ này khiến bệ hạ không nghi ngờ nữa sự việc rắc rối sớm biết thế này lúc trước thượng quan thanh đã kiên quyết ngăn cản bệ hạ giao người cho giám sát hữu bộ điều tra thượng quan thanh thở dài thu ngọc điệp lại xoay người đi ai? Hướng Trung cố gắng nghiêng người kêu lên, đại tổng quản. Thượng quan thanh xua tay đi ra ngoài, ngươi ở lại đây dưỡng thương từ từ đi. Thượng quan thanh ra đỉnh viện nhìn một đám nam nhân mắt trông ngóng nhìn mình. Thượng quan thanh mím môi, chậm rãi nói, hồ tử hành, tà thường an. Thượng quan thanh một hơi điểm tên 26 người, những người này kéo thân thể còn bị thương đứng dậy, chờ nghe đại tổng quản nói gì. Thượng quan thanh nói câu kinh người, người đâu, đưa chúng xuống tách ra trông giữ, dứt lời một đám thiên tướng xông đến bốn người áp giải một người ra ngoài đám người ảnh vệ hết hồn có người ngăn cản không cho mang người đi có kẻ kêu lên đại tổng quản làm vậy là sao thượng quan thanh thấy có người dám chặn đường thì trầm giọng quát các ngươi muốn làm gì muốn tạo phản sao có người hét lên đại tổng quản thế nào cũng nên cho một câu giải thích đi thượng quan thanh nói giải thích cái gì thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc trên người có chút điểm đáng ngờ nếu trong lòng không chột dạ thì hãy bằng phẳng nhận điều tra. Chỉ bị cách ly trông giữ điều tra, sợ cái gì? Tránh đường cho ta, hóa ra rời khỏi giám sát hữu bộ rồi vẫn chưa hết chuyện. Người chặn cửa chậm rãi nhích chân nhường đường, ai nấy biểu tình bực tức. 26 người bị giải đi. Thượng quan thanh đi ở cuối cùng dừng bước, quay đầu nhìn đám người, nhìn hướng hướng chung tạm trú. Theo danh sách giám sát hữu bộ thẩm vấn có tổng cộng 27 người tình nghi, hướng trung thủ lĩnh ảnh vệ cũng nằm trong số đó, nhưng Thượng Quan Thanh chỉ mang 26 người đi, không có hướng chung trong đó. Không phải Thượng Quan Thanh không muốn chấp hành mà không tiện giải hướng chung đi, sợ ảnh vệ xảy ra chuyện. Thượng Quan Thanh tin hướng chung biết đại cục, ổn định người ảnh vệ giúp lão. Nếu bắt luôn thủ lĩnh ảnh vệ thì sẽ làm nguyên ảnh vệ hoàn toàn thất vọng, rắn mất đầu vượt tầm kiểm soát thì rắc rối. Thượng Quan Thanh bất đắc dĩ rời đi, lão còn phải tìm cách giải thích với thanh chủ. Thượng Quan Thanh đi xa, đám người ảnh vệ lập tức chạy vào phòng của hướng chung trong phòng chật ních, ngoài phòng một đống người, cả đám lao nhao kể việc 26 huynh đệ bị giải đi. Hướng Trung nhìn thân, tàn nằm liệt trên giường của mình, khẽ thở dài, mọi người đừng ồn ào nữa, đại tổng quản làm vậy tất nhiên có ý riêng. Vẫn có người tức giận nói, đại ca, chúng ta trung thành tận tâm với bệ hạ. Muốn đưa chúng ta vào nhà giam giám sát hữu bộ chịu thẩm tra, chúng ta bó tay chịu trói Bị tra tấn nghiêm hình, chúng ta nhận. Bây giờ muốn cách ly các huynh đệ để điều tra, cứ không dứt như vậy rõ là không tin tưởng chúng ta, bệ hạ muốn làm gì đây, có người căm hờn nói, công pháp chúng ta tu luyện đã định trước không dám có lòng dạ khác, không nhà không cửa, không quyền không thế, như con heo bị nuôi nhốt. Bệ hạ khiến chúng ta làm cái gì thì chúng ta răm rắp làm theo. Các huynh đệ ra sống vào chết vì bệ hạ, một lòng bắn mạng, bây giờ bị đối xử như vậy khiến lòng người lạnh lẽo. Ngậm miệng, hướng chung giống to, người chán sống sao? Nói bậy bạ cái gì, mọi người câm miệng nhưng mặt vẫn đầy căm hờn. Thiên cung, trong tịch cảnh viên, thanh chủ đuổi thị nữ đi, một mình đi dạo trong vườn. Trong vườn có các loại hoa quý có lại hiếm thấy trên đời, thanh chủ đi dạo đến trước bức tường đầy thảm thực vật xanh ngắt, tay gã nâng một đóa hoa tím mọc trên tường lục, lạnh nhạt hỏi, "Bên Hữu Bộ điều tra thế nào?" Xung quanh không có người, không biết thanh chủ đang nói chuyện với ai. Bên kia tường màu lục có người nói chuyện, giọng nhỏ như có như không, không biết là ai đang nói, bên giám sát Hữu Bộ trong nhà tù thẩm vấn nhằm vào ảnh vệ từ đầu tới đuôi không có gì thiên vị không vì ảnh vệ mà được ưu đãi cũng không cố ý hại thêm đều làm việc theo quy tắc nên điều tra thế nào thì làm thế ấy không có điểm khác người lấy được khẩu cung không có gì giả tạo thanh chủ nhẹ gật đầu hỏi tình huống bên thượng quan thì sao đã khống chế kẻ đáng ngờ chưa giọng nói nhỏ xíu bên kia tường màu lục trả lời sau khi thượng quan thanh đi không khống chế người ngay mà đuổi người khác ra một mình ở trong phòng với hướng trung thủ lĩnh ảnh vệ người ngoài không được tới gần nên không biết tình huống bên trong thế nào. Sau khi thượng quan thanh ra khỏi phòng hướng chung mới ra lệnh áp giải 26 người, cách ly trông giữ điều tra. Hướng chung thì thượng quan thanh không đụng hắn, sau khi thượng quan thanh đi một đám người xông vào phòng nói lao nhau. Không biết người bí ẩn này lấy đâu ra tin tức, các phản ứng, những lời bất mãn của các huynh đệ ảnh vệ, tụ tập trong phòng hướng chung đều bị y thuật lại tỉ mỉ. Thanh chủ nheo mắt hẹp, mắt lóe tia sáng tàn nhẫn. Thanh chủ hái đóa hoa tím trên tường xanh nắm trong tay bóp nát bấy, Thanh chủ không nói gì nữa, bình tĩnh xoay người đi. Bên chợ quỷ, Miêu Nghị đang rất rảnh. Cấp trên kêu Miêu Nghị đến chỉ để tiện phối hợp người dưới tay, việc theo dõi không đến lượt hắn đích thân ra tay. Cộng thêm chiến như ý hiện giờ như người xa lạ với Miêu Nghị, hầu như không mặt đối mặt. Miêu Nghị vui vẻ tự do, hắn giao Dương Triệu Thanh lo việc phối hợp người, còn mình thì suốt ngày mang Diêm Tu đi dạo khắp chợ quỷ. Chương 2249, người gây rối cái gì? Thượng, Miêu nghị cứ cách 3 năm ngày lại vào thanh lâu phong nguyệt vô biên, đương nhiên không phải kiếm nữ nhân thanh lâu mà đi kiếm Vân Chi Thu. Vân Chi Thu không ở chợ quỷ lâu, chưa đến một tháng nàng đã đi. Vân Chi Thu đi mấy ngày sau bên cổ đa quý truyền tấn cho Miêu nghị, kêu hắn mang vài người đi một phòng đấu giá. Đi phòng đấu giá cũng đành thôi, cấp trên còn muốn Miêu nghị tạm thời nghe theo chiến như ý chỉ huy. Làm cái quái gì? Miêu nghị đang suy nghĩ, Diêm Tu truyền tấn thông báo có nam nhân vào phòng chiến như ý trông không giống thuộc hạ của nàng miêu nghị loanh quanh trong phòng một lúc rồi mở cửa ra đi hướng gian phòng chiến như ý ngay bên cạnh hai thuộc hạ của chiến như ý ngăn lại hoa tiểu thư đang gặp khác không tiện quấy dày chiến như ý có cái tên tên rất thông tục hoa mỹ miêu nghị thầm nghĩ cô nam quả nữ đang làm gì cửa mở ra một nam nhân khuôn mặt bình tĩnh đi ra liếc miêu nghị một cái rồi chậm rãi rời đi chiến như ý đứng trong cửa nhìn miêu nghị lạnh nhạt nói vào đi Miêu Nghị đóng cửa lại, chưa kịp nói gì Chiến Như Ý đã ngắt lời, "Cổ Đa Quý đã nói hết với ngươi." Miêu Nghị gật đầu nói, vặn vẹo lời của Cổ Đa Quý từ nghe theo chỉ huy biến thành phối hợp, "Kêu ta phối hợp với nàng." Miêu Nghị hỏi, "Đi phòng đấu giá là sao?" Chiến Như Ý khách sáo nói, "Ngươi không cần quan tâm tâm chuyện gì, còn 5 canh giờ là tới đấu giá, ngươi lo triệu tập tất cả người rảnh rỗi tập trung ở Tín Nghĩa Các, ngươi còn 5 canh giờ để chuẩn bị." Từ lần trước phát hiện Miêu Đại Quan Nhân tìm nữ nhân thanh lâu thì Chiến Như Ý đối xử với hắn rất lạnh nhạt. Miêu Nghị nghi hoặc hỏi, toàn bộ người rảnh rỗi, chiến như ý vất tay mở cửa phòng tiễn khách, đúng vậy, toàn bộ. Đi chuẩn bị đi. Miêu Nghị ngẩn người, đành rời đi. Thuộc hạ rảnh rỗi của Miêu Nghị trong chợ quỷ chỉ có khoảng một ngàn người, lúc trước phái bao nhiêu người ra thì cấp trên có ghi lại hết, hắn khó mà lừa gạt. Miêu Nghị đành điều động tất cả đến gần phòng đấu giá. Nói là có 5 canh giờ chuẩn bị nhưng xuất phát trước một canh giờ, không thể chờ tới lúc bắt đầu đấu giá mới lên đường. Miêu Nghị và Chiến Như Ý đã lâu không đi chung với nhau rốt cuộc cũng chung đường. Lần này đi đường nước, thuyền đã thuê sẵn đậu bên bờ sông cách khách điếm khuyết nguyệt khá xa. Không lên thuyền ngay ngoài khách điếm cũng vì che giấu hành tung. Bốn người lên thuyền rồi núp trong khoang thuyền. Hai người chỉ mang theo một người, Miêu Nghị mang Diêm Tu, Chiến Như Ý chọn Khang Đạo Bình. Người chèo thuyền thi pháp làm thuyền lặng lẽ phá sóng lướt đi. Trong khoang thuyền, Miêu Nghị khoanh tay đi tới đi lui, trong tia sáng mông lung hắn cách bức rèm ngắm hai bên bờ đốt đèn. Chiến Như Ý thỉnh thoảng quay đầu liếc Miêu Nghị. Tín Nghĩa Các cách chỗ này khá xa, nó nằm ở bên rìa chợ quỷ. Chỗ Tín Nghĩa Các là một hồ nước, có một tòa lầu đá làm bằng tạp khoáng đứng thẳng trên mặt nước, đại khái có hình trụ nối với nóc bên trên, xung quanh không có kiến trúc khác, nó đơn độc trên mặt hồ như một cây cột. Trong Tín Nghĩa Các kinh doanh hai thứ, dưới hồ là phòng đấu giá, mặt hồ là Tín Nghĩa tiền trang nổi tiếng như cồn. Đông gia là người tên Tào Mãn, nơi này có thể nói là trung tâm quyền lực chợ quỷ quanh mặt hồ có nhiều thuyền lướt tới tín nghĩa cát thật ra không cần ngồi thuyền chẳng qua muốn né tránh tay mắt người miêu nghị đứng bên cửa sổ nhìn hoàn cảnh xung quanh hắn lờ mờ đoán được điều gì miêu nghị quay về ngồi xuống cạnh chiến như ý truyền âm hỏi chắc không phải nàng muốn giám thị người đi ra từ phòng đấu giá đi chiến như ý đáp không phải ta muốn giám thị mà là ý của cấp trên miêu nghị nói mặt hồ xung quanh cách bờ khoảng mấy trăm trượng lỡ có người từ dưới nước chạy trốn thì làm sao có lẽ đây là lý do tiền trang và phòng đấu giá đặt ở đây, khó giám thị. Chiến như ý nói, lát nữa người sẽ biết. Thấy chiến như ý không chịu nói rõ thì miêu nghị lười hỏi. Thuyền tới lui không cần cập bờ, quanh bờ ló ra mặt nước của tín nghĩa các đào nhiều cửa hang đủ cho thuyền vào. Mấy người cưỡi thuyền vào trong hang, bên trong có cảnh khác, xung quanh là các tầng bậc thang nối lên trên, có cửa đi vào. Mấy người xuống thuyền toàn mặc áo đen, đội mũ đen. Người trên chiếc thuyền đậu bên cạnh đi xuống cũng ăn mặc như vậy, đều không biết đối phương là ai. Leo lên bậc thang đi qua cửa, vào một đại sảnh nhỏ, có cái quầy có người canh giữ, sau quầy là một cánh cửa. Không cần nói thêm cái gì, muốn vào phòng đấu giá thì bỏ tiền ra lĩnh thứ tự là được, không có thẻ thì đừng mơ vào. Giá khá đắt, một số thứ tự có giá một ngàn vạn hồng tinh, muốn vào xem náo nhiệt cũng phải trả giá đắt. Bốn người lĩnh thẻ đặc chế, trong tay miêu nghị là 223, hắn nhìn trong tay chiến như ý là 222 đưa thẻ cho thủ vệ kiểm tra xong bốn người dọc theo bậc thang uốn lượn đi uống, đi phòng chừng 10 thước thì qua một cánh cửa, đập vào mắt giống như sân khấu, không gian khá lớn. Đằng trước là bục, phía sau là các ghế ngồi, đã có mấy trăm người đến trước, ai nấy che mặt không thấy con mắt, yên lặng không tiếng động. Ngẫu nhiên có người toát ra dao động pháp lực. Trước cửa có thủ vệ, thấy thẻ mới cho vào, không ngừng dặn dò, ngồi theo số thứ tự. Bốn người ngồi ở hàng hai xếp thứ hai, gần ngoài rìa, chỗ ngồi cụ thể là số đuôi, trên ghế có dãy số tương ứng. Bốn người ngồi gần nhau. Bốn người mới đến không kiểm được quan sát bốn phía, tuy khá đông người nhưng đều giữ im lặng, dù giao lưu cũng dùng kiểu truyền âm. Lục tục có người vào sân, ngồi chờ không lâu sau tất cả dao động pháp lực đừng ngừng lại. Một nữ nhân áo xanh ăn mặc lão luyện thước tha đi trên cái bục đối diện mọi người, từ bên cạnh mặt không thấy rõ mặt mày nhưng vóc dáng nhấp nhô nóng bỏng. Cái quầy trước bục che vóc dáng nóng bỏng từ phần eo trở xuống, nữ nhân xoay người lại, khuôn mặt làm người ta thất vọng, mặt rất bình tĩnh, không xấu, khá đoan trang. Miêu Nghị sửng sốt một chút, bản năng ngoái đầu nhìn Chiến Như Ý, thấy nàng cũng đang nhìn hắn. Hai người cùng chung nhận thức, phát hiện khuôn mặt nữ nhân trên đài hơi giống một người, Hạ Hầu Long Thành. Dĩ nhiên sẽ không cao lớn thô kịch như Hạ Hầu Long Thành nhưng khuôn mặt rất giống nhau. Trước đó Miêu Nghị nghe Vân Chi Thu nói nơi này là địa bàn của Hạ Hầu gia tộc, giờ có một người như vậy, hắn khẳng định nữ nhân này 89 phần 10 là người của Hạ Hầu gia tộc hay nói hạ hầu gia tộc không ra mỹ nữ, không biết có phải vì huyết thống quá mạnh mẽ áp đảo hết huyết thống khác không. Nghe nói nam họ hạ hầu gia cưới nữ nhân nào là tuyệt sắc trên đời, bằng vào tiền tài quyền thế của người ta thì đó là lẽ tất nhiên, nhưng sinh ra đời sau chẳng ai được hưởng lây. Chương 2250 người gây rối cái gì, hạ. Miêu nghị chưa thấy thiên hậu hạ hầu thừa vũ nhưng nghe đồn nàng không đẹp, vị trước mắt cũng là ví dụ. Không có gì hâm nóng, trên quầy treo lơ lửng sợi dây thừng. Nữ nhân quét qua đám người ngồi bên dưới rồi giật dây thừng. Tiếng chuông ngân vang, bắt đầu đấu giá. Rèm sau đài tách ra hai bên, một nữ nhân lão luyện khác bước ra, tay cầm cái khay, tấm vải nhung lót khay đựng một trái đào to vàng óng, dưới lớp vỏ lấp lánh ánh sáng. Nữ nhân bưng khay đứng trước đài dơ ra cho mọi người xem. Đám đông dưới đài dục dịch, hơi xôn xao, ồn ào bàn tán, nhưng phần lớn là dao động pháp lực truyền âm giao lưu. Đào tiên, miêu nghị truyền âm hỏi chiến như ý ngồi cạnh, đây là đào tiên sao, tiên hạnh dù chín hay sống, hay nửa chín nửa sống thì miêu nghị đã ăn nhiều, lần đầu tiên hắn thấy đào tiên. Nghe nói một trái đào tiên ẩn chứa linh khí còn hơn 10 trái tiên hạnh, nhưng thứ này bị thiên đình lũng đoạn tại sao xuất hiện trong phòng đấu giá chợ quỷ. Chiến như ý hờ hững khẽ ừ, ừm. Miêu nghị hỏi, nàng đã ăn bao giờ chưa? Chiến như ý nói, triều thần xếp hàng tiên ban miễn không làm gì sai, thì mỗi năm sẽ nhận được bệ hạ ban thưởng. Miêu nghị đã hiểu, không nói ra ra của chiến như ý, phụ thân nàng là một trong 72 hầu của thiên đình, sợ là mỗi năm đều được ăn. Miêu Nghị cũng hiểu loại tiên quả này, tuy bị thiên đế lũng đoạn nhưng gã không chiếm một mình, chẳng qua muốn giữ quyền khống chế. Miêu Nghị nhìn đào tiên chằm chằm, hỏi, ăn ngon không? Chiến như ý phất lờ Miêu Nghị. Nữ chủ trì ở trên đài mở miệng, mặt không đẹp nhưng giọng nói trong veo du dương, không giống hạ hầu long thành giọng như vịt, có 100 trái đào tiên, giá quy định là 20 ức hồng tinh, mỗi lần đấu giá là một ức hồng tinh, ai muốn xin dơ thẻ lên. Nữ nhân giật dây thừng, đinh một tiếng biểu thị đấu ra chính thức bắt đầu, không rông dài cái gì, rất dứt khoát. Dưới đài có người dơ thẻ lên, một người khác dơ lên theo, nghĩa là mỗi lần dơ thẻ sẽ tăng giá một ức hồng tinh. Nữ chủ chỉ quét qua quần áo người đang ngồi, không ngừng lắc chuông to, mỗi lần lắc tức là có người tăng giá một lần. Trong lòng miêu nghị hiểu một trái đào tiên bằng 100 tiên nguyên đan. 100 đào tiên tương đương với một vạn viên tiên nguyên đan, giá trị thực dụng cỡ 10 ức hồng tinh, giá quy định 20 ức là đã tăng lên gấp đôi. Nhưng quan trọng là không phải ai cũng được ăn thứ này, như miêu nghị chấp trưởng thiên nhai, hiện giờ là đại thống lĩnh hắc hổ ký nhưng cũng chưa từng ăn, lấy đào tiên làm quà tặng sẽ rất hãnh diện. Cộng thêm thiết kế tiếng chuông thúc đẩy người ham hở tiến lên. Miêu nghị quay đầu nhìn người ngồi sau lưng mình không ngừng dơ thẻ lên, hắn hơi dục dịch, muốn mua về cho nhóm vân chi thu nếm thử. Vài chục ức hồng tinh đối với tu sĩ nhỏ bình thường là tài sản cách xù, nhưng với miêu nghị làm đại thống lĩnh thiên nhai mấy ngàn năm thì không đáng gì. Quan trọng là mua về làm quà sẽ khiến thê thiếp vui vẻ, đào tiên này rất thích hợp làm quà. Thế là miêu đại quan nhân không chút do dự dơ thẻ lên, nữ chủ trì trên đài nhanh chóng nhìn chầm chằm lắc chuông vang. Chiến như ý, khang đạo bình, diêm tu ngồi hai bên nghiêng đầu nhìn sang. Đặc biệt chiến như ý, khuôn mặt sau tấm rèm sụ xuống, mắt bốc lửa, nhưng cách vải đen nên miêu nghị không thấy thứ giá trị thực dụng 10 ước nhưng nhanh chóng đẩy lên hơn 30 ước. Miêu Nghị nâng giá một lần sắp bị người ta dìm xuống, nhưng Miêu Nghị quyết tâm lấy bằng được, hắn giơ thẻ 3 lần. Chiến Như Ý ngồi một bên không kiềm được tức giận truyền âm quát, "Ngưu Hữu Đức, ngươi đang làm gì?" Miêu Nghị trả lời, "Đang đấu giá chứ làm gì nữa?" Chiến Như Ý nói, "Ngươi đấu giá làm gì?" "Là ý của cấp trên sao?" Miêu Nghị đáp, "Không, không liên quan cấp trên, ta chưa được nếm đào tiên nên muốn mua về thử." Chiến Như Ý nổi giận, Ngươi có biết hôm nay mình đến làm gì không? Chúng ta đang nhiệm vụ, ngươi gây rối cái gì? Ta bỏ tiền của mình ra mua đồ, người ta chẳng biết ta là ai thì sao bảo là quấy rối? Ngoài miệng miêu nghị ngạc nhiên, tay thì lại giơ thẻ tăng giá. Chiến như y nói, bỏ ra mấy chục ức mua một trăm trái đào tiên, không biết cái gì gọi là chịu thiệt sao? Miêu nghị nhìn bốn phía, giá tiền lại bị dìm xuống, xem ra không chỉ mình hắn không sợ bị lỗ. Miêu nghị cãi lại, ta chưa nếm qua nên muốn thử. Chiến như ý tức điên, hắn cưới nàng về thì muốn ăn lúc nào chẳng được. Chiến như ý tức giận nạt, ngươi dừng tay cho ta, muốn nếm thử thì ta sẽ tặng một ít cho ngươi. Trong suy nghĩ của chiến như ý thì khó cãi lại ý của ngoại công doanh cửu quang. Có lẽ ngoại công sẽ không để ý ngư hữu đức và nữ nhân thanh lâu gian díu. Ở trong mắt nam nhân thì loại chuyện này không là gì, cuối cùng chiến như ý vẫn sẽ phải gả cho tên khốn này. Miêu nghị hạ xuống thẻ bài, hỏi, thật không? Tặng bao nhiêu? Chiến như ý nói, Ta không mang theo, chờ nhiệm vụ kết thúc sẽ tặng ngươi hai trái. Mới có hai trái, Miêu Nghị kinh ngạc hỏi, chiến mỹ nhân keo quá vậy. Chiến Như ý nói, chỉ là nếm thử, ngươi còn muốn bao nhiêu nữa? Muốn ăn như cơm sao? Nhà ta mỗi năm được ban thưởng chỉ có mấy chục trái. Miêu Nghị không chịu, hai trái thì làm được gì, một mình hắn ăn còn không đủ chứ đừng nói chia cho thê thiếp trong nhà. Miêu Nghị lập tức giơ thẻ lên lại tăng giá, "Bỏ đi, ta xin nhận tấm lòng của nàng, ta tự mình mua vậy." Chiến như ý quát tháo, ngươi không biết là chúng ta đến chấp hành nhiệm vụ sao? Trong mắt miêu nghị xoay tròn nói, hay là cấp trên lấy đào tiên ra bán? Chiến như ý nói, không phải. Miêu nghị lại hỏi, đào tiên này liên quan đến nhiệm vụ sao? Chiến như ý nói, không có. Vậy ta mua nó có vấn đề gì? Miêu nghị dơ cao thẻ, thi pháp bằng giọng khàn khàn, 50 ức hồng tinh. Giá tiền đã lên đến 40 ức, người dơ thẻ thưa dần, chỉ còn giải rác vài người. Miêu nghị lười rằng dai, trực tiếp thêm 10 ức vào đỡ khỏi phải dơ thẻ hoài, hắn không để ý ít tiền này. Miêu Nghị giống lên, Diêm Tu, Khang Đạo Bình câm nín. Chiến Như Ý nhìn Miêu Nghị chằm chằm, siết chặt hai nắm tay rất muốn đánh người. Những người định dơ thẻ đều yên lặng. Thứ giá trị thực dụng 10 ức biến thành 50 ức thì hơi khoa trương, nếu tăng giá tiếp thì không có lợi, dù sao chẳng biết cái sau còn gì nữa. Nơi này đấu giá không bao giờ lộ tin sắp đấu giá cái gì, liều mạng vì mấy trái đào tiên thì không đáng. Chương 2251, vật phẩm đấu giá áp trục. Nữ chủ chỉ nhìn quanh dưới đài, thấy không có ai phản ứng thì trong trẻo nói, có người ra giá 50 ức hồng tinh, còn ai tăng giá không? Nữ chủ chỉ liên tục hỏi ba lần không ai lên tiếng, nàng lắc dây thường kêu ba tiếng quyết định, số 223, 50 ức hồng tinh đấu giá 100 trái đào tiên màn đầu. Chiến như ý nhìn miêu nghị chầm chầm, gần từng chữ, nếu ngươi làm lỡ nhiệm vụ thì ta chờ xem khi về ngươi làm sao báo cáo. Miêu nghị nói, nàng đã nói đào tiên không liên quan đến nhiệm vụ. Chiến như ý cạn lời, nữ nhân bưng khay xoay người rời khỏi đài, ẩn sau tấm màn. Một nữ nhân khác bước ra khỏi tấm màn, cũng bưng khay, mặt trên có một gốc tinh hoa tiên thảo. Xem kích cỡ cây thì năm tuổi không dưới mấy ngàn năm, nàng bày ra cho mọi người xem. Nữ chủ chỉ trên đài nói, 10 gốc tinh hoa tiên thảo, mỗi gốc năm tuổi phòng chừng năm ngàn năm, giá quy định 150 ức hồng tinh, mỗi lần nâng giá một ức hồng tinh, ai muốn xin dơ thẻ lên. Nữ chủ chỉ lắc dây thường kêu đinh một tiếng, đợt đấu giá thứ hai chính thức bắt đầu lần này miêu nghị không dơ thẻ lên hắn có tinh hoa tiên thảo nhiều đến mức dùng không hết tích lũy một đống làm dự trữ hơn nữa giá tiền này hơi cao với hắn tinh hoa tiên thảo trong đại thế giới nhiều hơn tiểu thế giới nhưng tính số tu sĩ chiếm hữu nó thì đại thế giới càng hiếm hoi hơn vì vậy mắc hơn tiểu thế giới nhiều tuy nhiên giá quy định vật đấu giá này cao hơn giá thị trường bình thường một phần ba nhưng cũng dễ hiểu phòng đấu giá chợ quỷ trích phần trăm rất cao một phần ba giá thành giao vật đấu giá lần này đấu giá không liên tiếp như vòng đầu tiên, thưa thớt người tham gia. Mặc dù tinh hoa tiên thảo có giá trị cao hơn đào tiên, bị thiên đình quản lý nhưng nó dễ có hơn đào tiên, không như đào tiên chỉ dành cho cao tầng thiên đình. Đấu giá thành công làm quà tặng thì rất hãnh diện. Vòng này những người tham gia đều vì năm tuổi, của 10 gốc tinh hoa tiên thảo lên đến 5.000 năm. Mấy vòng dơ thẻ qua đi, 10 gốc tinh hoa tiên thảo bị người lấy giá 160 ức lấy đi, nhiều hơn giá quy định 10 ức, còn không bằng đào tiên vòng một tăng giá vật phẩm đấu giá càng về sau giá càng cao, Miêu Nghị không xen vào nữa, hoàn toàn là xem náo nhiệt. Miêu Nghị càng xem càng thấy lạ. Mỗi đợt đấu giá trong này chỉ đấu giá 10 món đồ, sắp đến vòng cuối cùng mà chưa thấy chiến như ý công bố nhiệm vụ. Miêu Nghị thầm lấy làm lạ, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Tuy rằng chỉ còn một vòng đấu giá cuối cùng nhưng không khí khác lạ, nhiều người ngồi thẳng dậy. Miêu Nghị thấy rõ ràng chiến như ý cũng ngồi nghiêm chỉnh. Lúc trước Miêu Nghị nghe đồn thường vòng cuối là vật phẩm đấu giá áp trục lên sân khấu, Lần này đấu giá không phải chuẩn bị sẵn từ trước, mà do người tham gia đấu giá cung cấp vật phẩm, nếu có nhiều người tham gia thì tính theo ai cung cấp vật phẩm giá trị cao để quyết định áp trục. Lý do làm như vậy vì một số người sợ đồ vật của mình quá quan trọng, sợ âm thầm giao cho Tín Nghĩa các sẽ bị đen ăn đen, nếu khoe ra trước mắt bao người thì Tín Nghĩa các giữ hai chữ, tín nghĩa mà không làm bậy. Nữ chủ trì trên đài cười nói, không biết vị bằng hữu nào nguyện dâng ra báu vật làm vật đấu giá áp trục không? Đám người nhìn đông ngó tây, có ba người lục tục đứng dậy đi lên cái bục. Miêu Nghị đầy hứng thú xem, không biết ba người kia sẽ lấy báu vật gì ra. Bên cạnh có người. Nhúc nhích, Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn, xoay tròn mắt. Chiến Như Ý đứng dậy bước ra ngoài, thành người thứ bốn đấu giá báu vật. Miêu Nghị, Diêm Tu, Khang Đạo Bình nhìn nhau, không biết Chiến Như Ý làm cái quỷ gì. Miêu Nghị truyền âm hỏi Khang Đạo Bình, Chiến Như Ý tính làm gì vậy? Khang Đạo Bình hoang mang nói, ta không biết. Khang Đạo Bình nói thật, gã không biết chiến như ý đến đây nghiêm khắc giữ bí mật không lộ ra chút gì cho gã ba người đành trợn to mắt nhìn chiến như ý lên đài chờ xem có chuyện gì ba người mang báo vật đấu giá bước lên đài lần lượt lấy chữ vật thủ chạc ra cho nữ chủ chỉ nghiệm thứ bên trong truyền âm giao lưu mỗi món đồ người chủ trì đều cười tươi thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười như đang nói ta đã hiểu nữ chủ chỉ nhận lấy thứ cuối cùng trong tay người đưa báo vật đấu giá chợt người nàng run rẩy vụt ngẩng đầu nhìn chiến như ý khuôn mặt tràn đầy giật mình biểu tình khó tin những kẻ đấu giá đều mở pháp nhãn nhìn phản ứng khác lạ của nữ chủ trì làm mọi người phấn khởi không biết đối phương nhìn thấy báu vật gì mà nữ chủ trì kiến thức rộng biết nhiều có phản ứng lớn như thế xem ra sắp được mở rộng tầm mắt ba người miêu nghị lại nhìn nhau không biết chiến như y đang làm gì lấy bảo bối gì ra ba người lờ mờ đoán thứ đó liên quan đến nhiệm vụ lần này nữ chủ trì phản ứng chỉ trong chớp mắt nàng nhanh chóng giấu đi cảm xúc nghiêng đầu xin lỗi ba người Báo vật của số 222 quyết định làm vật đấu giá áp trục. Ngữ điệu không tha nghi ngờ. Ba người đưa báo vật đấu giá tuy không muốn nhưng người chủ trì đã lên tiếng thì họ đành trở lại. Nơi này không cho phép gây sự, chờ chút nữa báo vật lộ ra liền biết công bằng hay không, có xứng với hai chữ tín nghĩa của tín nghĩa các không. Ba người ngồi xuống rồi nữ chủ trì hỏi thẳng Chiến Như Ý, số 222 xác nhận muốn lấy báo vật của mình ra đấu giá sao? Chiến Như Ý đổi giọng khác trả lời, đồng ý nữ chủ trì hỏi không biết giá khởi điểm là bao nhiêu chiến như y đáp hai vạn ức hồng tinh có người hét thất thanh hai vạn ức hiện trường xôn xao ồn ào ba người miêu nghị ngẩn ngơ không biết chiến như y lấy cái gì ra mà tính bằng đơn vị ức còn là hai vạn ức khiến mọi người giật mình là nữ chủ trì gật đầu nói không cao giá vừa phải xác nhận không câu này có nghĩa là gì nghĩa là vật đấu giá áp trục đáng giá tiền đó nhiều người hút ngụm khí lạnh Miêu nghị thẩm la, mỡ ơi, rốt cuộc là báu vật gì? Chiến như ý ở trên đài gật đầu nói, xác nhận, nữ chủ chỉ nói, ta muốn nghiệm báu vật trước mắt công chúng, cuối cùng thanh toán tiền hàng xong, nếu hàng hóa có vấn đề mang đến ảnh hưởng xấu cho tín nghĩa, các thì tín nghĩa các có quyền lấy một phần ba tiền đấu giá của ngươi làm bồi thường, ngươi có chịu không? Chiến như ý lại gật đầu nói, không thành vấn đề. chương 2252, Cạm Bẫy Thượng. Chiến như ý lật tay lấy ra một cây cung, ba mũi tên đưa cho đối phương, cung tên đều có màu đỏ, chế tạo bằng hồng tinh. A, à, phá pháp cung, thứ đó xuất hiện làm mọi người giật mình, mất kiểm soát, nhiều người đứng bật dậy. Nếu tính theo giá thị trường thì một cây phá pháp, cung không dưới 1.500 ức hồng tinh, giá quy định là hai vạn ức, tức là đối phương có ít nhất 10 vạn cây phá pháp cung, đủ để võ trang một đại quân mạnh mẽ. Ba người miêu nghị hóa đá tại ghế ngồi, rất nhanh hiểu rằng đây là nhiệm vụ. Đống phá pháp cung này chắc thiên đình kêu chiến như ý lấy ra đấu giá, không thì cho nàng một vạn lá gan cũng không thể nào lấy số lượng phá pháp, cung khổng lồ như thế ra đấu giá. Nhiều nghị muốn điên. Giờ là lúc nào? Biết bao người trong chợ quỷ hỏi thăm tung tích 900 vạn cây phá pháp cung, không chừng những người đó đang có mặt tại đây. Chiến như ý đột nhiên ném ra 10 vạn cây cung sẽ đem lại hậu quả gì? Không chừng một đám yêu ma quỷ quái sẽ nhào lên. Tiện nhân này muốn tìm chết mà kéo theo lão tử làm chi? Miêu nghị thầm rít gào. Miêu Nghị đi chung với Chiến Như Ý, ngồi sát nhau, còn truyền âm giao lưu, đồ ngốc cũng biết bọn họ chung nhóm. Miêu Nghị linh cảm bão tố sắp ập đến. Miêu Nghị hiểu rằng khi đi ra phòng đấu giá cũng là lúc rắc rối tìm đến. Nhưng rồi Miêu Nghị nhanh chóng ổn định cảm xúc, việc này có gì lạ? Thiên Đình cố ý sắp xếp như thế thì chắc có hậu chiêu, không đến mức ném ra 10 vạn cây phá pháp cung chỉ để người ta giết nhóm Miêu Nghị, nếu không vì nhằm vào bọn họ thì chắc là nhằm vào người mơ ước phá pháp cung. Nhưng Miêu Nghị không nghĩ ra tại sao Thiên Đình không phải mấy cao thủ làm việc này mà để tu vi như bọn họ loay hoay. Đặc biệt là sắp xếp cho chiến như ý thuộc doanh gia ra mặt, từ năng lực hay các mặt thì nàng không thích hợp làm chuyện này, rốt cuộc có ý gì đây? Diêm Tu ngồi một bên truyền âm với hắn, "Đại nhân, có khi nào đây là cạm bẫy Thiên Đình bày ra không?" Miêu Nghị khẽ thở dài, mặc kệ có phải là cạm bẫy không, đấu ra chấm dứt thì chúng ta sẽ gặp rắc rối, không biết Thiên Đình có chuẩn bị bao nhiêu, nếu không sẽ bị hố chết. Tinh thần điện, thanh chủ đi hướng giá sách cổ nhiều như đại dương, cao quan thu về tinh linh, bẩm báo, bệ hạ đã đến phiên đấu giá 10 vạn cây phá pháp cung. 10 vạn cây phá pháp cung trong phòng đấu giá đúng là cái bẫy. Trong thời gian này giám sát hữu bộ, hết sức điều tra trợ quỷ phát hiện nhiều yêu ma quỷ quái mơ ước 900 vạn phá pháp cung đều có thế lực sau lưng ẩn hiện. Phá pháp cung là vũ khí để thiên đình khống chế thiên hạ. Thanh chủ nổi giận, muốn chiếm đống trang bị này làm gì? Định tạo phản hết sao? Chuyện này đã chạm đến lần danh giới hạn của thanh chủ gã ra lệnh giám sát hữu bộ dốc sức điều tra, muốn nhìn xem nội bộ thiên đình có bao nhiêu người bị cuốn vào đó. Nhưng cao quan nói dính líu rất lộng, cứ điều tra thế này không phải kế lâu dài, nếu đống phá pháp cung đó mãi không lộ ra thì làm sao? Thanh chủ hỏi cao quan có kế gì không? Cao quan hiến kế, lấy phá pháp cung làm mồi bày ra cạm bẫy dụ rắn khỏi hang, khi đó một lưới bắt hết, bắt người rồi từ từ thẩm tra sau. Dù không thể tóm chọn ổ cũng phải để người khác ném chuột sợ vỡ đồ, để họ khi muốn phá pháp cung phải đắn đo suy tư, lo lắng đó có phải lại là bẫy của thiên đình không, chẳng dám hành động lỗ mãng, tranh thủ thời gian để thiên đình tìm về 900 vạn cây phá pháp cung. Quan, trọng nhất là rất có thể dụ lục đạo dư nghiệt ra, chỉ cần bắt được chúng là có thể lần theo dấu vết, không chừng bắt chọn tàn quân lục đạo ở bên ngoài địa ngục. Kế này rất diệu, thanh chủ chuẩn, nên mới có cạm bẫy này. Thanh chủ rút một quyển sách cổ ra cầm xem, chậm rãi nói, phải giữ liên lạc phối hợp với bên quân cận vệ, không thể để chiến như ý bị gì bất chắc. Cao quan nói, tả hữu đốc vệ đã phái sáu vị đại đô đốc tự mình hành động, chắc sẽ không có chuyện gì. Thanh chủ nói, phải làm thật tốt chuẩn bị giữ bí mật trước khi hành động, chậm rất mong chờ ngươi câu ra lục đạo dương nghiệt. Cao quan nói, người biết kế hoạch lần này chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong cấp dưới chấp hành tại chỗ chỉ mình chiến như ý biết, ngư hữu đức đi chung cũng không hay biết gì. Thần chỉ hơi lo bên chiến như ý không biết có tiết lộ cho doanh gia không. Thanh chủ cười nói, đây là lý do chấm khiến ngư hữu đức đi cùng, nha đầu kia tâm cao khí ngạo, có ngư hữu đức ở nàng sẽ dành một hơi. Dù nàng tiết lộ cho doanh giá cũng không sao. Thanh chủ ngừng lời, cười cười nhìn cao quan như muốn nói ngươi chờ xem kịch vui đi. Cao quan giật mình, thầm lấy làm lạ thanh chủ đã biết để chiến như ý, ra mặt có thể sẽ bị lộ bí mật, nhưng tại sao thanh chủ còn đẩy nàng ra đầu sóng? Dường như thanh chủ cố ý giấu giếm, cao quan không tiện hỏi nhiều. Trong tầng lầu nhô ra mặt nước của tín nghĩa cát, có một tầng lầu, một lão nhân áo xanh bước nhanh đến trước cửa phòng đóng kín, dồn dập gõ cửa. Trong phòng vọng ra thanh âm trầm thấp, "Vào đi." Căn phòng trang trí điệu thấp mà xa hoa, một nam nhân áo xám lưng hùm vai gấu ngồi khoanh chân trên giường, khuôn mặt thô kệch hơi tăng thương, mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn lão nhân áo xanh đẩy cửa đi vào. Thấy lão nhân bối rối vào, nam nhân nhíu mày hỏi, "Lão thất, có chuyện gì mà sốt ruột vậy? Người này là Tào Mãn, đông gia của tín nghĩa cát cũng là bàn tay đen sau màn khống chế trợ quỷ lão nhân áo xanh bước nhanh đến gần kể lại tình huống trong phá pháp cung đông gia tào mãn nghe xong giật nảy mình hai chân thỏ xuống giường gã trầm ngâm đi một vòng rồi hỏi người đưa hàng có lai lịch gì lão bộc áo xanh nói chưa biết đã sai người đi điều tra phượng trì tiểu thư đang câu giờ ra hiệu lão nô đến hỏi xem có muốn nuốt đợt phá pháp cung này không tào mãn không chút suy nghĩ quát nạt thứ không rõ lai lịch mà nuốt cái gì ai đều có thể chạm vào thứ này chỉ có chúng ta là không được, người nghĩ thiên đình không biết bối cảnh của chúng ta sao? Hơn nữa người vạn cây phá pháp cung ngũ phẩm không có ích gì với chúng ta, muốn nuốt cũng nên là 900 vạn cây. Nói cho Phượng Trì đừng suy nghĩ vớ vẩn, cứ đấu giá như bình thường. Tuân lệnh, lão bộc áo xanh nhanh chóng rời đi. Trường 2253, cạm bẫy hạ. Lúc này trong phòng đấu giá, nữ chủ trì đứng trên đài nhận lấy phá pháp cung mà chiến như ý đưa qua. Ba mũi lưu tinh tiễn đặt trên dây, Nữ chủ trì thi pháp chậm rãi kéo căng dây cung, phá pháp cung lấp lánh sáng, dây cung dần căng như trăng tròn chĩa lên nóc nhà. Mọi người ngóng trông chờ đợi. Nhưng nữ chủ trì chỉ, chỉ kéo cung tạo kiểu rồi gỡ xuống pháp lực bám trên dây cung, nàng gật gù xác định đó là phá pháp cung. Nữ chủ trì đặt cây cung lên cái khay nữ nhân đứng bên cạnh bưng trở, sau đó vươn tay ra hiệu chiến như ý xuống trước. Chiến như ý xuống đài, trước bao cặp mắt chăm chú nhìn nàng ngồi xuống vị trí của mình khóe mắt chiến như ý cảm giác đám người miêu nghị ở hai bên đang nhìn nàng chằm chằm lòng chiến như ý hơi kích động nàng không ngờ cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho nàng tưởng tượng cảnh mình lập công lớn khiến ngưu hữu đức trợn to mắt là lòng nàng sung sướng lập công này rồi thăng quan thăng cấp là bình thường dù sau này nàng gả cho hắn thì địa vị cũng cao hơn hắn không chừng sẽ trở thành thượng ti ai nói nam tôn nữ ti về sau nàng sẽ từ từ tính sổ chuyện hắn tìm nữ nhân trốn thanh lâu khang đạo bình nhăn nhó ngồi bên cạnh trước khi đi chiến như ý đã tịch thu tinh linh liên lạc bên ngoài của Khang Đạo Bình. Ban đầu gã không biết có chuyện gì, bây giờ mới hiểu nhưng đã muộn, không ngờ vị đại tiểu thư này làm ra chuyện lớn như vậy. Chiến như ý lấy tinh linh của Khang Đạo Bình, vì không cho gã liên lạc với bên chiến gia. Khang Đạo Bình đành truyền âm nhắc nhở, tiểu thư, doanh gia ở trong chợ quỷ không chừng nghe được tin này. Chiến như ý phất lờ Khang Đạo Bình, nàng không ngốc, sao có thể để chuyện này liên lụy đến doanh gia. Tịch thu tinh linh của Khang Đạo Bình vì đẩy doanh gia, chiến ra ra ngoài vòng không thì sau khi xong việc bên nhà nàng không có gì nhưng nàng nghi ngờ khang đạo bình sẽ không chịu nổi cấp trên điều tra có một số việc không thể để người ngoài biết chiến như ý sẽ âm thầm báo cho trong nhà sau miêu nghị ông cục tức không kiềm được hỏi chiến như ý nàng có biết hậu quả của việc làm này không chiến như ý nói lập tức liên lạc người của ngươi lại đây miêu nghị tức giận nói chưa biết sẽ có loại người gì tìm tới cửa nàng xác định bọn họ có thể ngăn lại sao Chiến như ý nói, không phải kêu bọn họ ngăn cản, mà là khiến bọn họ hóa trang hỗ trợ chúng ta vàng thao lẫn lộn rời khỏi đây. Miêu Nghị đã hiểu, triệu tập tất cả người dành việc vây quanh chỗ này là vì lý do này đây. Nữ chủ trì trên đài chuẩn bị xong, chính thức tuyên bố, vật đấu giá áp trục trong vòng cuối cùng, 10 vạn cây phá pháp cung ngũ phẩm, giá quy định là 2 vạn ức hồng tinh. Mỗi tăng giá 10 ức hồng tinh, ai muốn thì dơ thẻ lên, nữ chủ trì giật dây chuông kêu keng một cái, vật phẩm đấu giá áp trục chính thức bắt đầu nhiều người có mặt thầm hút ngụm khí lạnh, quả nhiên là 10 vạn cây phá pháp cung. Có người dơ thẻ lên ngay, tiếng chuông tăng giá vang lên liên tiếp. Miêu nghị nhìn tình hình bốn phía, truyền âm hỏi chiến như ý, 10 vạn cây phá pháp cung này lỡ rơi vào tay người khác thì sao? Chiến như ý bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, người khác không lấy đi được, ngươi nhanh chóng sắp xếp việc của mình đi, đừng để chúng ta không chạy được. Xem ra đã sớm có chuẩn bị. Lòng miêu nghị thít chặt, hắn đã phát hiện không ngừng dao động pháp lực, rõ ràng có người đang nhanh chóng liên lạc với bên ngoài miêu nghị đột nhiên nghĩ đến một việc vân chi thu nói bên chợ quỷ chắc chắn có người của lục đạo lục đạo muốn có phá pháp cung thì sao bỏ qua cơ hội này được đất luyện ngục đỉnh vô lượng bên vách núi ngoài vô lượng cung kim mạn mặc váy dài màu vàng đứng bên vách nhìn nhìn sóng biển mênh mông vô bờ phía xa ngao thiết công tôn lập đạo đứng sau lưng kim mạn hai người cầm tinh linh không biết đang liên lạc với ai ngao thiết nhanh chóng quay đầu báo với kim mạn đưa lưng hướng mình Tướng chủ, đúng vậy, là 10 vạn cây phá pháp cung, rất có thể là Bạch Phượng Hoàng tung ra." Kim Mạn xoay người, trầm giọng nói, lập tức thông báo huynh đệ bên trợ quỷ phải lần theo dấu vết túm ra Bạch Phượng Hoàng. Công Tôn Lập Đạo bỗng siết một tinh linh, "Tướng chủ, ý của ngũ gia khác là không chỉ có chúng ta mơ ước đống đồ này, không biết sẽ có bao nhiêu người bị cuốn vào, sợ huynh đệ một nhà ở bên kia không ứng đối nổi, cũng vì tránh cho đơn độc chịu thiệt nên đề nghị sáu nhà liên hợp, lấy được đồ rồi thì chia đôi." Kim Mạn dứt khoát nói, trả lời bọn họ, được, Kim Mạn bỗng cứng người, móc tinh linh ra liên lạc với Miêu Nghị, nàng không rõ hắn đột nhiên tìm nàng có chuyện gì. Sau khi liên lạc xong Kim Mạn biến sắc mặt, toát mồ hôi lạnh. Kim Mạn dậm chân nói, chết tiệt, sao quên mất không chỉ trong tay Bạch Phượng Hoàng mới có phá pháp cung. Mau thông báo người bên ta ngừng hành động, đây là cạm bẫy thiên đình đặt ra, hai vị đại tướng quân giật mình kêu lên, sao nói vậy, Kim Mạn dơ tinh linh lên sốt ruột nói, thánh chủ ở trong phòng đấu giá, hắn là người tham gia cái bẫy này. Là thiên đình lấy 10 vạn cây phá pháp cung ra đấu giá, thánh chủ lo lắng chúng ta bị cuốn vào. Mau, kêu năm nhà khác nhanh chóng rút ra. Ngao thiết, công tôn lập đạo vội truyền tấn liên lạc với người năm nhà. Kim mạn truyền tấn cảm ơn miêu nghị xong thở hát ra, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, thánh chủ anh minh giúp lục đạo tránh khỏi tổn thất lớn. Quỳnh tinh, phủ khấu thiên vương, cửa điện trọng địa khấu ra chợt mở ra khấu lăng hư khấu thiên vương đột nhiên xuất hiện trước cửa mắt hấp háy bên cửa hông lão đừng đẩy cửa ra chạy lại hỏi có chuyện gì vậy lão ra khấu lăng hư nói lập tức khiến bên chợ quỷ ngừng lại mọi hành động lão đừng lấy làm lạ hỏi tại sao khấu lăng hư nghiêng đầu nói đây là cái bẫy thanh chủ đặt ra ngư hữu đức truyền tấn nhắc nhở văn lam văn lam khẩn cấp nhắc tam nhi lão đừng ngạc nhiên lão đã hiểu chắc tam thiếu ra gấp gáp nhắc nhở phụ thân của mình Lão Đường nhanh chóng móc tinh linh ra truyền tấn thông báo người bên dưới dừng tay. Khấu Lăng hư khoanh tay khẽ thở dài, hồ đồ, bị bối cảnh xuất thân của Bạch Phượng Hoàng che mở mắt, không nghĩ rằng thanh chủ sẽ trở mặt, ai ngờ thanh chủ chơi chiêu đó, e rằng không chỉ có chúng ta bị quỷ che mắt, nhanh chóng thông báo cho ba nhà khác đi. Chương 2254 so kè bên ngoài phòng đấu giá. Lão Đường hiểu ý, tứ đại thiên vương vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau, đối mặt thanh chủ thì chỉ có thể hợp tác nếu bị thanh chủ phá từng phần chỉ còn lại một nhà thì sẽ không có kết cục tốt lão đường nhanh chóng làm theo ai ngờ chưa liên lạc thì doanh gia trong ba nhà đã lập tức liên lạc với lão liên lạc xong lão đường cầm tinh linh bẩm báo lão gia bên doanh gia thông báo nói chợ quỷ là cạm bẫy của thanh chủ kêu chúng ta cẩn thận khấu lăng hư kinh ngạc hỏi bọn họ biết trước lão đường nhắc nhở lão gia quên sao chiến như ý ngoại tôn nữ của doanh cửu quang và ngư hữu đức cùng ở chợ quỷ chắc ngoại tôn nữ của y lộ tin tức Doanh Cửu Quang và lão gia có cùng suy nghĩ nên thông báo với ba nhà khác ngay. À, ủa, uh, Khấu Lăng Hư trầm ngâm nói, Thanh chủ biết rõ dùng nha đầu đó có thể bị lộ tin tức nhưng vẫn dùng. Lão Đường nói, như lão gia đã nói, Thanh chủ chưa muốn trở mặt với nhóm lão gia, vì nếu thật sự xé rách mặt, thì tám phần binh quyền trong thiên hạ nằm trong tay các lão gia, trừ phi Thanh chủ muốn thiên hạ rối loạn cho người khác cơ hội thừa dịp lẻn vào, không thì hiện giờ hắn không thể làm gì các lão gia được nếu làm đến mức không xuống đài được thì chính thanh chủ không chịu nổi nên cố ý để lại một con đường lộ bí mật nhưng thanh chủ lộ ý đồ làm hòa hơi rõ rệt đẩy ngoại tôn nữ của doanh cửu quang ra trước khấu lăng hư trông về nơi xa đâm chiêu khẽ thở dài đúng rồi ý đồ làm hòa quá rõ ràng hắn đang nói với chúng ta rằng hắn đã nhường một bước tiếp theo đến lượt chúng ta lùi bước lão đường nhíu mày hỏi thanh chủ muốn cái gì khấu lăng hư nói còn muốn gì nữa tất nhiên là tăng mạnh khống chế thiên hạ lão đường giật mình kêu lên, thanh chủ muốn binh quyền trong tay các lão ra. Khấu lăng hư liếc lão đường, ngươi cảm thấy hắn và chúng ta rằng co, trừ thứ này ra còn cái gì khác có thể khiến hắn hứng thú sao? Cơ hội tốt như vậy, cái cớ tốt như thế đưa vào tay hắn rồi, sao có thể không thừa dịp dục dịch được? Lão đường trầm giọng nói, chúng ta đã biết trước nên sẽ không rơi vào bẫy, không bắt được điểm yếu của chúng ta thì thanh chủ có thể làm gì được? Khấu lăng hư hừ mũi, không bắt được điểm yếu. Chắc ngươi sẽ không cho rằng bây giờ thanh chủ mới hành động đi giờ ngẫm lại thanh chủ giã có âm mưu từ sớm, giám sát hữu bộ đã tham gia việc này từ lâu. Xem tình hình ngưu hữu đức vào ở khách điếm tiết lộ tình huống là biết, nhưng chúng ta ban đầu không ngờ thanh chủ còn có chiêu này, đã bỏ qua. Thanh chủ dám vào phút cuối mượn tay nhà đầu doanh gia rũ ra tức là, giang cảnh cáo chúng rằng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Người có tin là những người liên quan đã bị giám sát hữu bộ theo dõi không? Người có tin là thanh chủ sớm bài bố người rồi không? người mấy nhà dám dục dịch một cái là sẽ ra tay bắt người ngay. Người ta là cố ý vô tình, người nghĩ có thể chạy thoát sao? Sự việc đến phút then chốt cuối cùng mới lộ ra, dù bây giờ chúng ta muốn tổ chức người đi cứu cũng không kịp, không chừng còn chui đầu vào lứa oi. Rơi vào tay giám sát hữu bộ rồi, bằng vào thủ đoạn của tên khốn cao quan, thì ngươi nghĩ mấy nhà chúng ta sẽ thoát khỏi dính líu không? Ý đồ mơ ước đống phá pháp cung đó là việc lớn, bị chụp mũ, tạo phản thì không ai chịu nổi lão đường buồn rầu nói ai tính sai nếu không tại đống phá pháp cung đó hấp dẫn mọi người ra thì giám sát hữu bộ chưa chắc theo dõi người của chúng ta được lão gia cảm thấy thanh chủ muốn bao nhiêu điều lợi khấu lăng hư nheo mắt nói bây giờ chờ xem bên dưới có bao nhiêu người rơi vào cạm bẫy lão đường giật mình kêu lên ý của lão gia là không thông báo cho bên dưới khấu lăng hư nói không phải không thông báo mà là thông báo cho người thích hợp giữ gìn đẳng cấp nguyên soái còn cấp tinh quân sẽ phải nhường ra vài vị trí chúng ta chỉ có thể nhường bước đến đây, thanh chủ đừng hòng quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên Mão Tinh Quân phủ, nhã các nhỏ. Thiên Mão Tinh Quân bàng quán chắp tay sau lưng lưng đi tới đi lui trong các, biểu tình trầm trọng. Lão Bộc Trần Hoài Cửu cầm tinh linh, liên lạc khẩn cấp sau đó thở phào. Trần Hoài Cửu gật đầu nói với bàng quán đang đi tới đi lui, lão gia, người bên trợ quỷ đã ngăn cản kịp lúc. Bàng quán sợ hãi lo âu nghe vậy dừng bước, thở phào, vuốt dầu trầm ngâm nói cấp trên không lộ chút tin tức gì với bên dưới không biết có phải muốn bỏ tốt giữ tướng hay có nguyên nhân gì khác ta có nên báo cáo lên trên không trần hoài cửu xua tay mặc kệ tình huống bên trên là gì có một điều chắc chắn rằng đại thế thiên hạ trước mắt thì bệ hạ sẽ không hoàn toàn trở mặt với cao tầng làm như vậy không chút lợi ích gì cho bệ hạ nên lão gia đừng lo cấp trên xảy ra chuyện giữ gìn được bản thân mạnh hơn bất cứ cái gì làm nhiều quá ngược lại là vẽ rắn thêm chân chưa chắc là chuyện tốt cho lão gia bàng quán đồng ý gật gù, đổi khuôn mặt tươi cười. Ngư hữu đức đưa tin rất kịp lúc. Trần Hoài cửu cười nói, xem ra chuyện với ngư hữu đức từ việc xấu biến thành chuyện tốt. Tiểu tử này này rất danh, không làm chuyện bắt điểm yếu uy hiếp lão gia, tương đương lại chủ động đưa điểm yếu vào tay chúng ta. Người này có thể quen thân. Bàng quán vuốt dâu gật đầu mỉm cười. Lúc trước bị miêu nghị áp chế làm bàng quán hơi khó chịu, nhưng qua việc này thì chút bực bội đó tan biến. Miêu nghị dùng sự thật chứng minh giữa hai bên là quan hệ hợp tác, hợp tác cùng có lợi không hề uy hiếp nhau đây là đạo quen biết lâu dài bên ngoài phòng đấu giá trên một con thuyền bờ bờ sông ánh đèn mờ ảo người chèo thuyền khoanh chân ngồi ở mũi thuyền ngẩng đầu nốc rượu ngon mấy người áo đen từ trên bờ nhảy lên thuyền đi vào khoang rèm trâu đung đưa người chèo thuyền nhìn lại đứng dậy đi vào khoang thuyền cười hỏi mấy vị muốn đi đâu người áo đen ngồi ở chiếu trên móc khối lệnh bài ra nụ cười đông trên mặt người chèo thuyền con người có rút tín nghĩa cáp một người áo đen đến gần, bốn vị khách lúc trước ngươi đưa đến tín nghĩa các là những ai? Người chèo thuyền hơi căng thẳng lắc đầu nói, ta không biết, là khách vãng lai lên thuyền. Người áo đen hỏi, lên thuyền nào? Người chèo thuyền đáp, bên Bắc Lục Loan. Người áo đen hỏi, nếu gặp lại bọn họ thì ngươi có nhận ra không? Chương 2255, toàn bộ xoe tròn mắt, thượng. Người chèo thuyền đáp, tiểu nhân không dám xác định, bọn họ đã dịch dung, nhưng nếu khuôn mặt giả không thay đổi thì tiểu nhân sẽ nhận ra ngay thế là người chèo thuyền trực tiếp bị khống chế. Đây là người đã chở nhóm Miêu Nghị đến tín nghĩa cát. Nhóm Miêu Nghị chỉ muốn đi chứ không thêm chuyến về. Miêu Nghị ở trong phòng đấu giá không cần biết chuyện gì, chiến như ý kêu hắn nhanh chóng sắp xếp, tuy hắn làm theo nhưng không bỏ qua cơ hội làm việc riêng. Miêu Nghị không muốn hy sinh vô nghĩa vì thiên đình, thế lực nào có thể thông báo hắn đều kêu hết. Không phải Miêu Nghị đa mưu tính sâu xa, mà vì phải tìm cách vượt qua tình hình nguy hiểm có thể xảy ra, thông báo cho thế lực các phương đầu tiên là vì giảm áp lực đẩy ra người của thế lực lớn rất có thể sẽ nhào tới. Miêu nghị có cách giảm thấp phiêu lưu, không thì khi đó ai biết người là ai? Nhiều cao thủ của lên rất dễ ngộ thường hắn. Thứ hai là Miêu nghị đưa ra yêu cầu đến tất cả thế lực mà hắn thông báo, nếu hắn có xảy ra cái gì, ngoài y muốn hy vọng bọn họ giúp một tay hỗ trợ hắn thoát hiểm. Các phe đều đồng ý, còn có làm được hay không thì tính sau. Miêu nghị không thể đặt hết hy vọng vào lương tâm của Thiên Đình, trong Thiên Đình có lương tâm thế nào thì hắn đã lĩnh giáo rồi. Lương Tâm đã bị chó cắn, không thể dựa vào. Chiến Như Y nhận ra khác lạ, truyền âm hỏi, sao sắp xếp lâu vậy? Nhiều nghị trả lời, sự việc liên quan an toàn của mình, sao ta có thể không cẩn thận một chút? Chiến Như Y ngãm lại cũng đúng nên không hỏi nhiều. Bây giờ nàng tập trung vào việc đấu giá. Đa A à, gái đang rất kịch liệt, tiếng chuông rung không dứt, giá nâng lên cao đến hai vạn ba ngàn ức. Bên mình đã chuẩn bị ổn thỏa, Chiến Như Y nhẹ gật đầu với một hướng. Rất nhanh phía sau có người dơ thẻ hét to, ba vạn ức hồng tinh rất nhanh thanh âm này lấn át mọi động tĩnh trong sân, mọi người cùng ngoái đoàn hình người phát ra thanh âm. Yên tĩnh, không ai đấu giá nữa. Đối phương ra giá cao như vậy tức là quyết tâm chiếm được, giá tiền này không phải người bình thường có thể lấy ra, chắc người đó có bối cảnh không giống bình thường. Vừa có thực lực vừa có quyết tâm, mọi người phải đắn đo lại dù thành công đấu giá về, nhưng có thể thuận lợi lấy đi 10 vạn phá pháp cung từ tay đối phương không? Người có thực lực đấu giá 10 vạn cây phá pháp cung đều hiểu, họ biết đống phá pháp, cung này không phải so tài trong phòng đấu giá mà là ở bên ngoài. Nữ chủ trì nhìn quanh dưới đài, không thấy ai có phản ứng gì thế là trong trẻo nói, có người ra giá 3 vạn ức hồng tinh, còn ai tăng giá không? Nữ chủ trì liên tục hỏi 3 tiếng không ai trả lời, nàng giật dây thừng. Đinh đinh đinh, vang ba tiếng chuông quyết định. Số 957, đấu giá vòng cuối 10 vạn cây phá pháp cung ngũ phẩm với giá 3 vạn ức hồng tinh. Nữ chủ trì vòng ra từ phía sau đài, cười nói với mọi người, đấu giá đợt này kết thúc, xin thương gia 10 vòng đấu giá đi hậu trường thanh toán tiền hang. Cuộc đấu giá tiếp theo bắt đầu đúng giờ vào ngày mai, hoan nghênh mọi người lại ghé ủng hộ. Nói xong nữ chủ chỉ chắp tay với mọi người, dẫn người ra sau màn. Miêu Nghị quay đầu nhìn số 957 đấu giá phá pháp cung. Lúc trước chiến như ý dõng dạc bảo đảm phá pháp cung sẽ không rơi vào tay người ngoài, nếu Miêu Nghị không đoán sai thì người này chắc được thiên đình sắp xếp. Cuộc đấu giá chấm dứt, mọi người lục tục đứng dậy rồi đi, nhiều. Người liếc hướng chiến như ý, Chiến Như Ý ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, đến khi mọi người đều đi hết nàng mới đứng dậy. Miêu Nghị đứng lên theo sau lưng Chiến Như Ý, đi ra hậu đài giao hàng. Chiến Như Ý truyền âm với Miêu Nghị, vì giữ bí mật nên phòng đấu giá sẽ sắp xếp người đấu giá đồ đi theo đường ngầm rời khỏi Tín Nghĩa Cát. Ta sẽ đi hướng mạn bắc, thừa dịp bây giờ không có người chú ý, ngươi hãy nhanh ra ngoài xem xét tình huống, bài bố người tiếp ứng ta, chuẩn bị cho chúng ta thoát đi. Miêu Nghị kinh ngạc hỏi, vậy đầu tiên mà ta đấu giá thì sao? chiến như Ý nói, ta đã bảo ngươi đừng quấy rối mà ngươi cứ làm bậy, làm hỏng chuyện rồi ta chờ xem ngươi làm sao được. Có lẽ chiến như Ý nhận ra giờ không phải lúc cái lộn, nàng dịu giọng lại, ta trả tiền giúp ngươi, số đào tiên này tặng miễn phí cho ngươi chịu không? Chịu trăm phần trăm, Miu nghị dừng bước, hắn biết giờ không phải lúc tranh chấp, làm theo chiến như Ý bài bố mới ổn thỏa. Chắc thiên đình còn hậu chiêu giàn xếp, hắn làm bậy ngược lại bị nguy hiểm. Nếu chiến như Ý ban đầu không cố ý che giấu hành động, nếu sớm báo tình hình nhiệm vụ cho Miêu Nghị, nếu hắn sớm biết xảy ra chuyện lớn như vậy thì chắc chắn sẽ không đấu giá đào tiên. Miêu Nghị nhìn theo chiến như ý, Khang Đạo Bình đi hầu đài, hắn dẫn Diêm Tu xoay người đi ra. Hai người rời khỏi phòng đấu giá trống rỗng, dọc theo cầu thang uốn lượn lên trên, đi qua đại sảnh, đến đường nước lúc trước xuống thuyền, trực tiếp trốn vào trong nước. Phòng đấu giá hậu đài. Hai bên mua bán thanh toán tiền hàng tại đây, xong giao hàng trước sự chứng kiến của vị nữ chủ trì. Nữ chủ trì mỉm cười la lên, mời số 223 lại đây giao hàng với chủ mua. Nhưng rất nhanh nữ chủ trì không cười nổi, gặp, đá quán. Nhiều đại quan nhân số 223 đã đi, chắc chắn không có mặt, chiến như y bước đến trả tiền. Tuy chiến như y khoác áo đen, đội mũ che nhưng nữ chủ trì có ấn tượng sâu sắc với nàng, cộng thêm vóc dáng nàng cao kiều bắt mắt. Nữ chủ trì cười nói, xin chờ chút, lần này là số 223, còn chưa đến lượt của người. Chiến như y nói, hắn đã đi, để ta trả tiền mua thay hắn. Nữ chủ chỉ ngừng cười, hỏi, hắn có để lại thẻ thứ tự cho ngươi không? Chiến như ý đáp, không có, nhưng ngươi nên biết ta đi chung với hắn. Nữ chủ chỉ nét mặt xa sầm nói, làm sao ta biết các ngươi đi chung với nhau không? Một mình ngươi nói thì không được. Thẻ số mỗi cuộc đấu giá đều là đặc chế vì phòng ngừa có người giả mạo. Lỡ như lại có người cầm thẻ thứ tự đến giao hàng thì tím nghĩa các làm sao được. Nữ chủ chỉ nhanh chóng quay đầu ra hiệu, bên cạnh có người móc tinh linh ra liên lạc với bên ngoài. Chiến như ý sửng sốt bọn họ không giành quy định đấu giá bên này. Chiến như ý thầm la hỏng rồi, tính tới tính lui bỏ sót vụ này, nàng thầm chửi miêu nghị khốn kiếp, đã bảo hắn đừng làm bậy mà không nghe, bây giờ thật sự xảy ra chuyện. chương 2256, toàn bộ xoe tròn mắt hạ. Người đứng phía sau chờ nhận hàng đều nhìn sang, không ngờ có người to gan dám chơi trò đó trong tín nghĩa cáp. Có người liên lạc qua tinh linh xong nói với nữ chủ trì, chắc người đã đi mất. Nữ chủ trì sầm mặt. Chiến như ý cố vất vát, hay là vậy đi, ta trả tiền giúp hắn, ta cũng không lấy đào tiên đi. Chờ lát nữa ta kêu hắn cầm thẻ thứ tự đến lĩnh đồ, vậy thì tín nghĩa các không cần lo có người lấy thẻ gây rắc rối. Nữ chủ chỉ trầm giọng nói, nếu ngươi thật sự chung nhóm với hắn, thật sự không muốn hắn xảy ra chuyện thì lập tức liên lạc với hắn ngay, kêu hắn nhanh chóng trở về giao hàng. Không ai dám dắt mũi tín nghĩa các, chiến như ý nghe thấy khó chịu, tín nghĩa các nho nhỏ mà dám đối đầu với thiên đình sao. Quan trọng nhất là hiện tại chiến như ý không thể kêu nghiêu nghị trở về, Nàng nói, ta không có cách liên lạc trực tiếp với hắn. Nữ chủ trì hỏi, vậy chắc ngươi biết hắn ngủ ở đâu? Ta phái người đi mời. Chiến Như Ý càng sẽ không tiết lộ, nàng lắc đầu nói, không biết, ta đã nói sẽ trả tiền thay hắn, ta cũng không lấy đào tiên, như vậy cũng không được sao? Nét mặt nữ chủ trì lộ vẻ giận nói, không cần. Số tiền kia tím nghĩa các tự bỏ ra được, không cần người ngoài trả tiền. Bao nhiêu năm nay chưa ai dám dắt mũi tím nghĩa các, dám trốn hàng, hắn nghĩ có thể chạy trốn sao? mời số 639 người đấu giá đợt thứ hai lên giao dịch với chủ bán. Nói trốn hàng thì oan chết cho miêu nghị, rõ ràng tín nghĩa các tự phụ, hắn đường đường chính chính đi ra, sao có thể gọi là bỏ trốn được. Chiến như ý không phải xuất thân tầm thường, bên trong có tính kiêu ngạo, nàng không thèm để tín nghĩa các vào mắt. Bất cứ tổ chức, cá nhân nào ngoài thiên đình đều không đáng một đồng trong mắt chiến như ý, nhưng bây giờ nàng có chuyện quan trọng hơn cần làm, không muốn gây sự, đành nén cơn giận đứng sang một bên một tổ giao hàng xong tín nghĩa các liền sắp xếp cho tổ đó rời đi. Ngày càng đông người, rất nhanh đến lượt chiến như ý và số 957 đấu giá, người này không giao hàng bằng tiền mặt mà lấy một chồng số phiếu của tín nghĩa các. Nữ chủ trì là một trong nhân chứng sừng sốt, mặt ngoài không lộ vẻ gì nhưng thầm giật mình. Người này có thể lấy ra số phiếu 3 vạn ức tín nghĩa tiền trang. Chiến như ý cầm tờ phiếu, nàng hơi do dự, dù biết với số phiếu của tín nghĩa tiền trang có thể tùy thời đổi tiền mặt, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc đến. Nữ chủ trì hỗ trợ kiểm nghiệm xong nói, là thật, quy khách số 222 có thể bằng những số phiếu này, tùy thời đến tín nghĩa tiền trang đổi tiền mặc. Lúc này mặc kệ là thật hay giả thì chiến như ý không muốn dây dưa lâu hơn nữa, nàng không cần nghi ngờ số 957. Có vài việc cấp trên đã sắp xếp hết. Chiến như ý giao phá pháp cung vào tay đối phương cho kiểm tra. Số 957 nhanh chóng kiểm tra 10 vạn cây phá pháp cung, thử một đám xác nhận không có vấn đề thì nhanh chóng giao hàng với chiến như ý. Hai bên rời đi. Trước đó toàn xếp nhân viên đưa tiễn, lần này nữ chủ trì đích thân đưa hai người. Đoàn người đến một mật thất, có cao thủ ngồi xếp bằng trong hang đá canh gác. Trong hang giá có 10 ao nước quay thành một vòng. Nữ chủ trì đứng cạnh ao nước, bình tĩnh giới thiệu, nơi này là đường nước đi thông ra ngoài, 10 phương ao nước đối ứng với 10 hướng bên ngoài. Sắp xếp các vị rời đi từ đây cũng vì bảo vệ hành tung của khách, muốn đi hướng nào xin tự chọn. Số 957 lập tức nhảy vào ao nước hướng chính bắc nữ chủ trì lạnh nhạt nhìn chiến như ý ai ngờ nàng cùng khang đạo bình cũng nhảy vào nước chính bắc làm nữ chủ trì giật nảy mình vách đá dưới đường nước vẫn là đào từ tạp khoáng ánh huỳnh quang dưới nước có sắc màu mộng ảo không cần chiếu sáng ba người trước sau đi nhanh chiến như ý ở trong nước nhanh chóng liên lạc với miêu nghị ba người rất nhanh đến lối ra có người tín nghĩa các canh giữ mở trận phòng hộ thả ba người ra ngoài ba người đi ra liền thấy hơn ba người khoác áo đen đội mũ rèm vải tụ tập trong nước đám hắc hổ kỳ lam hổ kỳ dành việc đều có mặt hai bên làm động tác tay đã hẹn trước xác định là người mình liền nhanh chóng hội hợp miêu nghị cũng ở trong đó thấy có thêm một người miêu nghị ngạc nhiên truyền âm hỏi chiến như ý ai vậy chiến như ý trả lời người mình tình huống bên ngoài thế nào người mình miêu nghị tạm dừng trả lời nhiều người đi đường nước đã theo dõi chúng ta nhưng thấy chúng ta đông người chưa hiểu rõ về chúng ta nên không dám tới gần chiến như ý nhìn bốn phía quả nhiên rợp bóng người kệ nó bọn họ không dám gây sự trước cửa tín nghĩa cát rút lui theo kế hoạch đi miêu nghị phất tay ra giấu hơn ba người liền vây quanh bao lấy mấy người bọn họ xoay nhanh như quả cầu to trong nước đám người đứng xa nhìn chăm chú bên này chợt có người hét to nguy rồi quả nhiên quả cầu người xoay tròn chợt tản ra hơn ba người ăn mặc giống nhau y như đúc chia tiểu tổ tản ra làm một đống người thân phận không rõ núp trong nước trợn mắt há hốc mồm nhìn trong tầng lầu tín nghĩa cát Lão nhân áo xanh dẫn nữ chủ trì đẩy mở cửa phòng đông ra tảo mãn. Đi vào trong rồi đóng cửa lại. Nghe nữ chủ trì giới thiệu tình huống, tảo mãn ngồi cạnh bàn lật xem số phiếu màu tím vàng trên bàn. Đều là phiếu tín nghĩa tiền trang tung ra, mỗi tấm dùng ra yêu thú. Sử dụng bí phương đặc biệt riêng chế ra, bên trong có pháp ấn của tảo mãn, không giả được. Sắp giấy này là số phiếu giá trị lớn nhất trong tiền trang, mỗi tấm tức là 10 ức hồng tinh, trước mắt tảo mãn có 100 tấm tức là 1 vạn ức là phí hoa hồng 1 phần 3 trong cuộc giao dịch phá pháp cung 3 vạn ức. Một đợt giao dịch lời nhiều như thế, dù Tào Mãn có tiền tài quyền thế kinh người cũng hoảng hốt. Cái gì? Tào Mãn ngước lên hỏi, người nói là người bán phá pháp cung và người mua đi cùng một đường nước. Nữ chủ trì gật đầu nói, đúng vậy, việc này ta cũng thấy kỳ, lẽ ra hai người nên cố gắng tránh cho bị người phát hiện tung tích mới đúng. Tào Mãn cao mày, mắt liên tục hấp háy, gã chợt nghĩ đến điều gì, bộ dạng giật bắn người. Tào mãn đập bàn đứng dậy, nguy rồi, đây là cạm bẫy. Lão thất, mau kêu người của chúng ta đang theo dõi đều rút về. Lão nhân áo xanh không hỏi nguyên nhân, nhanh chóng móc tinh linh ra chấp hành. Nữ chủ chỉ khó hiểu hỏi, tam gia gia, cạm bẫy gì vậy? mươi 2257, thành tù binh thượng. Tào mãn giơ tay ngăn lời của nàng, chỉ nhìn chăm chăm vào phản ứng của lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh xác nhận người mình đã rút về mới nói, đông ra, người của chúng ta đã an toàn rút về. Tào mãn thở phào, Gã sửa sang tất cả số phiếu trên bàn thật ngay ngắn rồi đưa cho lão nhân áo xanh, cười khổ lắc đầu nói, khi không mừng hụt, thứ này là tiền mua mạng của chúng ta, không nuốt trôi được một đồng, chỉ càng cho người dễ xuống tay với chúng ta hơn. Lão thất hãy đưa số phiếu này đến phủ tổng trấn Lão nhân áo xanh hoang mang nhận lấy số phiếu. Nữ chủ chỉ giật mình kêu lên, đưa đi phủ tổng trấn Ý tam ra ra không lẽ đây là cạm bẫy của thiên đình. Tào mãn hỏi ngược lại, người tận mắt nhìn thấy, còn cần hoài nghi sao? Nữ chủ trì ngơ ngẩn, dây sau vẻ mặt đăm chiêu nhẹ gật đầu, dường như đã hiểu. Nhưng nữ chủ trì vẫn khó hiểu hỏi, cho dù là cạm bẫy của thiên đình nhưng đấy cũng là thiên đình tặng không cho chúng ta, tại sao thành tiền mua mạng? Tặng không, tào mãn cười khẩy nói, tặng không số tiền lớn này. Ngươi không tưởng tượng xem đây là tiền gì, đó là tiền từ việc đấu giá phá pháp cung. Tín nghĩa phách mại hành thế nhưng đấu giá thứ này, âm thầm mua bàn nhiều thứ này, đủ để chụp cái mũ tạo phản cho ngươi. Nữ chủ trì bất bình nói, tam gia gia, phòng đấu giá chúng ta không phải lần đầu tiên đấu giá hàng cấm, tại sao lần này không giữ được? Hơn nữa rõ ràng là thiên đình gài bẫy, thiên đình chủ động giao cho chúng ta đấu giá thì làm sao trách chúng ta được? Chúng ta luôn kiếm tiền như vậy, dựa vào cái gì đưa trả thiên đình, nếu không đưa thì chúng ta sẽ thế nào? Nàng đó, tuyết linh lung chỉ vào tỏ mãn, thở dài cái kiểu ngươi còn quá trẻ, chúng ta bình thường đấu giá hàng cấm, thiên đình luôn mắt mở mắt nhắm ít khi trở mặt với chúng ta, nhưng nó có sự giới hạn. Đến mức này rồi ngươi có tin là, thiên đình đã sắp xếp một đống người ở bên ngoài không? Tùy thời có thể cho người một kích trí mạng. Vào phút cuối sự việc vạch trần tất cả ra trước mặt chúng ta, đây là vì không muốn trở mặt với hạ hầu ra, cho chúng ta cơ hội nhanh chóng rút về những người tham gia chuyện này, tránh cho việc xảy ra đến nơi mọi người sẽ khó xử. Đây là đã là nể mặt hạ hầu ra. Nếu chúng ta không biết điều, thì chẳng những đấu giá thứ tạo phản còn dám nuốt số tiền lớn của thiên đình. Bây giờ việc tín giã phách mại hành đấu giá phá pháp cung đã bị mọi người biết, chứng cự đã sắp đặt xong, đại quân thiên đình trở bên ngoài, nếu chúng ta biết điều thì thiên đình, mượn tay chúng ta đặt bẫy sẽ bỏ không truy cứu trách nhiệm nữa. Nếu chúng ta không biết điều thì tức là vô pháp vô thiên, dám đấu giá hàng cấm giúp đỡ mưu phản. Một cái mũ tạo phản chụp xuống, đại quân thiên đình sẽ đóng cửa tín nghĩa cát. Bọn họ nhân danh trước đó đã nề mặt mà chúng ta không biết điều, đạp cái mũi lên mặt. Khi đó gia chủ cũng sẽ không nói gì được, đây chẳng phải là tiền mua mạng thì là gì, nữ chủ chỉ đã hiểu nghiến răng nói, thiên đình tính kế hay thật, lợi dụng chúng ta một trận. Tào mãn khẽ thở dài, vừa đấm vừa xoa, đây là điểm lợi hại của thanh chủ. Tào mãn ngoắc lão nhân áo xanh, lão thất mau đưa đi đi, đào đã kể trên cổ chúng ta, tỏ thái độ muộn thì không còn đường cứu vãn. Lão nhân áo xanh cất phiếu số nhanh chóng rời đi, không dám chậm trễ, tuân lệnh. Lúc này miêu nghị nhanh chóng chạy trốn thầm kêu khổ. Mấy người theo sau 957 ra khỏi, mặt nước trốn vào đường hầm ngầm rối loạn như mê cung bay tới nhảy lui lung tung mới rồi nghe chiến như ý nói đã biết người dẫn đường là cử ngũ thất người đấu giá phá pháp cung cũng là người thiên đình sắp đặt mấy người chui lên khỏi lòng đất nhanh chóng chạy hướng dãy núi phía tây một đám người như ong vỡ tổ chui lên từ mặt đất thần kỳ một đám rậm rạp cắn chết không nhà nhưng bọn họ chỉ đuổi theo rõ ràng có thể đuổi kịp nhưng không vội ra tay hiển nhiên chưa tìm hiểu kỹ miêu nghị chiến như ý có lá bài gì hy vọng người khác trước tiên thăm dò giúp mình Ban đầu Miêu Nghị còn thầm khen kế hoạch của Thiên Đình rất diệu, mấy ngàn người mặc đồ giống y như đúc tản ra thì chắc chắn không ai điều tra được. Ai ngờ trong một đêm yêu ma quỷ quái rất nhanh phản ứng lại, mục tiêu bám chặt bọn họ không thả. Lúc trước Miêu Nghị không nghĩ ra lý do là gì, sau này phát hiện đi theo chiến như ý là sự sai lầm. Nữ nhân này bộ dáng cao kiều quá bắt mắt, hiếm thấy nữ nhân nào cao giáo như vậy, muốn người ta không phát hiện sơ hở cũng khó. Nghĩ thông điều này Miêu Nghị chỉ muốn vào miệng mình đã biết là bẫy, biết rõ đây là thiên đình muốn dụ một đám người vào tròng, thì làm sao có thể chế tạo hỗn loạn cho bọn họ chạy thoát được. Nếu họ chạy mất thì kế hoạch này không tiếp diễn được, đẩy chiến như ý lên trước cũng vì vẻ ngoài của nàng rất đặc biệt, có thể dụ địch. Nên cố ý tụ mấy ngàn người chế tạo hỗn loạn chỉ là giả dối, mục đích khiến những kẻ có âm mưu càng tin tưởng hơn. Miêu Nghị không biết là tên khốn thiên đình nào nghĩ ra kế hoạch siêu nham hiểm này, lúc bắt đầu chấp hành, không lộ ra chút tiếng gió hại hắn ngu ngốc đi theo chiến như ý chạy lần này tự chạy vào hố rồi vì để an toàn khi chạy trốn trong mê cung ngầm miêu nghị và diêm tu mặc chiến giáp bên dưới áo đen tu vi của miêu nghị thấp nhất trong nhóm diêm tu kéo tay hắn giúp sức mắt thấy người rượt theo đằng sau đã có một số mất kiên nhẫn hai người thờ hồn hề nhanh chóng lao lên thử sâu cạn một lần kịch chiến diễn ra tiếng nổ rền vang miêu nghị và diêm tu trốn ở phía sau cùng một người hô thương một người vung búa vừa trốn vừa ngăn cản công kích ập đến hai người hợp sức diêm tu múa búa ngăn chặn Miêu Nghị đâm thương như rồng ám sát, hai người phối hợp chặt chẽ. Dù tu vi của đối phương cao hơn hai người nhưng vừa chạm mặt đã bị giết. Chín năm bảy ngoái đầu nhìn, mắt lóe tia khen ngợi. Vù 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 vù. Mười mấy người từ đằng sau lao lên mạnh hơn kẻ mới bị giết, mới đụng độ mấy đợt đã đánh Miêu Nghị, Diêm Tu học máu bay ngược ra ngoài, hai người không thể ngăn cản. Miêu Nghị, Diêm Tu thua bị đánh lui, chiến như ý và Khang Đạo Bình gặp họa, mới va chạm mấy lần cũng bị đánh bay một vệt đỏ xé gió bay tới, 957 nhảy nhảy ra sau cùng đoạn hậu, một cây đại đào loài ánh sáng xanh đẩy lùi đám người, yểm hộ nhóm miêu nghị cực kỳ chật vật chạy trốn. Chương 2258, thành tù binh, hạ. Miêu nghị cuống cuồng chạy nhanh chóng ném một viên đánh không lạn cho Diêm Tu, dạy gã cách dùng, nếu tình huống khẩn cấp đến cùng đường thì trốn vào đánh không lạn, câu giờ được chừng nào hay chừng đó, phòng chừng Thiên Đình còn có hậu chiêu. Miêu Nghị biết rõ nếu đụng phải cao thủ thật sự, thì khe hở của đánh không lạn đủ lấy mạng họ, không nói cái khác, cao thủ có thể dễ dàng bắt họ và đánh không lạn. Miêu Nghị có nhiều pháp bảo, nhưng chúng nó đối diện mấy vạn người ở phía sau là hoàn toàn vô dụng, đặc biệt là một đám người thực lực cao hơn ngươi, ném pháp bảo đi chẳng khác nào tặng cho người ta. Miêu Nghị cũng muốn thả đường lang ra nhưng chưa đến phút then chốt hắn không muốn lộ ra, chưa biết bước sắp đê xếp tiếp theo của thiên đình, thì hắn không dám triệu tập người đến cứu. Quan trọng nhất là hiện chiến như ý đã chuyển giao quyền chỉ huy, Hết thảy hành động nghe theo 957. Xét mấy việc miêu nghị đấu giá đầu tiên nên 957, cố ý dặn dò, chưa được cho phép thì không ai được tự tiện hành động. 957 đoạn hậu bỗng ném mấy chữ vật thủ trạc ra cho cả nhóm, nhận lấy. 957 truyền âm với họ, dùng phá pháp cung công kích, cả nhóm nhìn chữ vật thủ trạc, bên trong là hàng đống lưu tinh tiễn. Miêu nghị chửi um sùm, tại sao không lấy ra sớm? Chờ lão tử bị thương mới lấy ra là sao? 957 giây ẩn ý nhìn Miêu Nghị, ánh mặt bí hiểm nhưng không chịu giải thích. Còn lời gì để nói nữa, nhóm Miêu Nghị nhanh chóng lấy phá pháp cung ra, cài lưu tinh tiễn vào, vài luồng sáng bắn ra giết mấy tiếng hét thảm. Nhưng khi lưu tinh tiễn bắn ra bay trở về thì bị người đánh lén chụp lại, miễn cưỡng bắt giữ. Tên bay ra không cái nào quay về. May mắn 957 đưa nhiều lưu tinh tiễn cho họ, tên không bay về thì thôi, họ vừa trốn vừa bắn, một đường bắn cung chớp mắt giết mấy chục người, làm những người ở đằng sau không dám tới gần trong đám người dường như có kẻ đầy kinh nghiệm đối phó lưu tinh tiễn có người lấy tấm thuẫn ra ầm ầm xông lên nhóm miêu nghị đều có kinh nghiệm sử dụng lưu tinh tiễn mỗi người cùng bắn mấy mũi tên ai giơ tấm thuẫn đến gần trước thì bắn chết kẻ đó lực công kích mạnh mẽ liên tục va chạm đụng ngã tấm thuẫn đụng người cầm thuẫn hộc máu vừa lộ ra sơ hở liền bị bắn chết nhưng đây không phải kế lâu dài miêu nghị truyền âm hét to chín năm bảy cấp trên làm cái quỷ gì rốt cuộc có hậu chiêu gì không mau lấy ra đi 957 nói, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Tuy đông người nhưng toàn là tôm cá thăm dò. Cá lớn rất cẩn thận còn chưa lộ mặt, vẫn đang ẩn núp quan sát. Nếu cá lớn xuất hiện thì bằng vào mấy mũi lưu tinh, tiễn bình thường của chúng ta sao ngăn lại được? Mắt 957 lóe tia sáng, cục diện rằng con lưu tinh tiễn tạo ra bị phá vỡ, bắt đầu có người vòng sang hai bên, định bọc đánh bọn họ. 957 than, có mồi mà không chịu mắc câu, xem ra phải dùng liều mạng buộc cá lớn lộ mặt nhưng làm vậy sẽ khiến các huynh đệ hy sinh vô ích. Một đám cáo giả, chờ khi nào rơi vào tay ta thì các ngươi sẽ biết mùi. 957 lật tay cầm tinh linh giấu trong ống tay áo, không biết đang liên lạc với ai. 957 cất tinh linh rồi dương cung bắn người gõ đánh hai bên, lại nhanh chóng dặn dò nhóm miêu nghị chú ý các việc tiếp theo. Miêu nghị nghe xong kế hoạch cơ mặt co giật. Đám người chiến như y nín lặng. Bọn họ lại sắp chịu tội, nhìn ra được thiên đình chuẩn bị rất đầy đủ. 957 mới âm thầm liên lạc với bên ngoài không lâu, thì đường chạy trốn đằng trước bỗng có trăm người áo đen cảm đao thương đứng chặn đường trốn của họ, không chút do dự xung phong lên. Tốc độ xung phong rất nhanh, đủ thấy thực lực không tầm thường. Đám người miêu nghị hết hồn, lập tức dương cung bắn. Trăm người áo đen nhanh chóng móc tấm thuẫn ra ầm ầm ngăn cản. Lưu Tinh Tiễn không thể ức chế thế xông lên của họ, cả đám nhanh chóng đến gần, làm đám người miêu nghị không có sức đánh lại. Một tấm thuẫn đập tới, Miêu Nghị phun ra ngụm máu, phụt. Miêu Nghị cảm giác cánh tay bị ránh gãy, mấy khúc xương sườn đã đứt, suýt đau ngất xỉu. Miêu Nghị lắc đầu giữ tỉnh táo, phát hiện mình đã thành tù binh trong tay người áo đen. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn nhóm 957, ai nấy đều chẳng tốt hơn gì, chật vật trở thành tù binh hết. Một đám người áo đen thực lực mạnh mẽ, đám đông từ phía sau xông lên nháy mắt bị bọn họ giết người ngã ngựa đổ. Nhưng nhóm người áo đen không hiếu chiến, thủ lĩnh phất tay quát, "Đi!" trên trăm người áo đen nhanh chóng rút lui khỏi đó theo phương hướng ban đầu. Đám đông nhân mã ở phía sau mau chóng đuổi theo. Xen lẫn trong đoàn người phía sau, cao thủ bắt đầu lắc mình lao về phía trước cắn chặt không tha. Mắt thấy đám người miêu nghị cũng bị đám người đột nhiên xông ra cướp đi, cuối cùng làm cho một số người không thể không hiện thân. Người ẩn nấp trong bóng tối từ phía xa quan sát không chịu nổi nữa. Liên tục có mấy trăm bóng người nhanh chóng vọt ra, vội vàng bay tới, điên cuồng đuổi theo. Tốc độ rõ ràng mau hơn so với những người đang ở mặt ở hiện trường. Rất nhanh bọn họ vượt qua một đám người áo đen, hung bạo mạnh mẽ sát nhập. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời bọn họ chém giết tới long trời lở đất, một vài âm hồn ở phía dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn náo nhiệt nhất thời gặp tai bay vạ gió, cả đám kêu lên sợ hãi, những tiếng hét thảm vang lên một mảnh. Mười mấy tên áo đen ở phía sau đối mặt với mấy người bị đánh tan, mười mấy người lập tức chết thảm. Trong số những kẻ tập kích, đặc biệt có ba lão già cường hãn nhất, bọn họ một lần hành động đột phá vòng cản. Bọn chúng không quan tâm, trực tiếp đánh về phía đám người miêu nghị bị bắt, với ý đồ cướp người. Đám người áo đen cướp miêu nghị chạy thục mạng lại phân ra hơn 10 người ngăn cản. Lại là cảnh người bị giết ngựa ngã. Căn bản không thể ngăn cản được. Đám người còn lại dẫn theo đám người miêu nghị liều mạng chạy trốn. Mà đám đông nhân mã sung phong liều chết sông, tới sau bao vây tấn công người áo đen đều liên tục chết thảm. Đặc biệt trên trăm người áo đen trước đó, sông tới đánh vẫn hung bạo mạnh mẽ, đảo mắt đã có hơn 10 người chết thảm. Đám người Miêu Nghị bị dẫn theo, nhìn thấy vậy đều hãi hùng khiếp vía. Cửu Ngũ thất dị một người áo đen giữ ở trong tay, mắt lạnh nhìn từng cảnh tượng phía sau lưng, nhìn từng người áo đen ngã xuống, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chương 2259, bao vây tiêu diệt, thượng. Mãi đến khi phía xa lúc ẩn lúc hiện bóng dáng của một đám đông trong cặp mắt hờ hững của cửu ngũ thất cuối cùng dần dần lộ ra một sự tàn khốc. Mắt thấy một lão già liên tiếp đánh vài người áo đen bị thương, dẫn đầu vọt tới, tốc độ của người áo đen kéo theo cửu ngũ thất đột nhiên thoáng chậm lại, tụt lại phía sau đám người nhô nghị. Người áo đen kia lập tức đứng mũi chịu xào. Lão già vọt tới một thương sắc bén đâm trúng ngực hắn. Keng, thanh đao trong tay người áo đen bị đánh bay. Thương quang sắc bén đã gần cắm xuyên vào ngực hắn, một bàn tay xuất hiện giống như mị ảnh vậy, từ phía dưới đột nhiên duỗi ra, nắm lấy thanh thương đang đâm tới, khiến thanh thương đang đâm tới chợt dừng lại ở giữa không trung khó có thể lại tiến thêm một chút nào. Lão già xung phong liều chết sông đến liền cả kinh. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía cửu ngũ thất vừa thoát khỏi tay của người áo đen. Một trường ấn của cửu ngũ thất đẩy ở trên ngực của người áo đen. Người áo đen lập tức ngã bay ngược ra ngoài, rời khỏi trận chiến. Lão già tức giận đẩy mũi thương tức, năm ngón tay cửu ngũ thất đang nắm cây thương trượt buông lỏng hai người chạm mặt đánh tới lão già thuận thế điên cuồng đánh ra một trưởng cửu ngũ thất hung hãn đối lại một trưởng ngay trong nháy mắt khi hai tay hai người va chạm vào nhau trên năm ngón tay cửu ngũ thất đánh ra một trưởng đột nhiên hiện ra năm đóa kim hoa phát ra ánh sáng dạng ngời ẩm ừ, pháp lực cường đại va chạm vào nhau dường như muốn phá hủy cả thiên địa khoảng không mênh mông cách mặt đất chừng mấy trăm trượng giống như rời sông lấp biển cuồng bạo xé rách pháp lực của hai người sau khi va chạm, lực còn dư lại cũng đã đạt đến cảnh giới hóa thành thực chất. Lực chấn động của mỗi một đạo pháp đều giống như muốn xe rách hư không, có thể dễ dàng biến một tu sĩ kim liên thành bột mịn. Loại cấp bậc tranh đấu như vậy người bình thường căn bản không thể tới gần. Nếu như đám người miêu nghị không có người áo đen che chở, căn bản là không thể chịu nổi. Lão già tức giận, hai mắt trợn trừng khóe miệng tràn ra một vết máu. Ánh mắt cửu ngũ thất lạnh lùng chống đỡ, hai tay hai người va chạm vào nhau không ngờ dính vào cùng một chỗ. Một đám kim hoa giống nhau hoa mẫu đơn phát ra ánh vàng rực rỡ khóa lòng bàn tay của hai người lại. Lại thấy trên lòng bàn tay của cửu ngũ thất phun ra nuốt vào từng đóa kim hoa. Lưu quang chạy dọc theo cánh tay của lão già, thoáng cái đã hung hăng đánh vào phía ngực lão già. Trong miệng lão già phun ra từng dòng máu tươi. Lòng bàn tay kia lại điên cuồng đánh đến. Cửu ngũ thất lại đưa một tay ra đón nhận. Bàn tay kia của lão già cũng bị dính chặt lại. Dưới tình thế cấp bách, lão già đột nhiên điên cuồng đá ra một cước. Ai biết được tốc độ ra chân của cửu ngũ thất còn nhanh hơn. Hắn đẩy một chân ra, bàn tay phát ra kim hoa chợt buông lỏng, vung lên, dính ở trên cánh tay của lão già. Hắn đột nhiên đưa thân tiến lên, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay dùng hai ngón tay điểm ra một đóa kim hoa, với ánh vàng rực rỡ đang xoay tròn, hung hãn ấn ở phía trên ngực lão già. Phụt! Lão già ngửa mặt lên trời, điên cuồng phun ra một búng máu, trong nháy mắt cửu ngũ thất đã tới sát bên người của hắn, cánh tay thu lại, khuỷu tay thúc mạnh một cái, hung hăng đánh vào phía sau lưng lão già. Thân hình lão già nhất thời mất đi sự khống chế, bay thẳng về phía người áo đen phía sau. Phía sau có hai người áo đen nhanh chóng vọt tới, lập tức bắt lấy lão già đã bị đánh thành trọng thương. Tốc độ giao đấu rất nhanh. Cảnh tượng như vậy chẳng qua chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đám người miêu nghị nhìn theo, cũng thấy mắt hoa lên. Bọn họ thật sự không nghĩ tới cửu ngũ thất, không ngờ là cao thủ trong cao thủ giả heo ăn lão hổ hiện tại đám người miêu nghị đã có chút hiểu rõ vì sao bên này sau khi bắt được mấy người cũng không cất bọn họ vào túi thú vì thời khắc mấu chốt dễ dàng cho cửu ngũ thất phản kích cửu ngũ thất đã giao chiến với hai lão giả khác vừa xông tới hắn dùng tay không nghênh chiến với hai lão giả tay cầm vũ khí đào thương đánh tới kim hoa từ trên người cửu ngũ thất bạo phát ra xung quanh có thể từ các góc độ trên thân thể cửu ngũ thất bạo phát ra chống đỡ có thể làm chậm lại công kích sắc bén của đao thương. Đột nhiên, thanh đao, cây thương trong tay của hai lão già bắn ra ánh sáng rực rỡ màu xanh và màu xanh lục, mạnh mẽ như rồng, điên cuồng công kích. Điều khiến người ta phải giật mình chính là, nhiều đóa kim hoa từ trên người Cửu Ngũ Thất, bắn ra lại càng phát ra ánh sáng rực rỡ. Không ngờ chúng có thể ngăn cản hai đạo ánh sáng rực rỡ màu xanh và xanh lục kia thẩm thấu. Ngược lại, bất luận là vũ khí trên tay hay là thân thể của hai lão già chỉ cần có chút tiếp xúc với Cửu Ngũ Thất, liền có kim hoa chui vào thân thể vọt tới công kích những điểm yếu hại, bị cửu ngũ thất đánh cho lúng cuống tay chân. Người áo đen kèm ở hai bên đám người miêu nghị đã dừng chạy trốn. Bọn họ cũng thả đám người miêu nghị ra. Còn sót lại hơn 10 người áo đen đã qua lấy ra phá pháp cung. Dây cung được kéo căng, bảo quang với màu sắc rực rỡ phóng ra. Không ngờ tất cả đều là phá pháp cung lục phẩm. Bọn họ cảnh giác đề phòng nhìn bốn phía. Hai lão già giao chiến với cửu ngũ thất cảm thấy kinh hãi, Dường như ý thức được cái gì, một người hô lớn, đi thôi. Là cạm bẫy. Hai cánh tay cửu vũ thất vung lên. Hai đóa kim hoa biến mất vào trong cơ thể. Hắn chắp tay đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, không có ý định sẽ đuổi theo. Hắn để mặc cho những người này tách ra bốn phía chạy trốn. Nhưng đã muộn rồi. Xung quanh xuất hiện những thành viên không rõ thân phận, vèo vèo lao tới bố cục ở trên trời dưới đất. Chắc hẳn không tới một nghìn vạn nhân mã, thì cũng phải có tới tám chín trăm vạn, hoàn toàn bao vây lập thể mảnh không gian này sát khí ngập trời mấy vạn người bị bao bây ở chính giữa rừng lại kinh ngạc nghi ngờ không thôi đưa mắt nhìn ra bốn phía chuẩn bị có người gầm lên một tiếng hạ lệnh đám người xung quanh với đủ các loại trang phục thượng vàng hạ cám đột nhiên thay đổi quần áo đào mắt biến thành kim giáp tử giáp hồng giáp giống nhau chiến giáp tiêu chuẩn do thiên đình chế tạo có bốn gã mặc chiến giáp đại tướng hồng tinh với độ tinh khiết cực cao lần lượt đứng ở bốn phía đứng ở phía trước đại quân không ngờ phẩm cấp đều là đại tướng ngũ phẩm mi tâm pháp tướng đều được thực hóa. Bốn gã đều là cao thủ hiển thánh. Chương 2260, bao vây tiêu diệt hạ. Ở phía sau bốn người đều dựng lên một lá cờ lớn. Trên lá cờ theo các chữ giáp, ất các loại. Thấy những cờ lớn này xuất hiện, Miêu Nghị giật mình kinh ngạc. Người khác không biết, nhưng hắn thân là người của quân cận vệ làm sao có thể không biết được. Không ngờ là cờ lớn của các vệ. Miêu Nghị không khỏi nhìn về phía bốn vị đại tướng đứng ở phía dưới lá cờ lớn, chẳng lẽ là tả hữu đốc vệ phía dưới đại đô đốc thân trinh ánh mắt miêu nghị lại liếc nhìn về phía chiếc lá cờ lớn bằng gấm màu đen theo chữ ất các thức phân chia tả hữu đốc vệ ở ngay mép của lá cờ đen là phía bên tả đốc vệ trắng là phía bên hữu đốc vệ miêu nghị hắn chính là người dưới trướng của tả đốc trấn ất vệ thật không nghĩ tới ngay cả đại đô đốc trấn ất vệ cũng tới chỉ là ở dưới lá cờ thứ năm lại không nhìn thấy chủ tướng miêu nghị vẫn muốn nhìn xem thử đại đô đốc trấn ất vệ có dáng dấp ra sao nhưng không biết chủ tướng ở đâu. Chỉ có điều thật ra hắn nhìn thấy được một người quen khác ở dưới lá cờ này. Đô thống quân bắt đấu giữ trọng chân, quân cận vệ của thiên đình. Trong đám nhân mã bị bao vây có người nhận biết được chiến kỳ của quân cận vệ, sợ hãi thất thanh kêu lên. Mấy vạn người bị bao vây trở nên vô cùng hoảng loạn. Bày binh bố trận, lại có người quát lớn một tiếng. Ngay lập tức, trong đại quân có mấy trăm vạn người kết hợp với nhau di chuyển. Miêu nghị bỗng nhiên cảm giác màng tai của mình cũng sắp bị rách hắn cố gắng thi pháp chống đỡ. Cảm giác khó chịu lại đột nhiên biến mất. Một lớp màng hình cầu màu bạc mỏng cực lớn bao quanh lấy tất cả mọi người ở đó. Mấy trăm vạn đại quân còn sót lại, không tham dự bảy trận bỗng nhiên đều lấy ra phá pháp cung. Từng lưu tinh tiễn được gắn lên trên cung. Mũi tên sắc bén nhắm ngay về phía mấy vạn người phía dưới. Sát khí này, uy áp này, đã khiến không ít người đang bị bao vây phải đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cần một tiếng ra lệnh, tất cả mọi người đều sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Dữ Trọng Chân đột nhiên phất tay, dẫn theo mấy vạn người bay tới, Dương cung ngăn ở trước mặt đám người Miêu Nghị canh phòng. Chủ tướng Hữu Đốc vệ dưới cờ chữ giáp coi thường một đám nhân mã bị bao vây, lạnh lùng nói, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Người đầu hàng sẽ không giết, bằng không hối hận thì đã muộn. Rất nhanh, có người chịu không nổi áp lực này, ném vũ khí ra, hô to hàng. Sau đó bọn họ giơ hai tay lên cao, chạy ra. Một người đi đầu, lập tức trong đám nhân mã liên tục có người đi ra bên này ném ra dây thường tiên một người tới thì trói một người rất nhanh bọn họ đã được khống chế còn lại phần lớn nhân mã không muốn hàng mọi người tập trung công lọc vào một điểm theo ta xông ra ngoài chính là một lão già lúc trước đã giao đấu cùng cửu ngũ thất sau một lúc cùng người khác mưu đồ bí mật hắn đột nhiên mặc chiến giáp vào vung cánh tay hô lên một đám người phần lớn tùy tiện mặc giáp mang theo điên cuồng xông về phía một điểm cuộc đấu cũng những con thú bị bao vây bắt đầu bắn chủ tướng dưới cờ chữ giáp bình tĩnh vung tay về phía trước một cái. Vô số đạo lưu quang giống như vô số lưu tinh sáng chói, gào thét bắn về phía đám người kia. Đoàn người rối loạn trái ngăn phải cản. Những tiếng kêu đầy sợ hãi, những tiếng kêu thảm thiết vang một mảnh. Mấy trăm người có thực lực mạnh nhất trong vạn người đột phá vòng vây xông lên phía trước. Bọn họ dơ tấm lá chắn xung phong liều chết, lại gặp phải hơn 10 vạn đạo lưu quang tập trung công kích, không sợ ngươi tu vi cường hãn, gần như chỉ vừa đối mặt, đoàn người xung phong lên phía trước đã bị đánh tan. Không ít người ném pháp bảo ra phía trước chống đỡ, lại bị vô số lưu tinh tiễn trực tiếp bắn nát, trong hư không bị xé rách, tạo thành những vết nứt trên một mảng lớn giống như mạng nhện. Đám người miêu nghị trợn trừng hai mắt, khiếp sợ tới cực độ. Chỉ sợ là cả đời mình, bọn họ cũng không thể quên được cục diện chấn động như vậy. Bọn họ cuối cùng đã hiểu rõ, vì sao thế lực khắp nơi đều nóng lòng nhận được phá pháp cung, 900 vạn này như vậy. Cuối cùng bọn họ đã hiểu rõ vì sao lấy phá pháp cung làm mồi, có thể câu ra nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. Chỉ một đợt công kích đã đánh HCO mấy vạn người thân phận không rõ thành tàn phế. Xuất kích, chủ tướng dưới cờ chữ giáp lại vung tay lên. Bốn phương tám hướng lập tức trăm vạn đại quân xông ra bao vây tấn công. Đây là một trận chém giết căn bản không có lo lắng nào. Trăm vạn đại quân tiến lên gần như chính là trực tiếp bắt người. Bên này rõ ràng cũng vì bắt sống, lúc nhắm bắn đều không phải là vị trí yếu hại. Dựa vào công hiệu của lưu tinh tiễn, người bị giết nhầm không nhiều lắm. A, à, một lão già trước đó đã giao đấu với cửu ngũ thất, trên mặt đầy máu tươi, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng đầy thê lương. Bên khóe miệng của hắn có máu tươi tuôn ra. Hai tay, hai chân đều bị bắn nát. Cây thương bị sứt mẻ đầm đìa máu tươi. Trên bụng hắn cũng bị bắn trúng mấy mũi tên. Chiến giáp đã bị bắn nổ. Hắn trọng thương đến ngay cả sức đánh trả cũng không có. Không có bản lĩnh toàn thân kinh thiên động địa, ngay cả mở ra đường sống cũng không được, hắn bại không chịu được như thế, không thể cam lòng, mở miệng hét dài một tiếng, chỉ có điều rất nhanh hắn đã không kêu được nữa. Mấy thiên tướng như lang như hổ vọt tới, trực tiếp khống chế hắn, tất nhiên cũng khiến cho hắn phải ngậm miệng. Rất nhanh, nơi bao vây tiêu diệt bị quét sạch không còn gì, ngay cả thi thể cũng không hề lưu lại, tất cả được thu thập, lưu lại làm chứng cứ. Mấy trăm vạn người liên thủ bố trí đại trận phá hủy. Nhóm nhân mã số lượng lớn bị quét sạch khỏi mặt đất. Cửu Ngũ Thất xoay người nhìn mấy người Miêu Nghị, truyền âm nói: "Trước khi nhiệm vụ bí mật của các ngươi còn chưa kết thúc, các ngươi lại thuộc sự điều động của giám sát tả bộ. Các ngươi không nên để lộ thân phận của mình đối với những người nội bộ khác." Vâng, đám người Miêu Nghị vừa đáp ứng, vừa cân nhắc thân phận của hắn. Đúng lúc này, đô thống quân Bắc Đấu giữ Trọng Chân đã dẫn người qua, chắp tay bái kiến, "Đại đô đốc, ngài không sao chứ?" "Không có việc gì. Tìm hiểu về tình hình gia quyến của huynh đệ đã hy sinh, sắp xếp một chút sau đó báo lên." phải giải quyết cho tốt hậu quả, bố trí ổn thỏa mọi việc. Đừng để cho các huynh đệ chết không nhắm mắt. Cửu ngũ thất xoay người căn dặn. Trường 2261, bắt ra cho ta, thượng. Trong nháy mắt, mấy người miêu nghị há hốc mồm. Người có thể khiến, cho đô thống quân bắt đấu giữ trọng chân chạy tới dùng vẻ lễ độ cung kính gọi, là đại đô đốc. Ngoại trừ đại đô đốc trấn ất vệ hòa nghĩa thiên dưới chứng tả chỉ huy sứ, khẳng định không có người khác. Miêu nghị chậm rãi quay đầu lại, nhìn cờ lớn trấn ất vệ một chút, Trước đó hắn vẫn suy nghĩ đại đô đốc trấn ất vệ đi đâu rồi. Thật không nghĩ tới đại đô đốc Hoa Nghĩa Thiên, lại có thể chính là cửu ngũ thất cùng mình kề vai chiến đấu. Hoa Nghĩa Thiên không ngờ dịch dung tự mình lèn vào phòng đấu giá. Điều này, chỉ có điều, suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải được. Nếu không phái ra người có thực lực cường hãn như Hoa Nghĩa Thiên vậy, mấy người bọn họ khẳng định đã rơi vào trong tay của đám người không rõ thân phận kia. Chính là vào thời khắc mấu chốt, Hoa Nghĩa Thiên ra tay mới có thể bảo toàn tính mạng cho bọn họ. Chỉ có điều, thực lực chênh lệch quá mức cách xa như vậy phối hợp lại với nhau, khiến người ta có cảm giác rất bất đắc dĩ. Nhưng Miêu Nghị có thể suy nghĩ cẩn thận, bọn họ chính là con mồi. Dưới tình huống nhất định cần những con mồi cấp thấp như bọn họ. Những điều này đều không quan trọng, quan trọng chính là Ngưu Đại Thống lĩnh ở trước mặt Đại Đô đốc đã từng kêu lớn, giống lớn, còn tự xưng là lão tử ở trước mặt Đại Đô đốc. Vừa nghĩ vậy, trong lòng Miêu Nghị có chút lo lắng. Cho tới bây giờ Hoa Đại Đô đốc vẫn không lộ ra hình dáng một tay để sau lưng dẫn theo đám người giữ trọng chân rời đi. Giữ trọng chân vẫn chưa nhận ra miêu nghị. Lúc này miêu nghị không chỉ dịch dung, còn độ xa lạp. Thật sự không dễ dàng nhận rõ ràng được. Có lẽ là trong lòng có cảm giác, hoa đại đô đốc đột nhiên quay đầu lại, hờ hững đưa mắt nhìn miêu nghị. Điều này khiến cho miêu nghị cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hoa đại đô đốc cũng không ném mấy người bọn họ đi, không quan tâm. Hắn phái người đưa bọn họ ra tinh không, đến một nơi xác nhận không có người nào phát hiện, mới ném bọn họ ra, thuận tiện cho bọn họ tránh né được tai mắt của người khác, trở lại thành phố quỷ. Tuy rằng Thiên Đình đã đạt được nhiệm vụ ban đầu, một lưới bắt hết một đám người mưu đồ bất chính. Nhiệm vụ có thể tìm ra vị trí của 900 vạn phá pháp cung, vẫn cần phải tiếp tục nữa. Nhóm nhân mã số lượng lớn khi nào thì đi, đi tới nơi nào, đám người miêu nghị không biết. Bọn họ lại lặng lẽ trở lại thành phố quỷ, trở lại khách sạn khuyết nguyệt. Thiên Đình có động tĩnh với quy mô lớn như vậy, không có khả năng giấu giếm được mọi người. Thành phố Quỷ đã chấn động, đầu đường cuối ngõ, hoặc trên du thuyền khắp nơi đều có thể nghe thấy được người ta bàn luận về chuyện này. Một lầu các bên trong Tín Nghĩa cát, lão già mặc y phục màu xanh đang báo cáo lại tình huống bên ngoài. Tào Mãn và nữ chủ trì thế hộ Tôn Nữ của hắn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn về nơi xa hoa phồn thịnh trong thành phố Quỷ phía xa. Sau khi nghe lão già áo xanh báo cáo xong, Tào Mãn nghiêng đầu than thở, "Phượng Trì, ta không đoán sai, cũng đã nghe được, cháu là một hài tử lạnh lùng bình tĩnh." bằng không trong nhà cũng sẽ không phái cháu tới nơi này. Ta biết người ám sát ca ca cháu Long Thành đã trốn vào mê loạn tinh hải, thích khách có khả năng liên lụy tới Bạch Phượng Hoàng, nhưng cháu cũng không thể xử trí theo cảm tính. Gia tộc an bài chúng ta tới nơi này chính là sự tín nhiệm đối với chúng ta, gặp chuyện gì, ngàn vạn lần phải tỉnh táo. Nữ chủ trì tên là Tào Phượng Trì, tên thật của nàng là Hạ Hầu Phượng Trì, nàng là muội muội cùng một mẹ với Hạ Hầu Long Thành là tỷ tỷ cùng một mẹ với hạ hầu hổ thành con cháu kiệt xuất chân chính trong gia tộc hạ hầu đều được an bài ở địa phương không nhìn thấy được ánh sáng hoạt động ở thế lực dưới đất bởi vì thế lực dưới đất mới là căn bản để duy trì gia tộc hạ hầu không ngã con cháu gia tộc hạ hầu đứng ở trên mặt nổi mặc dù không thể nói đều là hạng người bình thường nhưng cũng không mấy mạnh mẽ cho lắm mới được an bài ở trên mặt nổi hành sự theo quy tắc những người vẫn duy trì gia tộc hạ hầu lại giấu mình dưới tình huống bình thường con cháu gia tộc hạ hầu trốn trong thế giới ngầm và trên mặt nổi sẽ không phát sinh bất kỳ liên hệ nào. Đây cũng là một hình thức bảo vệ lẫn nhau. Đây cũng là một loại quan hệ dựa vào nhau. Thế lực dưới đất bảo đảm gia tộc hạ hầu nhận được vinh hoa phú quý, địa vị quang vinh sùng ái. Thế lực ngoài mặt lại có thể lấy thân phận cận thần của thiên đế, cung cấp một sự che chở ở mức độ nào đó cho thế lực dưới đất. Tào Phượng chỉ nghe vậy cũng khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới thiên đình không ngờ lặng lẽ bố trí nhiều nhân mã như vậy, đến bên này, nàng cúi thấp đầu nói Tam gia gia là ta sai, ta chẳng qua cảm thấy thanh chủ xem chúng ta như đồ chơi, có chút không cam lòng. Sau đó nàng lại ngẩng đầu lên tiếng hỏi Tam gia gia chúng ta thật sự phải bỏ qua số lượng phá pháp cung kia sao? Tào Mãn Thản nhiên nói ai nói chúng ta sẽ bỏ qua? Nếu như có thể lấy được số phá pháp cung kia, tương lai có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Mục đích chúng ta ở chỗ này chính là đang lặng lẽ làm tốt công tác dự trữ các loại cho gia tộc, để phòng bất cứ tình huống nào xảy ra chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới có thể làm cho gia tộc ung dung ứng phó với các loại phiêu lưu. Chỉ có điều, không thể nóng vội. Chúng ta muốn lấy được tới tay, cũng cần phải ở dưới tình huống không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Cho dù có một người biết, cho dù chúng ta có thể lấy được tới tay cũng không thể làm." Tào Phượng Trì kinh ngạc nói, "Vì sao?" Tào Mãn than thở, "Nha đầu à, cháu nhớ kỹ. Hiện nay mà nói, thiên đế cũng cần loại thế lực dưới đất này của gia tộc chúng ta tồn tại." Bởi vì gia tộc chúng ta sẽ không cho phép quyền quý khác nhúng chàm địa bàn của chúng ta, bằng không sẽ khiến cho gia tộc chúng ta bị suy yếu. Có gia tộc chúng ta ở đây, thực lực các quyền quý khác trong thiên đình không phát triển triển nổi ở thế giới trong bóng tối, bằng không thế lực ngoài ánh sáng, trong tay nắm trọng binh, thế lực dưới đất lại cường đại, như vậy đối với thanh chủ mà nói chính là một chuyện rất nguy hiểm, rất dễ dàng mất đi sự khống chế. Tương tự, thanh chủ cũng sẽ không cho phép thế lực ở ngoài sáng của chúng ta nắm trọng binh, trong tay Tuy rằng gia tộc vẫn luôn tranh thủ, nhưng thanh chủ chẳng bao giờ từng thả lỏng tay. Đây là một sự cân đối, là một sự cân đối thanh chủ cần có. Nếu không, thanh chủ nhất định sẽ không tiếc trả giá lớn khiến cho gia tộc chúng ta bị tổn thương nặng nề. Cháu hiểu chưa? Chương 2262, bắt ra cho ta hạ. Tào Phượng Trì dường như có điều suy nghĩ gật đầu, nói Tôn nữ hiểu rõ. Ai biết Tào Mãn đột nhiên lại cười lạnh hai tiếng, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt lộ ra hung quang, thanh chủ thích chơi tiền lễ hậu binh vậy chúng ta theo cùng là được hắn chơi xong chúng ta cũng sẽ hoàn trả lại cho hắn nhưng chúng ta cũng không phải dễ đùa dỡn như vậy được hiện tại giờ đến phiên chúng ta động thủ đưa một đám người tới thành phố quỷ theo dõi hắn cho rằng chúng ta không biết sao chẳng lẽ hắn lại thật sự cho rằng chúng ta ở chỗ này nhiều năm như vậy chỉ là người mù hay sao lão thất nghĩ biện pháp bắt cho được đám quỷ ngầm thiên đình đang lẫn ở trong thành phố kia lại cho ta giết tất cả cho ta vâng Lão già mặc y phục màu xanh đáp một tiếng, lại hỏi, đông ra, cơ sở ngầm của thiên đình, không quan tâm cũ hay mới, tất cả đều dọn sạch sẽ sao? Tào mãn khoát tay áo, mới tới có thể giết tất cả. Về phần đám người này, thích hợp thì dọn đi một ít. Đừng làm quá tuyệt, phải làm thật sạch sẽ. Sau này thiên đình lại thu xếp người qua, sẽ tạo thành phiền phức cho bản thân chúng ta lần theo manh mối. Không thể dọn dẹp toàn bộ, cũng không thể không để ý, nếu không sẽ khiến cho thiên đình nghi ngờ thay tất cả cơ sở ngầm cũ, thành mới. Còn nữa, đối tượng bị vứt bỏ ở hội đấu, điều tra một chút, xem còn ở đây hay không. Nếu như ở đây, bắt lại cho ta. Lấy lý do đối tượng bị vứt bỏ xử quyết ở trước mặt mọi người. Để cho mọi người nhìn thấy, đây là kết quả. Tào Phượng chỉ giật mình nói, tam ra ra, cái này không được đâu. Hiện tại tất cả mọi người biết những đối tượng bị vứt bỏ này, nhất định là người của thiên đình. Chúng ta ở trước mặt mọi người xử quyết chúng, chẳng phải là đánh vào mặt thanh chủ hay sao sau này thanh chủ khẳng định sẽ muốn dung túng cho phá quân động thủ đối với gia chủ cố ý sỉ nhục trả thù gia chủ cùng cô cô tào mãn nói cháu yên tâm đi lần này thanh chủ không dám làm như vậy đâu trừ khi hắn không muốn số lượng phá pháp cung kia nếu như hắn vẫn còn muốn tìm được số phá pháp cung kia hắn khẳng định còn muốn phái người tới thành phố quỷ bên này tìm hiểu tin tức cháu nói hắn có thể lo lắng chúng ta lại hạ thủ đối với người của hắn nữa hay không cho nên lần này hắn sẽ nhịn. Tào Phượng Chỉ cảm thấy đây là chuyện quan trọng, khuyên nhủ Tam Gia Gia, chuyện này có nên cùng gia chủ thương lượng một chút trước hay không? Tào Mãn bỗng nhiên xoay người, thản nhiên nói, cái này là ý tứ của gia chủ. Gia chủ nói, thời điểm cần thiết cường thế vẫn phải thể hiện ra. Bằng không có kẻ không có việc gì sẽ tới trên địa bàn của chúng ta lăn qua lăn lại. Tiền lệ này không thể mở ra. Có vài điểm mấu chốt chúng ta phải bảo vệ, cũng phải để cho thanh chủ hiểu rõ không thể để cho thanh chủ coi chúng ta là trái hồng mềm dễ nắn. Lão thất, người tìm được để Phượng Trì tự mình đi động thủ. Chuyện đập bãi này để nàng tự ra tay, để cho nàng lập uy lại trước mặt mọi người. Hắn giơ tay lên, ra lệnh cho lão giả mặc y phục màu xanh. Lão nô lập tức đi an bài. Lão giả mặc y phục màu xanh xin cáo lui rời đi. Trở lại khách sạn khuyết nguyệt, chuyện đầu tiên miêu nghị làm chính là chữa thương. Thiên đình bên kia chơi khổ nhục kế, hắn gặp xui xẻo. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, thân là người của thiên đình trơ mắt nhìn người của thiên đình bị đả thương là không được. Chỉ có điều, hắn vẫn tương đối may mắn. Giống như những người áo đen kia, đại đô đốc Hoa Nghĩa Thiên rõ ràng có năng lực cứu bọn họ lại không ra tay. Vì có thể đợi đến khi đại quân vây kín, hắn thật sự trở mắt nhìn một đám thù hạ đi chịu chết. Miêu Nghị suy nghĩ một chút cũng thấy khiếp sợ. Nhưng việc chữa thương cũng không thuận lợi. Diêm Tu cũng bị thương đang chữa trị. Canh giữ ở bên ngoài chỉ có Dương Triệu Thanh dương triệu thanh ở ngoài cửa thông báo một tiếng miêu gia hoa cô nương bái kiến để cho nàng đi vào đi trong giọng nói của miêu nghị mang theo vài phần tức giận lần này hắn thiếu chút nữa bị nữ nhân kia chơi cho mất cả cái mạng nhỏ chiến như ý đẩy cửa tiến vào nàng cũng bị thương chỉ có điều nghĩ đến một việc nàng vẫn phải qua nói với hắn một tiếng miêu nghị vừa nhìn thấy nàng liền tức giận châm chọc khiêu khích nói có chuyện gì sẽ không phải lại có nhiệm vụ gì chứ trong lòng chiến như ý cũng đang sợ hãi, nàng hiểu rõ nguyên nhân miêu nghị tức giận, thấy hắn như vậy nàng không tức giận, thản nhiên nói, người ở trong hội đấu giá đã mua được tiên đào, không phải người đã quên rồi chứ? Tiên đào, đang khoanh chân ở trên giường nhỏ, tay miêu nghị duỗi ra, cho ta, chiến như ý nói, không, đồ còn đang ở tín nghĩa cát, hai mắt miêu nghị trợn trừng một cái, nàng không phải đã nói nàng sẽ bỏ tiền đưa cho ta miễn phí sao? hóa ra là đang đùa dẫn ta, có đúng không? chiến như ý, ta nói chuyện đều giữ lời. Chỉ là ngươi cầm thẻ bài này đi qua đó. Phòng đấu giá bên kia không nhìn thấy thẻ bài, sẽ không chịu giao hàng. Bằng không sợ sau đó lại có người cầm thẻ bài đi quấy rối. Nói xong, nàng bấm tay bắn qua một chiếc vòng chữ vật. Tiền ta đưa cho ngươi. Có đi không tín nghĩa các lấy hàng hay không là tùy ngươi. Chỉ có điều ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Tín nghĩa các nói ngươi là đối tượng đang lẩn trốn, thoạt nhìn rất tức giận. Bản thân ngươi cẩn thận một chút. Đừng có gây phiền toái cho chúng ta." Nói dứt lời, nàng liền xoay người rời đi. Ai ngờ mới ra tới cửa, nàng lại gặp được một người nàng không muốn nhìn thấy. Hoa Hồ Điệp đang bê khay đựng rượu và thức ăn đến đây. Hai nữ nhân chạm mặt. Chiến Như ý mắt lạnh nhìn qua. Hoa Hồ Điệp lại tươi cười gật đầu chào khách. Sau đó, nàng lại nói Dương Triệu Thanh đang canh giữ ở cửa, thông báo một tiếng. Chiến Như ý chậm rãi quay đầu lại, nhìn theo Hoa Hồ Điệp tiến vào gian phòng của Miêu Nghị nàng trợn mắt nhìn chừng chừng vào cánh cửa vừa đóng lại, cũng không biết cô nam quả nữ ở trong phòng sẽ làm gì. Chiến Như Ý âm thầm cắn răng, nhưng hiện tại nàng lại không có tư cách quản Miêu Nghị. Nàng hừ lạnh một tiếng, trở về trong phòng mình. Trong phòng, Miêu Nghị để một tay sau lưng, đang đi lại ở trước bàn. Hắn nhìn Hoa Hồ Điệp đang đặt khay thức ăn xuống, rót rượu, trong không biết nữ nhân này lại chạy tới đây xung xoe là có ý gì. Chỉ có điều nhất định là có chuyện. Nếu không có chuyện gì, nàng sẽ không dễ dàng lộ diện. Chương 2263: Nguy cơ tới gần thượng. Quả nhiên, sau khi cả hai ngồi xuống chạm cốc, Hoa Hồ Điệp đã hỏi tới chuyện bố trí cạm bẫy của Thiên Đình, hỏi hắn có phải đã tham dự hay không. Miêu Nghị hàm hồ vài câu cho qua, khấu gia hỏi hắn, có lẽ hắn sẽ nói, nhưng cũng không có nghĩa là người nào trong khấu gia chạy tới, hắn đều sẽ nói đối tượng bỏ trốn, sau khi đuổi Hoa Hồ Điệp đi miêu nghị lấy ra vòng tay chữ vật chiến như ý đưa cho hắn hắn phát hiện bên trong đều là hồng tinh thi pháp kiểm kê số lượng một chút số tiền rõ ràng tương đương với tiền bán đấu giá đào tiên hắn cũng không khách khí trực tiếp thu vào về phần có đi tới chỗ tín nghĩa các nhận đào tiên hay không ngược lại hắn thật sự có chút do dự hiện tại cho dù là kẻ ngu si cũng biết người đấu giá được đào tiên chính là người của thiên đình hiện tại hắn chạy qua nhận làm không tốt sẽ bị người khác để mắt tới chiến như ý nói cũng không sai rất có thể sẽ mang đến phiền phức cho nhiệm vụ lần này suy nghĩ một chút vẫn là thôi đào tiên lần này mình coi như chiếu cố giúp thiên mão tinh quân tặng cho vài quả đào chắc hẳn không có vấn đề gì chứ có lẽ phi hồng cũng có thể lấy được dù sao lục bà bà nghĩa mẫu của nàng chính là quản phương diện này chỉ có điều miêu nghị suy nghĩ một chút vẫn tạm thời không có đánh chủ ý về phi hồng hắn liền bỏ qua dự định lại đi tới tín nghĩa các nhận đồ tiếp tục chuyên tâm dưỡng thương ai biết hắn tĩnh tâm còn chưa tới nửa ngày kim mạn ở nơi luyện ngục lại truyền tin tức tới thánh chủ mau chóng rời khỏi thành phố quỷ người của tín nghĩa các muốn lấy cái đầu của ngài để lập uy miêu nghị kinh ngạc tình huống gì vậy kim mạn tình huống cụ thể thế nào ta không biết chỉ là vừa nhận được tin tức nói ngươi ở tín nghĩa các gây ra phiền phức hiện tại người của tín nghĩa các đang âm thầm tìm kiếm tung tích của ngài trong lòng miêu nghị có chút hồi hộp mình ở tín nghĩa các vẫn chưa gây ra phiền toái gì nếu muốn nói phiền toái gì, cũng chỉ có chuyện đào tiên. Hắn cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần tín nghĩa các không phải là kẻ ngu si, thì nên biết hắn là người của thiên đình. Biết mình là người của thiên đình vẫn dám động thủ. Bọn họ điên rồi sao? Hắn cảm thấy không có khả năng. Liền hỏi, các ngươi có cơ sở ngầm ở tín nghĩa các sao? Kim mạng, không. Miêu nghị, vậy ngươi làm sao biết tín nghĩa các muốn động đến ta? Tin tức từ đâu tới? Kim mạn tin tức cũng không có vấn đề. Về phần nguồn gốc tin tức en, vẫn mong thánh chủ thứ lỗi, không tiện tiết lộ. Sau đó nếu như có cơ hội, sẽ nói cho thánh chủ cũng không muộn. Nhiều Nghị suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng. Cho dù Tín Nghĩa các muốn tìm mình, cũng không biết thân phận thật sự của mình. Kim Mạn bên kia càng không thể nào biết hắn đi đấu giá được Đào Tiên. Vì sao nguồn gốc tin tức có thể nhanh như vậy đã nhắm thẳng vào mình? Vì sao Kim Mạn có thể không chút nghi ngờ, thậm chí ngay cả hỏi người đấu giá được Đào Tiên có phải là hắn hay không, đã trực tiếp cảnh tỉnh mình? trên hội đấu giá, bọn họ chỉ biết được đấu giá được đầu tiên là người của thiên đình. Nói cách khác, thiên đình bên kia có người biết tin tức của tín nghĩa cát. Lẽ nào thiên đình có nội ứng ở trong tín nghĩa cát? Nếu như vậy, nói cách khác lục đạo cũng có nội ứng ở trong thiên đình. Miêu Nghị hỏi, tướng chủ, người nói cho người biết tin tức có phải là người của thiên đình hay không? Kim Mạn bên kia trầm mặc một chút. Hắn, không nói là phải, cũng không có nói là không phải. Hắn chỉ nhắc nhở, thánh chủ, cái này không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước khi tím nghĩa các tìm được thánh chủ, ngài phải nhanh chóng rút lui khỏi đó. An toàn của thánh chủ đứng ở vị trí hàng đầu Miêu Nghị hiểu rõ, đối phương không nói, coi như đã thầm chấp nhận ở phía bên Thiên Đình quả thực có nội ứng. Hắn đáp lại, ta biết. Sau khi ngừng liên hệ, Miêu Nghị có phần khó xử. Hắn đi qua đi lại ở bên trong phòng. Mấu chốt là có đi hay không không phải do hắn quyết định. Không quan tâm nguồn gốc phát ra tin tức này có tin cậy hay không, với mục đích an toàn là trên hết. Miêu Nghị vẫn nhanh chóng liên lạc với Cổ Đa Quý, để hắn xin chỉ thị cho giám sát hữu bộ bên kia thả cho hắn trở lại. Lý do là tư thái của Chiến Như Ý quá rõ ràng. Mình theo Chiến Như Ý ở phòng đấu giá ra mặt, đã không an toàn, sợ bị lộ. Thỉnh cầu rút lui khỏi đây. Hắn cũng không tin phía trên không biết vấn đề dáng người của Chiến Như Ý, phía trên vốn để ý tới tư thái của Chiến Như Ý, lấy Chiến Như Ý ra làm mồi dụ. Hắn chắc hẳn chỉ cần mình đưa ra lý do này, có thể rời khỏi thành phố quỷ. Cổ Đa Quý cũng cho rằng hắn nói có lý, đáp ứng sẽ xin chỉ thị của phía trên. Nhưng sau khi xin chỉ thị có được trả lời, lại khiến Miêu Nghị cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cổ Đa Quý báo cho hắn biết, phía trên đã suy nghĩ đến điểm này, đã ra lệnh Triệu Hồi Chiến như ý trở lại, sẽ không cản trở tới an toàn của Miêu Nghị hắn. Suy nghĩ đến trong khoảng thời gian này phái người khác không quen thuộc tới bố trí tình hình, sợ sẽ cản trở nhiệm vụ, phía trên quyết định Miêu Nghị hắn tiếp tục lưu lại. Chiến Như Ý lập tức sẽ giao nhận công tác với hắn sẽ giao nhân mã lam hổ kỳ ở thành phố quỷ nhân cho miêu nghị hắn thống nhất điều động miêu nghị hết chỗ nói rồi hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy mình không rời khỏi hiểm cảnh ngược lại tiện nghi cho chiến như ý nhưng hắn lại không tiện nói hắn đã biết tin tức của tín nghĩa các bên kia bằng không thiên đình truy hỏi nguồn gốc của tin tức hắn căn bản không có cách nào giải thích được quả nhiên rất nhanh chưa tới nửa canh giờ chiến như ý đã tới gõ cửa chủ động tìm tới cửa đi thẳng vào vấn đề Chiến như ý và hắn cũng không có gì hay để trò chuyện, đi thẳng vào vấn đề. Mặt trên nói ta lưu lại dễ bị lộ, đã quyết định triệu hồi ta đi, yêu cầu ta lập tức rời khỏi đây. Đã an bài người tiếp ứng hộ tống. Phía trên nói người đã biết, muốn ta giao nhân mã cho người thống nhất chỉ huy. Miêu nghị cười ha hả nói, vậy phải thật sự chúc mừng nàng. Lập được công lao lớn như vậy, trở lại sợ rằng sẽ được thăng chức. Vị trí một phó tổng chấn sợ là chạy không thoát được. Không phải khen tặng. Lời hắn nói chính là sự thực lần này công lao của chiến như ý thật sự không nhỏ, nhất định phải nhận được trọng thưởng. Chương 2264, nguy cơ tới gần hạ. Chiến như ý cũng không nhiều lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề giao nhận. Sau khi giao nhận tất cả thỏa đáng, nàng xoay người rời đi. Chỉ có điều khi đi tới cửa, nàng dừng lại một chút, nhắc nhở, ngươi cũng nên cẩn thận về lão bản nương của khách sạn này. Tiếp xúc với người chắc hẳn không có lòng tốt gì. Miêu nghị tất nhiên sẽ không nói hắn sống ở chỗ này có khấu ra chiếu cố, trái lại an toàn hơn, chỉ ít hiện nay khấu gia không có lý do hại hắn. Hắn chắp tay cười nói, nhớ kỹ, tình hình đặc biệt, ta sẽ không tiễn. Thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, hắn phải cố gắng hết lực tránh lộ diện cùng với chiến như ý. Chiến như ý không nói cái gì nữa, nói đi là đi. Nàng chỉ dẫn theo hai thủ hạ thân tín. Những người khác đều để lại cho miêu nghị. Nàng trực tiếp đi qua thông đạo phía trên khách sạn khuyết nguyệt, rời khỏi thành phố quỷ. Mà trong lòng miêu nghị lại sầu lo đối mặt với quái vật khổng lồ như tín nghĩa các vậy hắn căn bản không thể ngăn cản hắn đang suy nghĩ nên tìm ai tới thì bảo vệ chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này càng thỏa đáng hơn một thuyền chậm rãi bồng bềnh ở giữa sông bên trong khoang thuyền một hán tử khóe miệng có vết máu sắc mặt trắng bệch bị người ta dùng đao gác ở trên cổ hán tử giơ tay lên cách bức rèm tre chỉ về phía một nam tử đang đi không nhanh không chậm trên bờ hắn hắn chính là đào nguyên lãng người chịu trách nhiệm về chính khúc sông phía nam ta do hắn chỉ huy hắn sẽ gặp mặt phía trên một cách không định kỳ hắn biết chỗ của quan trên ở đâu dứt lời tay hắn không còn sức rũ xuống trên mặt hắn lộ ra vẻ sầu thảm chính hắn cũng không biết rõ tại sao mình lại bị lộ ngồi ngay ngắn phía sau đang chậm rãi thưởng thức trà là lão già mặc y phục màu xanh hắn hơi nâng mắt lên nghiêng đầu nhìn sang một bên người áo đen bên cạnh lập tức lấy ra tinh linh liên hệ nam tử đi lại trên bờ sau khi đi một đoạn đường hắn rẽ vào một ngõ nhỏ lúc hắn sắp đi tới đầu ngõ nhỏ chợt có một cỗ kiệu đột nhiên xuất hiện ngăn cản ở đầu ngõ cũng chặn tầm mắt của người đi đường phía bên ngoài hai người áo đen từ hai phía trái và phải của ngõ hẻm tiến vào bọn họ sóng vai đi tới nam tử muốn ra khỏi ngõ nhỏ ngay lập tức phát hiện ra có điểm không đúng hắn lại nhận thấy được phía sau có chấn động pháp lực rất nhỏ hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại một người áo đen xuất hiện ở phía sau hắn một thanh kiếm đặt vào phía trên cổ của hắn, khiến hắn không dám dễ dàng nhúc nhích. Ngay sau đó, hai tay người áo đen ấn ở trên bả vai của hắn, nhanh chóng khống chế hắn. Hắn còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên khí tức bị tắc nghẽn. Trước mắt hắn tối sầm, mất đi ý thức. Cỗ kiệu ngăn cản tầm mắt của người đi đường phía ngoài, lúc này đã rời khỏi đầu ngõ nhỏ. Trong ngõ hẻm trống không, cũng không có bất kỳ người nào. Thật giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì vậy đợi đến khi hắn tỉnh táo lại nhận thấy được thân thể đang lắc lư hắn ý thức được mình có khả năng đang ở trên thuyền hắn mở mắt ra vừa nhìn liền thấy được một lão già mặc y phục màu xanh đang an vị ở trước mặt hắn hắn bò dậy đột nhiên đầu vai bị ấn xuống phía sau đầu gối bị đau hắn lại quỳ xuống hắn bị người ta ấn quỳ gối ở trước mặt lão già mặc y phục màu xanh pháp lực của hắn bị khống chế không thể động đậy hắn ngẩng đầu lãnh đạm nói các ngươi là ai muốn làm gì bên cạnh lại có một người bị đẩy ra. Chính là người chèo thuyền năm trước từng giúp người miêu nghị đi tới tín nghĩa cát. Người chèo thuyền nhìn nam tử đang quỳ một chút, lắc đầu nói, không phải hắn. Lão già mặc y phục màu xanh vung tay lên, sai người ta dẫn người chèo thuyền đi xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào nam tử đang quỳ, thản nhiên nói, đào nguyên lãng. Nói đi, chiến như ý và ngưu hữu đức đang ở chỗ nào. Nam tử cả kinh. Hắn lập tức ý thức được phía bên mình đã có kẻ phản bội bằng không làm sao có thể biết người dẫn đội là ai hắn lạnh lùng bình tĩnh nói nếu ngươi đã biết thân phận của ta còn dám đụng đến ta có đúng là chán sống rồi hay không lão già mặc y phục màu xanh lười nói thừa với loại nhân vật nhỏ này bắt giặc phải bắt vua trước trước bắt kẻ dẫn đầu chặt đứt liên hệ trên dưới tránh để lộ ra tin tức sau đó một lưới bắt hết cho ta người áo đen đứng bên cạnh gật đầu bàn tay lật một cái trong tay áo của hắn lập tức xuất hiện hai con rắn nhỏ màu xanh chậm rãi bỏ ra so với chiếc đũa, chúng còn nhỏ hơn vài phần. Đôi mắt chúng màu đen sáng ngời, ở trong miệng mơ hồ có khí đen phun ra nuốt vào, phát ra mùi tanh hôi ép người. Người áo đen đưa tay nắm lấy cầm của đào nguyên lãng, khiến đầu hắn không thể nhúc nhích. Hai con rắn nhỏ lập tức đưa đầu vào trong mũi của đào nguyên lãng mũi, bắt đầu uốn éo thân thể chui vào trong lỗ mũi của hắn. Đào nguyên lãng sợ đến hồn phi phách tán, trong miệng kêu lên những tiếng không rõ, ta nói. Người áo đen đưa tay tóm lấy hai con rắn nhỏ kéo lại, hắn cũng thả cầm của đào nguyên lãng ra. Hai chiếc thuyền gặp nhau ở giữa dòng sông. Lão già mặc y phục màu xanh lên một chiếc thuyền khác. Hắn bước nhanh vào buồng nhỏ trên tàu. Bên trong, Tào Phượng chỉ ngồi ở trên ghế, nhìn ngoài cửa sổ nghe lão già mặc y phục màu xanh đứng báo cáo. Nàng kinh ngạc nói, thiên đỉnh phái người tới dẫn đầu đội, chính là chiến như ý và ngư hữu đức sao. Đúng vậy, lão già mặc y phục màu xanh gật đầu. Chỉ có điều chúng ta động thủ vẫn muộn một bước, theo thủ hạ của chiến như ý khai ra, trước đây không lâu chiến như ý đã rời đi. Nàng giao tất cả nhân mã dưới trướng cho ngư hữu đức thống lĩnh. Ngư hữu đức hiện tại đang dừng chân ở ngay khách sạn khuyết nguyệt. Về hình dáng của chiến như ý, lão nô cũng đã từng tra hỏi. Quả thực có thể phù hợp với nữ nhân đấu giá phá pháp cung kia. Như vậy ngư hữu đức 89 phần 10 chính là đối tượng bỏ trốn đã đấu giá, được đào tiên. Về phía khách sạn khuyết nguyệt bên kia, lão nô đã phái người theo dõi chân mày Tào Phượng chỉ nhíu chặt lại. Nói cách khác, hiện tại người chỉ huy thống lĩnh cơ sở ngầm của Thiên Đình ở bên này chính là Ngưu Hữu Đức. Trong mắt nàng lóe lên vẻ dầu dĩ, trong lòng có thể nói là vô cùng dầu dĩ. Nàng và người ngoài ánh sáng của Hạ Hầu ra tuy rằng không qua lại, nhưng không đại biểu nàng không biết gì về tình hình của đại ca của mình Hạ Hầu Long Thành. Chương 2265, Mèo mù đụng phải chuột chết, thượng. cả đời này đại ca nàng cũng không có bằng hữu gì. Có người nói ngưu hữu đức chính là bằng hữu duy nhất của đại ca nàng. Đại ca đã qua đời, mình lại hạ thủ đối với bằng hữu duy nhất của đại ca. Mình làm sao ăn nói được với đại ca đã chết đây? Người khác đều nói đại ca nàng hạ hầu long thành vô liêm sỉ, nhưng chính nàng hiểu rõ ràng, đại ca đối với người nhà mình vô cùng tốt. Cái gì cũng làm cho đệ đệ muội muội, có chuyện gì ủy khuất đều là do đại ca giúp đệ đệ muội muội gánh chịu. Từ nhỏ đã như vậy, tuy rằng nàng rời nhà từ sớm, nhưng vẫn còn nhớ khi bé đại ca đã thương mình tới mức nào. Mình bị ủy khuất gì, Vĩnh Viễn đều là đại ca xông tới phía trước ra mặt. Thời điểm đánh nhau thua thiệt, cho dù bị đánh tới mặt mũi bầm dập, đại ca cũng muốn liều chết bảo vệ muội muội không để cho muội muội bị hại. Nàng càng Vĩnh Viễn đều nhớ, sau khi biết nàng sắp rời đi, sau này sẽ không còn được gặp lại nữa, đó là lần cuối cùng huynh muội gặp nhau. Đại ca nàng liều chết ôm lấy nàng không chịu thả, không chịu để cho người ta dẫn nàng đi thậm chí đại ca bị trưởng bối tát cho một cái, ngã trên mặt đất cũng bò tới liều chết ôm lấy chân của nàng, khóc cầu xin cả nhà đừng cho người ta đưa muội muội đi. Đại ca rất cứng đầu. Đầu đã chuyển cũng sẽ vòng lại, cho nên mọi người đều nói đại ca ngu. Mỗi khi nhớ tới cảnh tượng huynh muội chia lìa, lệ rơi đầy mặt nàng. Sau khi nghe tin đại đã chết, nàng thật sự đã tan nát cõi lòng. Cho dù là lúc này, viên mắt nàng cũng hơi ửng đỏ. "Vâng." Lão già mặc y phục màu xanh đáp một tiếng. Chỉ có điều thấy thần sắc của nàng khác thường, hắn lại nhắc nhở, "Tiểu thư, phải hành động nhanh lên. Nếu chậm, sợ bên kia ý thức được nguy hiểm sẽ đổi chỗ. Chỉ cần bắt được Ngưu Hữu Đức trước, là có thể tạm thời chặt đứt liên hệ trên dưới của bên kia, thuận tiện cho chúng ta một lưới bắt hết cơ sở ngầm này. Nếu chậm, hắn ở bên kia nhất định sẽ phát hiện ra thủ hạ của mình không thấy đâu. Cho nên nhất định phải nhanh lên." Tào Phượng Trì chậm rãi thở ra một hơi, khẽ gật đầu. "Đi thôi." Lão già mặc y phục màu xanh quay đầu lại, vất tay người chèo thuyền lập tức điều chỉnh phương hướng rời đi. Nhưng thuyền tới giữa đường, lão già mặc y phục màu xanh đột nhiên nhận được tinh linh đưa tin. Sau khi liên hệ, hắn lại cảm thấy kinh hãi, nhanh chóng bẩm báo, tiểu thư, không xong, ngư hữu đức chạy mất rồi. Chạy rồi sao? Tào Phượng chỉ ngạc nhiên. Nhiêu nghị thật sự chạy đi. Không chạy mới là lạ. Có người muốn ám sát hắn, hắn làm sao có thể không chạy cho được. Chiến như ý lập công rời đi. Hắn lại hiểu rất rõ, bạch phượng hoàng còn muốn làm giao dịch với hắn về số phá pháp cung kia hắn căn bản sẽ không lấy ra buôn bán cho dù hắn tiếp tục dừng lại ở thành phố quỷ cũng không điều tra ra được manh mối gì hơn nữa hắn đã biết tính nghĩa các muốn động thủ với hắn cần gì phải mạo hiểm tiếp tục ở chỗ này chiến như ý lập công rời đi sẽ được thăng chức hắn cần gì phải lưu lại nơi này chống xét đi bây giờ còn có thể vớt lên một ít công lao làm mồi dụ nếu xảy ra chuyện vậy cái gì cũng sẽ bị mất nhiều nhân tố như vậy tập trung ở cùng một chỗ hắn làm sao có thể không chạy cho được chỉ có điều muốn chạy cũng phải có lý do vô duyên vô cớ chạy mất sẽ không có cách nào báo cáo kết quả công tác với thiên đình bên kia vì vậy hắn liên hệ kim mạn bên kia phái một người tìm hắn tự nhiên không phải tới tìm hắn chơi mà là tới ám sát hắn quá trình cũng rất đơn giản một khách tới ở trọ chạy tới tầng này của bọn họ thời điểm đi qua gian phòng của miêu nghị đột nhiên ra tay đối với dương triệu thanh đang canh giữ ở cửa người này đánh một quyền vào trên người dương triệu thanh dương triệu thanh trở tay không kịp phá cửa phòng của miêu nghị thích khách nhân cơ hội vọt vào hạ độc thủ đối với miêu nghị diêm tu nhanh chóng chạy tới liên thủ với miêu nghị đánh cho thích khách phải phá cửa sổ chạy thoát tiếp theo tất nhiên nơi đây không thích hợp để ở lâu ba người miêu nghị lập tức đi qua thông đạo phía trước của khách sạn khuyết nguyệt chạy đi mà người ở đối diện với gian phòng của miêu nghị một mực xuyên qua khe cửa nhìn chằm chằm vào bên này đã chính mắt nhìn thấy tất cả Người này tất nhiên là người của tín nghĩa các. Hắn tất nhiên phải nhanh chóng báo cáo với phía tín nghĩa các bên kia. Chạy ra khỏi thành phố quỷ, vừa ló đầu ra khỏi mặt đất, ba người miêu nghị nhanh chóng trốn thật xa, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Đương nhiên, miêu nghị cũng sẽ không ném huynh đệ ở thành phố quỷ không quan tâm. Trước đó, hắn đã khẩn cấp liên lạc với cổ đa quý, lại lệnh cho phía dưới nhanh chóng nhắn nhủ xuống, nói thẳng đã bị lộ, bảo mọi người nhanh chóng từng người rời đi muốn làm chuyện này hắn sẽ nhân lúc chiến như ý vừa rời đi để làm lúc này gặp chuyện không may đã chứng tỏ bị bại lộ không phải là vấn đề miêu nghị hắn chấn thủ không chú đáo hoặc là vấn đề cá nhân của hắn nhất định là trước khi chiến như ý rời đi đã bị lộ để tránh vạn nhất người khác cho rằng trách nhiệm rơi vào trên người một mình hắn cho nên hắn mới khẩn cấp lập tức bỏ chạy ai biết không liên hệ còn tốt vừa liên hệ liền phát hiện không thể liên lạc được với đào nguyên lãng thủ hạ của chiến như ý lúc này hắn mới phát hiện mình đúng là mèo mù gặp phải chuột chết, mới thật sự có thể xảy ra chuyện. Ba người đã trốn đi thật xa, lúc này bay nhanh về phía tinh không mênh mông. Nhưng bị tín nghĩa các theo dõi, bọn họ làm sao có thể dễ dàng chạy mất như vậy. Người ta không chỉ đặc biệt an bài người ở đối diện phòng của hắn theo dõi. Các lối ra vào trên dưới khách sạn khuyết nguyện, bọn họ đều bố trí người nhìn chằm chằm. Thời điểm ba người bay, ở sát mặt đất trốn trốn tránh tránh tay mắt của người khác còn không có bị phát hiện. Nhưng sau khi vừa bay lên, lập tức phát hiện ra có điểm không đúng. Có hai người không rõ thân phận đang nhanh chóng đuổi theo về hướng bọn họ. Chẳng những ba người bọn họ bị người theo dõi, lão già mặc y phục màu xanh ở trên thuyền vừa nghe Ngưu Hữu Đức chạy đi, tức giận tới dậm chân. Không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một thích khách tới gây ra biến số. Hắn không những nhanh chóng hạ lệnh sai người ta bắt Miêu Nghị, còn lập tức sai người tiến hành vây bắt cơ sở ngầm ở dưới trướng của Miêu Nghị. Chuyện đã như vậy, hắn buộc phải lập tức động thủ nếu để chậm, muốn bắt cũng không tiện bắt. Chương 2266, mèo mù đụng phải chuột chết hạ. Bên trong tửu lâu nào đó ở đầu đường, hai người đang ngồi đối diện với nhau ở gần cửa sổ uống rượu. Đột nhiên cả hai đều ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng của đối phương. Phía sau lưng mỗi người đều xuất hiện hai người áo đen. Hai người nhận thấy được sự khác thường của người kia, lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sơn lưng của mình. Người áo đen ở phía sau lưng đã ra tay rất mạnh bất luận là thực lực hay tu vi của bọn họ đều vượt xa so với hai người ngay lập tức bọn họ đã quật ngã bắt lấy hai người người nào tới đây gây sự từ lâu trưởng quỹ vọt tới quát một người áo đen phát tay lấy ra một miếng lệnh bài trên lệnh bài có hai chữ tín nghĩa trưởng quỹ vừa nhìn thấy thần sắc liền cứng đờ ngậm miệng lại hắn chậm rãi lui sang một bên bên trong một khách sạn nào đó một người áo đen đi vào trực tiếp lấy ra lệnh bài khiến trưởng quỹ và tiểu nhị đang ngồi phải ngậm miệng hắn vung tay lên phía sau có một đám người áo đen nhảy vào hai người thành một tổ bọn họ nhanh chóng vọt tới trên lầu trực tiếp phá cửa sông vào tất cả gần như cùng lúc vọt vào bên trong năm gian phòng những tiếng đánh nhau vang lên rất nhanh bọn họ đã lôi ra năm người bên trong một con hẻm nào đó đột nhiên có hai người xuất hiện phía sau có bốn gã người áo đen mau chóng đuổi theo dưới tình thế chạy trốn cấp bách hai người vội vàng kéo phá pháp cung ra quay đầu lại dương cung bắn hai lưu quang chợt bắn ra, trực tiếp đánh ngã hai người áo đen. Hai người áo đen khác kinh hãi, tránh né. Nhưng bọn họ lại bị hai mũi tên theo sát, bắn tới. Giết chết cường địch, hai hán tử chạy thoát thân nhìn nhau gật đầu. Bọn họ đồng thời thả người nhảy vào giữa dòng sông, nhanh chóng chạy thoát. Trong tay bọn họ không rời cung tên. Cho dù chui vào trong nước, bọn họ cũng chuẩn bị tốt tinh thần về phòng thân bất cứ lúc nào. Không chỉ có nơi đây. Trong nháy mắt, hình như toàn bộ thành phố quỷ trở nên hỗn loạn hình như khắp nơi đều có người áo đen truy sát những nhân sĩ không rõ. Sau đó có người vì bảo toàn tính mạng không thể không sử dụng ra đòn sát thủ. Trong lúc nhất thời khắp nơi trong toàn bộ thành phố quỷ đều là lưu tinh tiễn bắn loạn. Ở trong thành phố quỷ, một vài người trong lòng có ý định gây rối, vốn còn có ý đồ với phá pháp cung. Ai biết sau đó, từ các nơi đầu đường cuối ngõ lại có rất nhiều thiên binh thiên tướng chạy ra. Cũng không biết bọn họ từ đâu xuất hiện, thành thành đội thành nhóm quét ngang toàn bộ thành phố quỷ. Thấy cảnh tượng như vậy, những kẻ trong lòng có ý định gây rối vội vàng co mình rụt cổ. Một chủ tướng dẫn đầu đội binh xông lên đầu đường. Vừa nhìn thấy có người áo đen truy sát nhân sĩ không rõ, lập tức vung thương chỉ tới, gầm lên, giết, một đám thiên binh thiên tướng lao ra. Ầm ầm ầm. Sau vài tiếng động tranh đấu vang lên, đám người áo đen hai tay khó địch nổi bốn tay. Dưới tình huống bị bao vây tấn công, bọn họ bị mấy thanh trường thương đóng đinh trên mặt đất. Có đầu đường khác, có người áo đen nhìn thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn, mấy thiên binh thiên tướng cùng nhau dương cung bắn trước khi người áo đen kia nhảy vào trong nước hắn đã bắn chúng rơi vào trong nước mặt nước loang ra một vệt máu lớn phía trước cửa sổ trên lầu của khách sạn khuyết nguyệt hoa hồ điệp dùng quạt tròn che mặt lộ ra đôi mắt hoảng hót nhìn cảnh tượng trước mắt vừa rồi ngư hữu đức ở bên trong khách sạn bị ám sát hiện tại lại thấy đám đông thiên binh thiên tướng lao ra đầu đường chém giết lung tung một hồi đây là thế nào lẽ nào thiên đình muốn thanh toán thành phố quỷ trên sông, ngay đối diện khách sạn Khuyết Nguyệt, một con thuyền đang dừng ở giữa dòng sông. Bên trong khoang thuyền chính là Tào Phượng Trì, và lão già mặc y phục màu xanh muốn đuổi tới công khai xử quyết miêu nghị. Hai người đứng ở phía trước cửa sổ, phía sau bức rèm tre, nhìn đám người áo đen chết thảm, nghe những tiếng kêu đánh kêu giết từ thành phố quỷ truyền tới. Trên mặt hai người đều chấn động kinh sợ. Bọn họ không biết tại sao chuyện lại thành như vậy, tại sao phải như vậy. Trước đó, thời điểm bán đấu giá phá pháp cung, Cao quan ở tinh thần điện báo cáo với thanh chủ, đã nói, tả hữu đốc vệ phái ra 6 vị đại đô đốc tự thân xuất mã. Trên thực tế trước chỉ xuất hiện 5 vị đại đô đốc tập trung, nhân mã dụ đám người rơi vào cạm bẫy, bao vây tiêu diệt. Thiên đỉnh bí mật phái ra ngàn vạn đại quân chỉ có hơn 800 vạn người lộ mặt. Còn có một vị đại đô đốc thống lĩnh hơn 100 vạn nhân mã vẫn không lộ diện. Sau khi đại quân rút lui khỏi đó, đội nhân mã này vẫn luôn một mực ẩn nấp, không làm bất cứ hành động dị thường nào để tránh lộ ra bất kỳ tin tức nào bị kẻ khác phát hiện. Bọn họ chỉ chờ mệnh lệnh của phía trên. Đội nhân mã này cũng không phải là nhằm vào Tín Nghĩa Các. Bọn họ chỉ đề phòng một khi 900 vạn chiếc phá pháp cung này lộ diện ở thành phố sẽ diễn ra tranh đoạt. Tới lúc đó Nhân Mã Thiên Đình có thể một lần hành động đoạt lại. Vừa lúc này, Miêu Nghị bị ám sát, Cổ Đa Quý vừa lúc đưa tin báo lên. Tín Nghĩa Các bên này lại ra tay với Nhân Mã Thiên Đình. Thanh chủ nghe tin, ngay lập tức hiểu rõ ý đồ của Tín Nghĩa Các ngay ở trước mặt cao quan, hắn cười lạnh một tiếng, cao quan, xem ra người thật sự đặt ngưu hữu đức vào đúng chỗ rồi. Tín nghĩa các lại có thể không giữ được hắn, để cho hắn chuồn mất. Thằng nhãi khỉ con này cũng không phụ sự kỳ vọng của trẫm, cũng không chỉ lo một mình chạy thoát thân. Dù chạy thoát thân, hắn vẫn còn băn khoăn để nhân mã thiên đình rút lui khỏi đó. Có thể thấy được lòng trung thành của hắn. Nếu không lần này sợ rằng trẫm sẽ không còn mặt mũi. Rất tốt. Hắc hắc muốn đánh vào mặt chẫm chẫm ngược lại muốn xem thử là ai đánh vào mặt ai hắn quyết đoán hạ lệnh cho nhân mã nằm vùng xuất kích vì vậy mới có cảnh tượng như trên xuất hiện vốn có cũng không có huyện này nếu như trước đó bắt được miêu nghị không để lộ ra tin tức phía dưới lại tiến hành bí mật bắt lại cũng sẽ không gây ra động tĩnh này nhưng miêu nghị lại bị ám sát bỏ chạy miêu nghị ra hỏa này tự mình trốn đi thì thôi còn quyết đoán thả một tin tức giả ra ngoài bảo người phía dưới cũng bỏ trốn Tiếp đó, tín nghĩa các trắng trợn vây bắt. Một trốn một bắt này đụng vào nhau, mới làm lớn chuyện như vậy. Đây là một chuyện đột ngột phát sinh ngoài ý muốn. Có thể nói là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngay cả bản thân miêu nghị, người dẫn tới chuyện này là hoàn toàn không ngờ tới. chương 2267, Hồng Tuyến Thượng. Từ sau khi miêu nghị đến tín nghĩa các, rồi đến thiên đình, đều tạm thời này lòng tham ứng phó với đột biến. Miêu nghị thậm chí không biết thành phố quỷ phát sinh biến cố ác liệt như vậy. Lúc này hắn còn đang nóng lòng chạy thoát thân. Nếu như chỉ là hai người phía sau truy đuổi, cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là phía sau lại xuất hiện thêm mười mấy người áo đen nhanh chóng đuổi theo, vượt qua hai người truy đuổi trước mặt, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với ba người Miêu Nghị. Có thể thấy được tu vi của bọn họ rất cường hãn. Miêu Nghị hiện tại không để ý được được nhiều chuyện như vậy. Hắn ném ra Hắc Thán thân khoác chiến giáp, bộ dạng dữ tợn. Ba người vội vàng mặc áo giáp. Hắc Thán chờ ba người bay rất nhanh ba người lại rút phá pháp cung ra. Tất cả ba người liên tiếp bắn tên ra. Một lần chín đạo lưu quang trượt bắn ra. Tất nhiên không hình thành công kích nhóm với quy mô nhất định, đối với kẻ địch đang truy đuổi địch cũng không hình thành lực sát thương hữu hiệu. Hơn 10 người áo đen rút tấm lá chắn ra. Ầm ầm ầm. Những tiếng động vang lên. Trong lúc bọn họ chống đỡ, chỉ chậm lại một chút, sau đó lại nhanh chóng tăng tốc vọt tới. Mắt thấy tình thế nguy cấp, phía xa truyền đến một tiếng hét giận dữ. Chạy đi đâu? người áo đen quay đầu nhìn lại, chợt kinh hãi. Chỉ thấy 12 đại tướng thiên đình mặc hồng giáp, trong tay cầm đao thương khẩn cấp đuổi theo. Phía sau còn có hơn 1000 thượng tướng mặc tử giáp. Ba người Miêu Nghị thấy vậy, vô cùng vui mừng, có thể nói là mừng tới phát điên. Bọn họ không nghĩ tới lại có viện binh của Thiên Đình chạy tới cứu viện. Miêu Nghị không biết là hắn lập được đại công, thanh chủ cố ý hạ lệnh chiếu cố hắn. Đại đô đốc trấn thủ nơi đây không dám có sai sót, khẩn cấp sai một nhóm nhân mã cường lực tới gấp rút tiếp viện mắt thấy tình huống ba người miêu nghị nguy cấp, làm không tốt sẽ không thực hiện được quân lệnh của đại đô đốc, đại tướng dẫn đầu vung tay lên. Hơn một nghìn thượng tướng tử giáp lập tức lấy ra phá pháp cung. ầm ầm ầm, những tiếng nổ lớn vang lên. Hơn một nghìn lưu quang gấp gáp bắn tới giải vây. Hai người áo đen theo dõi trước đó bị tụt lại phía sau, bị bắn thành cái sàng. Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng. ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Hơn 10 người áo đen cầm lá chắn cứng rắn chống đỡ, lá chắn của mấy người hoặc bị đánh bay hoặc trực tiếp bị lưu tinh tiễn bắn nổ bọn chúng cũng bị bắn thành cái sàng chết thảm còn có mấy người không ngờ mượn tấm lá chắn cứng rắn chống lại đợt công kích thứ nhất bọn chúng cũng không chú ý tới truy binh phía sau toàn lực đánh về phía đám người miêu nghị chuẩn bị bắt bọn họ làm con tin để thoát thân miêu nghị khẩn cấp thu hắc thán một quả cầu đỏ chợt đẩy ra biến thành lớn hơn ầm một tiếng nó chụp ngược lại trực tiếp bảo vệ cho ba người miêu nghị ở bên trong đó khẩn cấp khóa cứng phòng ngự đánh không nát. Ầm ầm, vài tiếng động vang dội. Đánh không nát bị đánh bay. Mấy người áo đen xông tới tấn công liền kinh hãi. Cái trò gì vậy, trốn ở trong đánh không nát, ba người Miêu Nghị cũng bị chấn động tới mức thất điên bát đảo. Lại là một đợt lưu tinh tiễn bắn tới. Mấy người áo đen lại vung lá chắn chống đỡ được. 12 đại tướng hồng giáp đã đánh tới. Bọn họ nhanh chóng liên thủ bao vây chiến đấu thêm lưu tinh tiễn tương trợ, không được bao lâu, mấy người áo đen còn sót lại đã bị chém giết. Xuyên qua khe đánh không nát kiểm tra, ba người Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, đánh không nát được mở ra buông lỏng, thu vào. Ba người cùng nhau chắp tay cảm tạ đối với viên binh vừa chạy tới. Sau đó ba người đều đổi lại chiến giáp tiêu chuẩn do Thiên Đình chế tạo của mình, theo một đám người đó quay về. Ba người vẫn chưa trở lại thành phố Quỷ, mà ở trong dãy núi gần thành phố Quỷ, Triệu Tập Nhân Mã của Hắc Hổ Kỳ và Lam Hổ Kỳ xảy ra chuyện như vậy, phía trên cũng không thể không hạ lệnh để đám người đã bị lộ được rút về. Những chuyện khác tiếp tục bố trí sau. Hai nhân mã bát kỳ cuối cùng chỉ có 6.000 người trở về. Còn có gần 4.000 người mất đi tin tức. Đào nguyên lãng này một đội nhân mã hơn 1.000 người. Bọn họ bởi vì không nhận được tin tức đúng lúc, gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng dưới sự hộ tống của đám nhân mã nghĩ cách cứu viện lúc trước, miêu nghị dẫn tàn quân rút lui khỏi đó. Tiểu thư, đông gia có lệnh, phải triển khai đợt hành động trả thù thứ hai. Ngài ấy bảo chúng ta rút lui, tạm thời giữ bí mật, bên trong khoang thuyền, Tào Phượng chỉ cắn môi, vẻ mặt bi thương phẫn nộ nhìn thành phố quỷ đã hỗn loạn thành một mảnh. Lão già mặc y phục màu xanh đi tới bên cạnh nàng, bất đắc dĩ lên tiếng khuyên. Đầu thuyền đã chuyển hướng, không nhanh không chậm rẽ sóng rời đi. Bên trong phủ tổng trấn trong thành phố quỷ, trong đình viện đao thương mọc lên như rừng. Minh Thiên đại đô đốc trấn bính vệ, dưới trướng tả đốc vệ mặc chiến giáp đại tướng ngũ đoạn, đứng ở trên bậc thềm trước điện, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên cạnh tổng trấn đại nhân cũng không dám thở mạnh. Bên ngoài, một đại tướng dẫn theo mấy người đi nhanh đến, dừng lại ở dưới bậc thềm, chắp tay ôm quyền bẩm báo, bẩm đại đô đốc đã làm xong công tác thống kê. Huynh đệ chết trận bên ta tổng cộng có 312 người. Tiêu diệt 12.007 thành viên của tín nghĩa các. Minh Thiên đứng chắp tay khóe miệng cong lên lộ ra một ý cười. Tình hình công tác thống kê bên phía Ngưu Hữu Đức, hắn đã biết, hơn nữa bên này chết trận chừng 300 người. Tổng cộng cũng tổn thất gần 4.000 người. Chỉ có điều phía bên tín nghĩa các trả giá hiển nhiên lớn hơn nhiều. Hơn 12.000 người, hơn 12.000 người này cũng không thể giống như người bình thường. Ngược lại không phải nói thực lực của những người này cường hãn tới mức nào, mà là những người này bình thường che giấu rất sâu. Thiên đình muốn kéo ra, cũng khó có thể bắt được. Đó là nhân tố quyết định tín nghĩa các nắm thành phố quỷ trong tay. Lần này không ngờ dụ ra được nhiều người như vậy. Còn thoáng cái giết chết tới hơn 12.000 người. Đả kích này đối với Tín Nghĩa cát, không thể bảo là không lớn. Chỉ có điều hắn rất nhanh liền không cười được nữa. Khách sạn có một gian, mấy khách trọ ra khỏi gian phòng, chậm rãi đi dạo ở trên lầu. Tại đại sảnh của khách sạn, hai tiểu nhị đưa tay ngăn cản. "Mấy vị, nơi đây không mở cửa cho khách vào. Mời quay về đi." Chương 2268, Hồng Tuyến Hạ. Ai biết mấy người này gần như không nói hai lời, lòng bàn tay bọn họ dâng lên hàn quang bọn họ lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tai một đao chém bay đầu của hai tiểu nhị ngay sau đó bọn họ nhanh chóng chạy về phía gian phòng ở cuối hành lang vừa vặn cổ đa quý mở rộng cửa nhìn ra hai bên nhanh chóng đánh nhau trước khi tới đối phương rõ ràng đã có sự chuẩn bị thực lực cũng vượt xa so với hắn hiện tại bọn họ lại liên thủ bao vây tấn công hắn cổ đa quý cuối cùng ngã ở trong vũng máu hai mắt không còn ánh sáng nhìn chằm chằm vào hung thủ thân thể hắn còn đang co giật một đạo hàn quang hiện lên. Đầu của cổ đa quý bay ra ngoài. Chuyện giống vậy không ngừng phát sinh ở trong khách sạn có một gian. Hơn 10 cửa hàng khác nhau trong thành phố quỷ gần như là cùng lúc bị tập kích. Động tĩnh kinh động tới mức thiên binh thiên tướng chạy tới. Nhưng lần này, hung thủ đã có kinh nghiệm. Chúng mặc quần áo khác nhau, không còn rõ ràng chỉ một màu đen. Chúng lẩn vào trong đám đông của thành phố quỷ mai danh ẩn tích. 13 điểm do giám sát hữu bộ an bài ở thành phố quỷ, tất cả bị giải quyết còn có mấy nhà bí mật nằm vùng của thiên đình tách ra khỏi giám sát hữu bộ tất cả đều không còn ban đầu tín nghĩa các chỉ dự định ra tay đối với một phần trong đó một phần khác chuẩn bị thả hiện tại tất cả đã sớm không còn một mống tất cả đều bị nhổ sạch đây chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ tín nghĩa các đang dùng sự thực cảnh cáo thiên đình nơi này là ai nói mới tính chỉ cần ta nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể khiến thiên đình người ở thế giới trong bóng tối biến thành người mù dù sao thế giới trong bóng tối cũng không chỉ là một thành phố quỷ. Càn rỡ. Giám sát hữu bộ ngươi làm ăn cái gì không biết. Người ta đã sớm nắm được rõ ràng tất cả cứ điểm của các ngươi, vậy còn có bí mật gì đáng nói nữa. Tại tinh thần điện, thanh chủ tức giận, mắng cao quan tới máu chó đầy đầu. Minh Thiên, bên trong phủ tổng trấn ở thành phố quỷ rất nhanh đã nhận được mệnh lệnh của phía trên, tiến công vào tín nghĩa các, giết, hơn 10 vạn đại quân nhanh chóng bao vây tín nghĩa các. Tín nghĩa các đứng sừng sững ở trong nước rất yên lặng, ầm ầm ầm, vô số lưu quang, phá pháp cung trực tiếp công phá trận phòng hộ của Tín Nghĩa Cát. Đại quân xông vào trong, nhưng bọn họ lục soát cả Tín Nghĩa Cát, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Bên ngoài Tín Nghĩa Cát nhận được bẩm báo Minh Thiên nổi giận, vẫn nộ chê bai thủ hạ. Người không phải nói đã âm thầm phái người canh chừng Tín Nghĩa Cát, một con muỗi cũng không đi ra sao? Người đâu? Tất cả bọn họ đi đâu? Thủ hạ dưới trướng hắn sợ hãi nói, vừa mới phát hiện nhân thủ bố trí ở phía nam kia không biết đã bị giết từ lúc nào thành sự không đủ bại sự có thừa theo dõi một người cũng không theo dõi được ta cần loại phế vật như ngươi có ích lợi gì người dâu kéo xuống chém cho ta dưới cơn thịnh nộ minh thiên ném lại một câu nói sau đó liền đi hắn không thể không tức giận hiện tại bảo hắn quay lại ăn nói thế nào với quan trên đại đô đốc tha mạng trong nháy mắt tướng lĩnh kia bị mấy người liên thủ khống chế kinh hoàng cầu xin tha thứ nhưng tất cả chỉ là vô dụng hắn bị kéo đi sau đó ở phía xa phát ra một tiếng hét thảm bước vào bên trong tín nghĩa các bước minh thiên dừng bước ở bên trong đại sảnh hắn chỉ thấy trên mặt đất bên trong đại sảnh là một đống phá pháp cung và lưu tinh tiễn lúc nhân mã tấn công tiến vào đống đồ này đã ở đây dường như bày ra chính là cho bọn họ nhìn thủ hạ của hắn đang kiểm kê sau khi có kết quả tướng lĩnh dưới trướng của hắn tiến lên bẩm báo đại đô đốc số lượng phá pháp cung này tương đương với số lượng cơ sở ngầm do tả đốc vệ chúng ta an bài vào trong thành phố quỷ trước đó đã bị giết chết minh thiên ngạc nhiên không kém một cái tướng lĩnh nói đúng một cái cũng không ít hơn tất cả đều ở đây chân mày minh thiên đột nhiên nhíu lại sau một lúc hắn nhanh chóng báo cáo lên thiên cung trong tinh thần điện vẻ mặt thanh chủ lo lắng chắp tay đi tới đi lui sau khi nhận được tin tức hắn liền ngẩn người ra sắc mặt giận dữ dần biến mất hắn dường như đang suy nghĩ tới điều gì. Tín nghĩa các này làm vậy chính là tỏ rõ thái độ, đang nói cho thanh chủ hắn biết, là ngươi vượt qua đường ranh giới. Tín nghĩa các vẫn không vượt quá sợi tơ hồng này. Cho dù chuyện tới như bây giờ, phá pháp cung tịch thu được cũng trả lại nguyên vẹn. Lần này chúng ta nhận, người tốt nhất không nên ép chúng ta. Trên thực tế tín nghĩa các cũng đã thể hiện ra thực lực. Người ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Người không có cách nào đuổi tận giết tuyệt chúng ta, nhưng bất cứ lúc nào chúng ta cũng có năng lực đâm mù mắt thiên đình ở thế giới dưới đất ta giải quyết mười mấy điểm này chính là cho ngươi xem dưới cơn thịnh nộ thanh chủ dần dần bình tĩnh lại tương đối mà nói lần này hắn cũng không bị thiệt tín nghĩa các bên kia so với thiên đình còn tổn thất nặng hơn điều quan trọng nhất trong đó chính là bây giờ hắn còn chưa thể hoàn toàn xé rách mặt mũi với gia tộc hạ hầu bằng không trước đó hắn cũng sẽ không nhường gia tộc hạ hầu hiểu rất rõ ràng về mạch đập của hắn chắp tay sau lưng đi tới đi lui vài vòng. Thanh chủ quay đầu lại, nhìn thượng quan thanh đang đứng ở một bên, chậm rãi nói, thông báo thành phố quỷ bên kia, thu binh. Rất nhanh, nhóm nhân mã số lượng lớn ở thành phố quỷ bên kia tập kết, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, bọn họ rời khỏi thành phố quỷ, trùng trùng điệp điệp bay khỏi đáng âm sơn. Xác nhận nhân mã thiên đình đã đi thật, sau mấy canh giờ, một đám người lại xuất hiện ở tín nghĩa các. Người của tín nghĩa các viên lại trở về, Tào Mãn đang tự mình chậm rãi bước ở trong gian phòng đã bị lật tung, hỗn loạn, quan sát. Lão già mặc y phục màu xanh lại đẩy một hán tử chật vật không chịu nổi tiến đến, bẩm báo, "Đông Gai, đây là tên thích khách đã ám sát Ngưu Hữu Đức, đã thẩm vấn qua, là do Thanh Sơn lâu bên kia phái đi." Thanh Sơn lâu, Tào Mãn chắp tay xoay người, Cao mày nói, "Người của Vô Lượng đạo phái ám sát Ngưu Hữu Đức làm gì? Bọn họ có thể có ân oán gì? Dư nghiệt của Lục đạo có thể đứng vững ở chỗ này, tất nhiên không thoát khỏi liên quan tới hắn. Hai bên vẫn duy trì mối quan hệ như có như không. Đừng nói hắn không dám tiết lộ tầng quan hệ này để Thiên Đình biết được. Lục đạo bên kia cũng không dám để tin tức được khuếch ở trong lục đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, lục đạo xuống dốc không thoát khỏi có liên quan tới gia tộc Hạ Hầu. Nếu để cho người phía dưới lục đạo biết cao tầng đang liên lạc cùng kẻ thù giữ sẽ là một kết quả thế nào. Chương 2269, không biết có ý gì. Thượng, Tất nhiên, ngoại trừ nhân mã trốn vào nơi luyện ngục, nếu tàn quân của lục đạo muốn giới đặt chân ở bên ngoài, lại không thiếu được sự chiếu cố của thế lực dưới đất của gia tộc hạ hầu. Gia tộc hạ hầu cũng muốn coi lục đạo là một lá bài trong tay, để phòng thanh chủ và Phật chủ trở mặt. Loại chuyện này, gia tộc hạ hầu làm rất thuận lợi, từ yêu tăng nam 3 đến 3 đại cao thủ, rồi đến lục thánh, lại cho tới thanh chủ và Phật chủ bây giờ, vẫn luôn là như vậy. Bây giờ thủ đoạn đối với dư nghiệt lục đạo cũng giống nhau có một số việc nếu không giải quyết được vậy cũng chỉ có thỏa hiệp. Vì gia tộc tương lai vĩnh viễn trường tồn, phải lưu lại cho gia tộc nhiều đường lui. Đợi đến khi lưng gia tộc cứng rắn đến mức có thể giải quyết được tất cả vấn đề, tất nhiên sẽ dễ dàng giải quyết. Cho nên, hắn không phải không biết quan hệ giữa Thanh Sơn Lâu và Vô Lượng Đạo. Hắn chỉ có chút không nghĩ ra, vì sao Vô Lượng Đạo phái người giết một ngưu hữu đức nho nhỏ. Tuy nói ngưu hữu đức có danh tiếng không nhỏ, lại không đáng bị cuốn vào trong chuyện như vậy. Lấy mức độ cẩn thận của Dương Nghiệt Lục Đạo, càng không thể nào gây án ngược ở ngay trước thời điểm quan trọng khi thiên đình vừa bố trí cạm bẫy được chẳng lẽ trước đó trong cạm bẫy thiên đình bày ra có người của vô lượng đạo lọt lưới sao nếu quả thật là nguyên nhân này vậy vô lượng đạo lại làm sao biết được ngư hữu đức là con mồi mê hoặc người rơi vào lưới trong nháy mắt trong đầu hắn hiện lên rất nhiều ý nghĩ lão già mặc y phục màu xanh liếc nhìn thích khách bị hành hạ ủ rũ hắn xoay người cho gọi người tiến đến đưa thích khách đi sau đó hắn mới trở về nói Thích khách này cũng không biết giữa Thanh Sơn Lâu và Ngưu Hữu Đức có ân oán gì. Hắn chỉ biết, thời điểm trưởng quỹ hạ lệnh, có nói cho hắn biết, Ngưu Hữu Đức đến Thanh Sơn Lâu phong lưu khoái hoạt đã đắc tội người, bảo hắn nhanh chóng tới dạy dỗ cho Ngưu Hữu Đức một chút. Dường như Thanh Sơn Lâu bên kia cũng không biết gì. Tào Mãn ha hả cười, thì ra là thế, ta đã nói rồi, bằng không giải thích thế nào cũng không thông. Lão già mặc y phục màu xanh chú ý phản ứng của Tào Mãn, ánh mắt hơi lóe sáng lên một cái hắn lại thử nhắc nhở một câu. Thích khách này chỉ có tu vi kim liên thất phẩm, tào mãn sừng sốt. Hình như nghĩ đến điều gì, sắc mặt dần dần trở nên trang nghiêm. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, hỏi, chẳng lẽ trên người thích khách này có pháp bảo gì lợi hại hay sao? Lão già mặc y phục màu xanh lắc đầu. Đã lục soát qua, không thấy có pháp bảo gì. Vậy thật kỳ quái. Tào mãn ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, hai mắt nheo lại. Hắn cười như không cười, nói ngư hữu đức trong trăm vạn đại quân đơn thương độc mã tấn công ba lần ra ba lần ra dũng mãnh vô cùng chỉ sợ trong cảnh giới kim liên không có địch thủ nhưng hắn cực kỳ thiện chiến nghe nói tu vi của hắn đã đạt đến kim liên cửu phẩm cho dù thanh sơn lâu không rõ nội tình của ngư hữu đức không biết mục tiêu là ngư hữu đức liền phái một thủ hạ không được tốt lắm ra tay nhưng thích khách này có thể từ trong tay ngư hữu đức chạy thoát ra ngoài cũng không phải là đơn giản huống gì bên cạnh Ngưu Hữu Đức còn có hai thủ hạ. Ba người còn không giải quyết được một mình hắn sao? Chuyện này có chút kỳ quặc, lão già mặc y phục màu xanh gật đầu, đúng là có chút kỳ quặc. Tào Mãn nhướng lông mày, xem ra giữa vô lượng, đạo này và Ngưu Hữu Đức hình như tồn tại quan hệ gì đó không nói rõ được. Hừ hừ, một bên là Dương Nguyệt Lục Đạo, một bên lại là Tân Tú trong quân cận vệ của Thanh chủ. Chuyện này có chút thú vị. Đúng rồi, Thanh Sơn lâu bên kia có biết người của bọn họ đã rơi vào trong tay của chúng ta, hay không lão già mặc y phục màu xanh người vừa chạy ra đã bị người chúng ta bố trí ở bên ngoài đuổi kịp thanh sơn lâu bên kia chắc là không biết người của mình đã rơi vào trong tay của chúng ta bằng không sẽ không thể còn liên hệ với hắn sau khi người rơi vào trong tay chúng ta tinh linh liên lạc giữa hắn và thanh sơn lâu bên kia nhiều lần có phản ứng nếu đã biết người bị bắt bọn họ sao có thể còn phải liên lạc nữa tào mãn vậy người này không cần thiết phải lưu lại nữa trực tiếp giải quyết là được người đã chết thanh sơn lâu bên kia an tâm bằng không bên kia sợ rằng sẽ còn phải nghi thần nghi quỷ lão già mặc y phục màu xanh có cần dùng hắn để thử mối quan hệ giữa vô lượng đạo và ngư hữu đức hay không tào mãn cười nhạt có một số việc vẫn không nên vạch rõ ra cứ giả vờ như chúng ta cái gì cũng không biết muốn biết quan hệ giữa bọn họ có hay không rất đơn giản quay đầu lại xem thử trong số người thiên đình bày ra cạm bẫy một lưới bắt hết có người của lục đạo hay không là có thể hiểu ra ngay không cần phải quanh co lòng vòng phiền phức như vậy. Lão thất à, có một số việc giả vờ hồ đồ trái lại có thể nắm được càng nhiều dấu vết. Huyên náo khiến người ta cẩn thận từng ly từng tí, chặn lại hết các chỗ sơ hở. Như vậy chúng ta ở bên cạnh nhìn người cũng thấy mệt mỏi. Người nói có đúng hay không, lão già mặc y phục màu xanh bừng tỉnh hiểu ra, hiểu rõ, lão nô lập tức đi làm. Đúng rồi, tào mãn khoát tay. Tất cả những chuyện có liên quan đến ngư hữu đức và nơi luyện ngục bên kia, sửa sang lại cho ta, nói không chừng sẽ có ích. Vâng, lão thất, lão già mặc y phục màu xanh lên tiếng trả lời sau đó rời đi. Tất cả cơ sở ngầm được thiên đình mới phái đi tới thành phố quỷ đều bị lộ. Tất cả cứ điểm ở thành phố quỷ cũng bị rút lại hết. Nhưng tín nghĩa các, bên kia trả lại phá pháp cung đã biểu đạt ra thâm ý rất rõ ràng. Chúng ta không có hứng thú đối với phá pháp cung. Các ngươi muốn điều tra vị trí của phá pháp cung, tùy các ngươi, nhưng không nên đụng vào điểm mấu chốt. Tín nghĩa các đã biểu thị ra thái độ rõ ràng chỉ cần thiên đình không tới làm loạn, bọn họ cũng sẽ không làm loạn. như vậy, thiên đình tất nhiên phải thiết lập lại cứ điểm ở thành phố quỷ một lần nữa. chuyện này vẫn phải do cao quan đi làm. trước đó, tuy rằng thanh chủ mắng cao quan tới máu chó phun đầy đầu, nhưng đó là lúc đang nổi nóng. thật ra trong lòng thanh chủ cũng hiểu rõ, không phải cao quan không có năng lực, mà là bản thân gia tộc hạ hầu không đơn giản. chương 2270, không biết có ý gì. hạ, trong tinh thần điện. Cao quan lại trình bày với thanh chủ một lần nữa về phương án thiết lập cứ điểm ở thành phố Quỷ. Hắn lại đưa ra yêu cầu, phái một nhóm nhân mã quân cận vệ khác tiến vào thành phố Quỷ làm kẻ chỉ điểm. Chỉ là lần này hắn không hy vọng loại nhân vật như Chiến Như Ý lại xuất hiện ở trong danh sách. Yêu cầu của hắn chính là lựa chọn một nhóm cần phải có thể tin được. Lần này thành phố Quỷ xảy ra biến cố ác liệt, thật ra phần nhiều đều nằm ngoài sự phán đoán của cao quan. Nhất là chuyện Chiến Như Ý gia nhập, kế hoạch lớn hắn đã nói với thanh chủ, nhưng thời điểm chấp hành cụ thể thanh chủ sẽ đưa ra rất nhiều thay đổi khiến cao quan đến nay có nhiều chỗ còn cân nhắc không ra được dụng ý của thanh chủ chỉ có điều lần này yêu cầu của thanh chủ dường nhau đều đúng mà cao quan lại nhân cơ hội đưa ra yêu cầu bệ hạ thần muốn sẽ phái ngưu hữu đức đi thành phố quỷ thanh chủ đã quay về ngồi ở phía sau bàn dài vừa nghe vậy thanh chủ ngưng mắt chậm rãi nói ngưu hữu đức đã bị lộ nếu lại phái hắn đi thành phố quỷ có phải có chút không thích hợp hay không cao quan nói, trước đó, bệ hạ không phải nói, hắn lập công lớn, muốn trực tiếp thăng chức cho hắn làm tổng trấn sao? Thần thật ra cảm thấy, dựa vào kinh nghiệm và lý lịch và tu vi của Ngưu Hữu Đức, ở tài Đốc vệ làm tổng trấn có chút miễn cưỡng, không bằng trực tiếp phái hắn đến thành phố Quỷ làm tổng trấn thì tốt hơn. Tổng trấn của thành phố Quỷ? Thanh chủ cảm thấy có chút kinh ngạc, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, hỏi, ngươi hình như cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện phái hắn đến thành phố Quỷ. Nói vậy ngươi tất phải có cao kiến gì? thật ra chẫm muốn nghe một chút. Cao quan nói, hiện nay người chấn chấn thủ thành phố quỷ tổ hoàn toàn chỉ để trang trí, một chút tác dụng cũng không phát huy ra được. Nguyên nhân trong đó tất nhiên có tín nghĩa các. Nhưng tín nghĩa các cùng thiên đình nhượng bộ lâu dài, cũng không có bất kỳ quan hệ ràng buộc nào. Khiến cho mỗi lần phái người qua đó, đều rất vất vả, nhưng cầu không được người. Đều là vài người có tài năng tầm thường. Thần cảm thấy nên có sự thay đổi. Chắc hẳn phải phái một người có năng lực qua đó, lần này thần có chút thưởng thức đối với năng lực ứng biến của ngư hữu đức chính bởi vì hắn thay đổi được thế cục vẫn luôn hoàn toàn bất lợi của thiên đình trên thực tế thần đối với hắn vẫn luôn có chút thưởng thức lần này hắn cũng không có để thần thất vọng cho nên thần gửi gắm kỳ vọng cao đối với hắn hy vọng có thể để hắn đi tới trấn thủ thành phố quỷ thần không cầu hắn ở dưới mí mắt của tín nghĩa các có thể có được đột ngột gì nhưng cũng phải cho hắn chút áp lực để hắn cung cấp che chở nhất định đối với những cứ điểm của thiên đình ở bên kia không đến mức giống như lần này, vừa xảy ra chuyện lập tức bị tín nghĩa các một lưới bắt sạch cứ điểm của chúng ta. Còn một nguyên nhân khác khiến thần muốn hắn đi tới đó. Nguyên nhân này cũng rất đơn giản. Phái người bình thường đi tới đó, bọn họ chưa chắc đã dám dở trò mờ ám ở dưới mí mắt của tín nghĩa các. Thời điểm ngư hữu đức chấn thủ thiên nhai, hắn lại dám đối nghịch cùng quyền quý khắp trong triều. Cho nên vị trí tổng chấn chấn thủ thành phố quỷ này, không người nào thích hợp hơn so với phái ngư hữu đức tới đó. Thanh chủ khẽ vuốt cầm, năm ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn hắn suy tư một hồi nói cao hữu sứ nói có lý phái con khi con này đi thật sự là một lựa chọn tốt chỉ có điều dựa vào tu vi của hắn ở thành phố quỷ quá miễn cưỡng thành phố quỷ không hề giống với những nơi khác thằng nhãi khi con này đi tới tả đốc vệ không được mấy năm liền liên tục bị gọi đi ra làm nhiệm vụ vừa đuổi hắn ngươi lại muốn gọi hắn tới làm việc muốn con ngựa chạy nhanh lại muốn con ngựa không ăn cỏ sớm muộn sẽ khiến cho hắn bị suy sụp đao tốt cũng phải mài bén mới có khả năng sử dụng được. Cho hắn chút thời gian để hắn bắt đầu nâng cao tu vi đã. Nói chung chậm đáp ứng cao hữu sứ. Chờ tu vi của hắn đạt đến cảnh giới thải liên, có thêm vài phần năng lực tự vệ, sẽ suy nghĩ đáp ứng tới yêu cầu trước đó của cao hữu sứ. Lời này vừa nói ra, Thượng quan Thanh đang đứng khoanh tay ở bên cạnh, có chút kinh ngạc nhìn Thanh chủ một chút. Bệ hạ làm vậy là có lòng bồi dưỡng ngưu hữu đức, có một số việc trước kia hắn không tham dự vào, cho nên không biết chỉ có điều thân là cận thần bên cạnh thanh chủ, chuyện này hắn đặt ở trong lòng. Cao quan trầm ngâm một hồi, sau đó nói, chẳng lẽ bệ hạ có nơi thanh nhàn nào khác an bài cho hắn sao? Thanh chủ có chút hài hước mỉm cười, nói, nói hắn là thằng nhãi khỉ con thật đúng là một điểm cũng không sai. Thanh chủ nói tới đó liền dừng lại. Cao quan và thượng quan thanh không hiểu hắn có ý gì. Đi qua một đoạn đường dài, miêu nghị cuối cùng đã trở lại nơi đóng quân của Hắc Hổ Kỳ. Chiến như ý trở về trước một bước, cũng không nghĩ tới Miêu Nghị có thể theo sát phía sau, đã trở lại. Chỉ có điều nàng cũng từ trong miệng của đám thủ hạ ở thành phố quỷ bên kia, cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Trên thực tế nàng vừa về tới đây, có thời gian dài đi trên đường. Thiên đình ở thành phố quỷ bên kia gây ra động tĩnh lớn như vậy, đã là chuyện thiên hạ đều biết. Hắc Long Tư bên này đã lưu truyền chuyện này. Chỉ là phần lớn mọi người tạm thời còn không biết bên mình có người tham dự vào chuyện lớn, như vậy, dù sao nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ bí mật, công tác giữ bí mật được làm rất tốt. Chiến Như Ý đã dẫn theo người đang chờ ở bên phía Hắc Hổ Kỳ, chuẩn bị nhận lại nhân mã của mình. Ở đây, Miêu Nghị vừa rơi xuống đất, trả lại nhân mã Lam Hổ Kỳ cho nàng, sẽ âm thầm báo cho nàng biết ta nguyên nhân nhân mã bị hao tổn. Chiến Như Ý cũng không nói thêm cái gì. Nàng đang muốn dẫn người từ biệt, ai biết hai người gần như đồng thời nhận được tin tức do Hắc Long Tư, lệnh cho hai người ngay lập tức đi Hắc Long Tư báo danh. Miêu Nghị vốn vẫn phải đi Hắc Long Tư phục mệnh, Nghe tin này, thật ra cũng bất việc, đỡ phải đi thêm một chuyến. Hai người cùng đi đến đại điện nghị sự của Hắc Long Tư. Bọn họ phát hiện các đại thống lĩnh hổ kỳ khác cũng lục tục đi tới. Lúc này, bọn họ mới biết, người được triệu tập cũng không chỉ có hai người bọn họ. Chương 2271, đột nhiên thăng quan thượng. Thấy Tổng Trấn Đại Nhân còn chưa có lộ diện, đại thống lĩnh địa hổ kỳ lại tiến đến trước mặt Phó Tổng Trấn Bá Ước, cười hỏi, Bá Phó Tổng, nghe nói Đô Thống Đại Nhân đích thân tới. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? sắc mặt bá ước trang nghiêm, khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết. Mơ hồ nghe nói, Hắc Long Tư chúng ta hình như có thay đổi nhân sự. Thay đổi nhân sự sao? Mọi người trong điện nghị sự nghe nói vậy, có chút rối loạn. Tất cả mọi người nhìn sắc mặt bá ước ngưng trọng, lại nhìn tương bách công, phát hiện bộ dạng tương phó tổng cũng rất nặng nề. Mọi người suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Có thể khiến cho đô thống đại nhân đích thân cầm pháp lệnh tới thay đổi nhân sự, tuyệt đối không phải là cấp bậc phía dưới đại thống lĩnh này. Ít nhất là đã ngoài phó tổng chấn, vị trí phó tổng biến động, nói cũng không quá, khả năng để đô thống đại nhân tự mình đi một chuyến, trực tiếp gọi người vào quân bắt đấu đi nói một câu là được. Có phía dưới chấn áp trung quy sẽ không có chuyện gì. Cho nên vị trí Hắc Long Tư đổi chủ nhà, có khả năng lớn hơn nữa. Nói cách khác, giữa hai vị phó tổng trấn rất có thể có một người sẽ phù chính, muốn trở thành Hắc Long Tư mới quản lý việc nhà. Không biết là người nào lên. Trong lòng mọi người vui vẻ tới quên mọi thứ. Ánh mắt bọn họ không ngừng nhìn tới nhìn lui trên mặt của hai vị phó tổng phía trên có biến động cho dù là động vào một vị trí cũng có thể liên lụy đến biến động dây chuyền trong lòng hai vị phó tổng đều cũng không ổn từ đó có thể thấy được chuyện này có khả năng tới quá đột ngột rất hiển nhiên hai vị phó tổng chuẩn bị tâm lý cũng hoàn toàn không có tác dụng nếu như sớm biết nhất định sẽ triển khai hoạt động đối với phía trên bọn họ hoạt động thế nào không biết nhưng đối với phía dưới nhất định sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của các đại thống lĩnh phía dưới không đến mức để mọi người không nghe được một chút tin tức nào miêu nghị cũng không nhịn được liếc mắt nhìn chiến như ý đang đứng thẳng ở phía đối diện hiện nay ở đây chỉ có hắn là rõ ràng nhất ở thành phố quỷ chiến như ý lập được đại công không biết là nữ nhân này có phải sẽ lên thẳng vị trí đại đương gia hắc long tư hay không hắn cảm thấy rất có thể loại chuyện lập công này phải xem tầm quan trọng của hắn nói trắng ra chính là nhìn tầm quan trọng của nhân vật lớn phía trên cùng là đi mạo hiểm liều mạng chạy đi tiêu diệt phỉ đánh mệt chết mệt sống so ra vẫn kém hơn một sự kiện có ý nghĩa đối với cao tầng phía trên kẽ ngón tay cao tầng chỉ cần hở ra chút xíu như vậy đều là trọng thưởng chiến như ý hình như ý thức được ánh mắt miêu nghị đang nhìn lén mình nàng liếc mắt qua đối diện với ánh mắt của miêu nghị một chút sau đó lại tiếp tục bộ dạng phục tùng đứng ở đó hạ mắt nhìn xuống bộ dạng chính là sẽ thích ứng trong mọi tình cảnh thật ra trong lòng nàng cũng mơ hồ cảm thấy thay đổi nhân sự lần này là mình sẽ thăng chức nàng cũng biết lần này lập được công lao đánh đánh giết giết cũng không thể so sánh được đó là chuyện thiên đế tự mình ở phía sau chú ý chỉ cần thiên đế gật đầu một cái thăng chức lên một tổng trấn gì đó cũng đều không quá đáng hai người càng nghĩ càng cảm thấy là có thể cùng đi tới thành phố quỷ cùng là phiêu lưu mạo hiểm chẳng qua là một vấn đề chủ yếu và thứ yếu nhưng vận mệnh lại có thể tuyệt đối khác nhau trong lòng miêu nghị đã âm thầm mắng chửi để nữ nhân này biến thành cấp trên trực tiếp của mình còn không biết sẽ tới lăn qua lăn lại mình như thế nào. Nhưng mình đã từng đắc tội với cấp trên này. Ôi, sao mạng của lão tử thế nào lại khổ như vậy? Trong điện mọi người theo đuổi tâm tư của mình. Đợi có một lúc như vậy, tổng trấn nhiếp vô tiếu cùng đô thống đại nhân giữ trọng chân từ phía sau điện đi ra. Phía sau còn có mấy nhân vật quân bắc đấu đi theo. Giữ trọng chân ngồi ở chủ vị. Nhiếp vô tiếu đứng ở một bên. Những người còn lại đứng ở trên bậc thang bên cạnh dự thính. Mọi người phía dưới nhanh chóng đứng chỉnh tề, cùng chắp tay hành lễ, kêu lên, tham kiến đô thống đại nhân. Giữ Trọng chân giơ tay lên, ra hiệu miễn lễ. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người phía dưới, đầu tiên là dừng ở trên mặt Miêu Nghị một chút, cuối cùng lại đảo qua trên mặt Chiến Như Ý, ánh mắt hắn hình như có chút cổ quái nói không nên lời. Sau khi hắn làm chút công tác chuẩn bị, thản nhiên nói, các vị mấy năm nay ở dưới trướng của quân Bắc Đẩu không có công lao, cũng có khổ lao. Bản tọa đều nhìn thấy rõ. Nhấp Vô Tiếu thống soái hắc long tư nhiều năm, coi như là tận tâm làm hết phận sự vừa rồi ta cũng đã nói với nhiếp tổng trấn chuẩn bị chuyển hắn rời khỏi hắc long tư cũng chưa nói tới sẽ thăng chức gì chỉ có thể xem như là có phân công khác mọi người đứng ở phía dưới nhất thời lặng lẽ trao đổi ánh mắt người nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút có vài lời trong lòng trên cơ bản đều viết ở trên mặt quả nhiên là như vậy nhiếp vô tiếu được điều đi người nào sẽ ngồi ở vị trí tổng trấn bá ước và tương bách công đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào giữ trọng chân thần sắc kia thực sự vừa khẩn trương lại chờ mong nhìn phản ứng của mọi người một chút giữ trọng chân tiếp tục nói ta biết mọi người quan tâm tới điều gì khẳng định đang quan tâm tiếp theo sẽ do ai ngồi ở vị trí của tổng trấn hắc long tư ta cũng là người từ phía dưới từng bước một bỏ lên tâm tình của mọi người ta có thể hiểu được chỉ có điều quy định của tả đốc vệ chúng ta thế nào mọi người đều rõ ràng kinh nghiệm và lý lịch tu vi thực lực và năng lực đều là một trong các điều kiện nhưng quan trọng nhất vẫn phải nhìn chiến công không có công không được lộc. Có công nhất định sẽ được thưởng. Đây là quy củ cũ. Nếu không làm được điểm này, sau này còn có ai sẽ bán mạng giết địch. Cơ hội đều là bình đẳng. Ai lập được đại công thì phân thưởng cho người đó. Ai cũng không phản đối. Mọi người nói có phải như vậy hay không? Phải, mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Dữ trọng chân gật đầu, lại nói, trước đó, thiên đình ở thành phố quỷ bên kia có một động tác lớn. Nói vậy mọi người đều đã nghe qua, Tả Hữu Đốc vệ điều động số lượng lớn nhân mã liên thủ xuất kích, chiến công to lớn. Có thể có chiến công này không thoát được liên quan tới trước đó, một nhóm quân tiên phong của quân Bắc Đấu chúng ta được phái đi tới đó bày bố cục, có thể nói là lập được đại công. Trong các ngươi còn có người cùng Đại Đô Đốc kề vai chiến đấu. Đại Đô Đốc rất là tán thưởng. Ta nghe Đại Đô Đốc nói, ngay cả thiên đế cũng luôn tán dương mãi. Có người vì quân Bắc Đấu chúng ta tranh quang vinh với phía trên. Chương 2272, đột nhiên thăng quan hạ thành phố quỷ. Hiện tại mọi người nhất thời xôn xao. Thật không nghĩ tới thành phố quỷ xảy ra chuyện lớn như vậy, lại có liên quan tới Hắc Long Tư, còn cùng đại đô đốc kề vai chiến đấu. Ngay cả thiên đế cũng tán dương. Đây quả thực là tiết tấu sẽ thăng quan. Là ai vậy? Là ai không khó để mọi người đoán ra? Nếu như đổi lại nhân mã Hắc Long Tư được đóng quân phân tán, bọn họ có khả năng sẽ không đoán ra được. Nhưng hiện tại mọi người đóng quân ở cùng một địa phương, khoảng thời gian trước ai ở ai không, mọi người ít nhiều đều biết một chút. Vì vậy trong phút chốc, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía miêu nghị, và chiến như y đang đứng ở phía sau. Chỉ có hai vị này từng biến mất. Là bọn họ sao, quả nhiên được đề bạt vì chuyện ở thành phố quỷ. Miêu nghị âm thầm thở dài một tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía chiến như ý, cũng bởi vì phản ứng của hắn, ánh mắt của mọi người cũng theo đó rơi vào trên người chiến như ý. Bộ dạng chiến như ý phục tùng hạ mắt nhìn xuống, dường như người không có vấn đề gì nhưng thật ra trong lòng bàn tay nàng có chút đổ mồ hôi trong lòng nàng khẩn trương cùng hưng phấn nàng phải cố gắng hết mức khiến mình có vẻ như không quá cần cái này trong lòng hai vị phó tổng tương bách công và bá ước gào thét một tiếng kết thúc vỡ mộng đô thống đại nhân đã nói đến bước này hai người sao có thể còn không biết điều có có ý gì thời gian vừa rồi hai người không đi đâu càng không cần phải nói đi tới thành phố quỷ làm ra động tác lớn như vậy hai người bọn họ vô duyên với vị trí tổng trấn đại nhân Dữ trọng Trần lại nói, nói vậy tất cả mọi người muốn biết là ai đi. Là ai? Tự mình đứng ra đi. Ngưu hữu đức, chiến như ý bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt nàng sáng ngời nhìn về phía dữ trọng Trần, Trong mắt nàng lộ ra vẻ khó có thể tin được. Nàng còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nàng lại từ từ quay đầu, nhìn về phía miêu nghị. Mọi người đều cho rằng mình nghe lầm. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía miêu nghị. Tất cả đều bị phản ứng của miêu nghị lừa gạt sao? Miêu nghị cũng cho rằng mình nghe lầm. Hắn sửng sốt đứng ngây người tại chỗ, chỉ vào lỗ mũi của mình, khó có thể tin nổi, nói: Ta sao? Hắn ở thành phố quỷ vẫn chạy theo phía sau mông chiến như ý, còn bị chiến như ý xem là thương sai khiến. Chính hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Dữ trọng chân thản nhiên nói: Ngưu hữu đức nghe phong, cái này chắc hẳn có cản trở về thính lực cũng nghe rõ ràng. Miêu nghị sửng sốt một chút, sau đó kiên trì ra khỏi hàng chắp tay nói: Có mặt tướng, Dữ trọng chân trịnh trọng tuyên bố. Ngưu Hữu Đức vào thời khắc mấu chốt xuyên qua cạm bẫy của quân địch, gặp thời cơ ứng biến, tránh cho nhân mã Hắc Hổ Kỳ và Lam Hổ Kỳ khỏi bị tiêu diệt hoàn toàn. Đúng lúc cứu vãn cục diện bất lợi đối với Thiên Đình, vì phản kích tiếp sau đó của Thiên Đình đã lập được đại công, do gió phong thưởng, thăng chức đại thống lĩnh Hắc Hổ Kỳ Ngưu Hữu Đức làm tổng trấn Hắc Long Tư, thăng chức thượng tướng Hàm Tử Giáp Nhị Tiết. Ngày hôm nay giao nhận công tác, đi nhậm chức. A, à, Miêu Nghị đứng ngay tại chỗ, há hốc mồm, chính bản thân hắn cũng không biết mình đã làm cái gì. Thăng chức. Hắn có phần cảm giác như mình đang nằm mơ. Đầu óc còn có chút không hoạt động. Một đám thống lĩnh cũng xôn xao. Ánh mắt bọn họ lộ ra một sự hâm mộ. Không chỉ thăng chức lên hai cấp, trực tiếp bỏ qua phó tổng. Chấn biến thành tổng chấn. Ngay cả phẩm cấp cũng liền nhảy lên hai cấp. Trực tiếp từ tiểu tướng lục tiết biến thành thượng tướng nhị đoạn. Cái này gọi là hậu thưởng đây. Thần sắc tương bách công và bá ước được gọi là buồn bã chiến như ý cũng cảm giác như đang nằm mộng nàng ngây người nhìn miêu nghị có phần nghĩ không ra thằng nhãi này cơ hồ chân trước chân sau cùng mình trở về trong quá trình đó hắn đã làm cái gì nghe dữ trọng chân nói tình hình dường như rất lợi hại dường như hắn còn lập được công lao lớn hơn so với mình rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nàng có chút hối hận vì mình quay về sớm nếu sớm biết như vậy nàng đã ở lại xem không cần đi về sớm như vậy giữ trọng chân nhíu mày nói, thế nào, ngươi không vui sao? Ách! Miêu nghị hồi thần. Thăng quan phát tài, chỉ có kẻ ngu si mới không vui. Hắn nhanh chóng chắp tay nói, mà tướng nhận lệnh, giữ trọng chân khẽ nghiêng đầu. Một người đi theo bên cạnh hắn lập tức lấy ra chiến giáp thượng tướng hai tiết, và điệp văn các loại giao lại cho miêu nghị. Ngưu hữu đức, tiếp theo Hắc Long Tư còn có nhiệm vụ mới. Mau chóng giao tiếp với phía trên và phía dưới. Cứ như vậy đi, hai tay giữ trọng chân vỗ vào tay vị đứng lên xoay người dẫn theo một đám người đi phía sau cung kính tiễn đô thống đại nhân một đám người chắp tay hành lễ trong tay miêu nghị đang cầm một đống đồ đầu còn đang suy nghĩ hồi tưởng lại xem chuyện gì xảy ra người đứng ở hai bên trái và phải lại đột nhiên cùng nhau hành lễ đối với hắn tham kiến tổng trấn đại nhân thần sắc bá ước và tương bách công rất phức tạp phần nhiều hơn chính là mất mát dù nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới miêu nghị mới đến đây không được mấy năm đột nhiên trở thành thượng cấp của bọn họ liên nhảy hai cấp trở thành thượng cấp của bọn họ điều này khiến hai người không kịp phản ứng các vị đại thống lĩnh ở đây cũng trở tay không kịp trước đây không quan tâm bọn họ coi trọng hay khinh thường miêu nghị mỗi người nhận một hồ kỳ bình thường cũng khó chạm mặt bọn họ cảm thấy miêu nghị cũng hình không thành uy hiếp đối với bọn họ không thể trở thành đối thủ cạnh tranh của bọn họ được cho nên lúc đó giữa bọn họ vẫn từng qua lại ai ngờ miêu nghị thậm chí ngay cả cho bọn họ một cơ hội làm đối thủ cạnh tranh cũng không cho liền trực tiếp nhảy lên vị trí cao cao tại thượng. Cảm giác này thật là chua xót, mất mát hơn, sợ rằng vẫn là chiến như ý, mắt nàng mở trừng trừng nhìn về phía giữ trọng chân biến mất. Nàng cho rằng sau khi phong thưởng miêu nghị kết thúc, tiếp theo sẽ đến phiên nàng. Ai biết đồ thống đại nhân thậm chí còn không nhắc tới chuyện của nàng, trực tiếp bỏ quên công lao của nàng. Đến tột cùng là một tình huống gì vậy? Không phải nói có công nhất định sẽ phân thưởng sao? Tạm thời, mời các vị trở về trước đi có chuyện gì chờ ta xử lý xong tình hình trước mắt lại nói sau. Sau khi miêu nghị đuổi một đám người đi, hắn tiến vào hậu điện. Khi đi tới hậu viện, hắn đụng phải nhiếp vô tiếu đang chắp tay chờ. chương 2273, công tác tốt. Thượng, nhiếp vô tiếu hình như đã sớm biết rằng hắn sẽ tới. Người cũng như tên, gương mặt hắn luôn luôn không tươi cười. Nhưng lần này thật ra trên mặt hắn lại thoáng hiện ra ý cười. Dường như trêu chọc nói, ngư đại thống lĩnh thăng chức tổng trấn, chúc mừng miêu nghị lộ ra vẻ mặt xấu hổ chắp tay làm ra bộ dạng cầu xin tha thứ hắn cũng định nọt nói mặt tướng chỉ là được đại nhân chỉ dẫn mà thôi nói ra đại nhân mới thật sự là thăng chức xin hỏi bước tiếp theo đại nhân sẽ đi đâu thăng chức vậy hắn nhìn ra tâm tình của đối phương dường như không tệ nhất định là đi tới một nơi còn tốt hơn so với tổng trấn hắc long tư chỉ là có vài điều khiến miêu nghị tương đối nghi ngờ nhấp vô tiếu ở quân bắc đấu đã lên đến vị trí này ở dưới tình huống không có lập được bất kỳ công lao lớn nào nếu nói là đi làm phó đô thống quân bắc đấu lại không mấy khả năng phó đô thống quân bắc đấu đều là tu sĩ cảnh giới hóa liên nhiếp vô tiếu còn có tranh lệch không nhỏ không phải một chút công lao nho nhỏ là có thể bù đắp được cho nên hắn không nhịn được dò xét một chút nhiếp vô tiếu lặng lẽ một hồi hình như không biết có nên nói hay không chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn nhả ra cụ thể đi đâu ta cũng không biết nghe ý của đô thống đại nhân thế lực địa phương hình như đã xảy ra biến cố gì đó. Một số chức vụ gần đây đối mặt phạm vi điều chỉnh khá lớn. Tả hữu đốc vệ sẽ điều chỉnh ra không ít người đi nhậm chức. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Ta cũng là một thành viên trong đó, sẽ được điều qua làm tổng chấn. Những lời này hắn vốn không muốn nói. Chỉ có điều suy nghĩ đến tình hình thế lực địa phương phức tạp. Trước đó giữ trọng chân cũng tiết lộ, muốn hắn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, biểu thị thế lực địa phương chắc chắn sẽ không thành thật một phen tranh đấu gay gắt là chuyện không thể tránh khỏi. Tả đốc vệ bên này không tiện trực tiếp nhúng tay vào giúp đỡ quản thế lực địa phương, nhưng lại có thể thả người qua ủng hộ. Nhiếp Vô Tiếu hắn cần người, tất nhiên là bộ hạ cũ của mình. Dung vẫn tương đối yên tâm hơn. Chỉ có điều hắn không có khả năng vừa qua đảm nhiệm chức vụ, không hề có lý do gì liền thay đổi tất cả nhân mã của thế lực địa phương. Ngay từ đầu không có khả năng dẫn qua đó quá nhiều người. Sau này kéo người qua lại liên lụy tới vấn đề Miêu Nghị có thả người hay không cho nên hắn nghĩ hay là làm tốt quan hệ với miêu nghị trước tránh đến lúc đó lại bị miêu nghị gây khó dễ cũng bởi vậy bây giờ hắn nói chuyện tương đối bình đẳng giống như giao lưu cung cấp không lại thể hiện ra phong thái thủ cấp trên đối với miêu nghị như trước đây a à, miêu nghị gật đầu hắn đại khái đã hiểu được sợ rằng vẫn là chuyện có liên quan tới thành phố quỷ không biết trong số những người một lưới bắt hết kia có bao nhiêu quyền quý bên trong thiên đình dính dáng vào trong đó theo lý thuyết tổng trấn cấp một này còn không có khả năng bày bố cục ở thành phố quỷ, họ cũng không có thực lực tham dự cạnh tranh phá pháp cung, tất nhiên cũng không có khả năng có người rơi vào cạm bẫy do thiên đình bày ra. tám chín phần mười là tầng cấp cao hơn khác đối mặt tới thanh trừ, mặt trên một gặp rửa sạch, mới nhậm chức tất nhiên phải sử dụng thủ hạ là người một nhà, cũng có nghĩa là phía dưới cũng phải đối mặt với liên tiếp thanh trừ. nhiếp vô tiếu sợ là theo chân dính, ánh sáng, chỉ có điều dựa vào thực lực và tu vi của nhiếp vô tiếu điều ngang cấp tới địa phương đi tới làm tổng trấn thật sự có chút hạ mình nhưng thiên đình sợ là cũng muốn điều một nhóm người như vậy đi xuống có khả năng chấn áp được từ một cái góc độ khác mà nói điều này cũng tương đương với nhiếp vô tiếu lấy được một lần nhiệm vụ có hồi báo phong phú nếu làm tốt để bạt thành đô thống trong thế lực địa phương chắc là chuyện rất dễ dàng dù sao các phương diện tư cách đều đúng chỗ còn kém một bay lên cấp bậc này ở quân cận vệ bên này cạnh tranh quá lớn một khi vượt qua bậc thềm này, trở thành đô thống địa phương, đây chính là chư hầu một phương, vẽ ra thành chỉ trong tinh không. Giống như tảo vạn tường trượng phu của mộ dung tinh hoa, nắm trong tay đúng là một mảnh tinh không minh mông, thủ hạ chúng sinh vô số, nắm giữ phủ đệ của mình. Rượu ngon dai nhân tất cả đều dễ như trở bàn tay. Chỉ cần không sợ nội bộ mâu thuẫn, cả nhà nuôi bao nhiêu mỹ thiếp đều làm được. Không giống ở quân cận vệ. Thí dụ như phi hồng, tiểu thiếp của miêu nghị hắn phần lớn thời gian chỉ chỉ có thể ở trong lều, không thể chạy loạn khắp nơi. Bằng không ảnh hưởng không tốt, cuộc sống quân cận vệ càng giống như người tu hành khổ hạnh. Nhưng nói đi thì phải có nói lại, cường long khó khăn ép rán địa đầu. Điều kiện trước tiên còn là nhiếp vô tiếu có thể đứng vững chân ở địa phương. Tránh để, hầu ra phía trên thanh trừ, xuất hiện ra một đống vị trí đô thống. Nhưng nhiếp vô tiếu ngươi ngay cả một mẫu ba phần đất do tổng trấn quản lý, cũng không giải quyết được, vậy còn làm thế nào đi lên được suy nghĩ minh bạch, lúc này Miêu Nghị chắp tay cười ha hả nói, xem ra đại nhân sẽ lập tức trở thành chư hầu một phương, sẽ sống cuộc sống rượu ngon gia nhân tuyệt lắm sao? Nhiếp Vô Tiếu khó có được một lần mỉm cười, nói, hiện tại ta và ngươi cùng cấp, ngươi cũng không cần mở miệng ngậm miệng lại gọi đại nhân, sau đó gọi nhau huynh đệ. Ngư huynh đã tiếp quản Hắc Long Tư, sau này có nhiều chỗ, sợ còn phải nhờ Ngư huynh tương trợ. Ánh mắt Miêu Nghị lập lóe, nhanh như vậy biến thành Ngư huynh, ngược lại cũng không phải người cổ hủ. Xem ra quả thực có tiềm chất bò lên trên vị trí đô thống. Ngay lập tức hắn vỗ ngực nói, nếu có chỗ nào dùng được, mong Nhiếp huynh cứ việc phân phó. Nhiếp Vô Tiếu cần chính là những lời này của Miêu Nghị, bằng không hắn cũng sẽ không ở tại chỗ này chờ Miêu Nghị. Hắn trầm ngâm nói, năm đó, Ngư huynh ở Thiên Nhai đấu sức, chuyện tranh đấu với địa phương thế nào, không cần ta nói ngươi cũng biết. Ta điều qua, thế đơn lực mỏng, một cây chẳng chống vững nhà. Quay đầu lại sợ là phải từ trong thủ hạ của Ngư huynh dẫn đi mấy thủ hạ cũ, Miêu Nghị lộ ra bộ dạng dương nhiên, đương nhiên không thành vấn đề, dẫn ít người đi nhậm chức là chuyện hợp tình hợp lý. Nhấp Vô Tiếu lắc đầu, không chỉ dẫn theo vài tùy tùng đi nhậm chức, theo quy định 10 người, người ta có thể dẫn đi, căn bản không đủ. Bên kia thế lực cũ cây lớn dễ sâu, có thể phải đối mặt với áp lực phản công của cả trên lẫn dưới, cho nên ý của ta là, chờ ta đặt chân vững, một khi mở ra cục diện, sẽ phải nhanh nắm thế cục phía dưới trong tay. Tới lúc đó, sợ rằng vẫn phải lấy từ chỗ ngư huynh một số lượng lớn người đi. Chương 2274, công tác tốt. Hạ, hắn dựng một ngón tay lên. Cho ta thêm một nghìn người, một nghìn người. Nhiều nghị có chút khó khăn. Hắn có thể hiểu được suy nghĩ của nhiếp vô tiếu. Đây là nghĩ đến sau khi tới địa phương, thay đổi hết nòng cốt từ trên xuống dưới lại thành người của chính mình, dễ dàng cho việc khống chế cục diện. Nhưng vị này không tránh khỏi có hơi thái quá, đây là quân cận vệ của thiên đế, không phải quân riêng của hắn. Thoáng một chút bảo quân cận vệ của thiên đế thả ra một nghìn người, hắn làm sao có thể giải thích được với phía trên. Miêu Nghị có chút do dự nói, Nhiếp huynh, không phải ta không chịu cho. Nhưng quân cận vệ có tính chất thế nào, ngươi rõ ràng hơn ta. Ngươi thoáng cái muốn một nghìn người rời đi, trách nhiệm này ta sợ không kham nổi. Nhiếp vô tiếu nói, huynh đệ lo lắng quá nhiều. Ta ở chỗ này chờ ngư huynh cũng là ý của đô thống đại nhân, có một số việc đô thống đại nhân hy vọng ta có thể nói chuyện với ngươi trước, để tránh đến lúc đó ta ở địa phương làm việc không thuận tiện, gặp chuyện lớn sẽ báo cáo với phía trên sẽ không kịp. Chỉ cần ngư huynh không cản tay, ý kiến phúc đáp của phía trên nhất định sẽ rất thoải mái. Hắn thật sự sợ, tới thời khắc mấu chốt miêu nghị gây khó dễ cho hắn. Có áp lực phía trên không sợ miêu nghị không tha người. Nhưng nếu như miêu nghị cố ý gây khó dễ, muốn kéo dài thời gian, hoàn toàn không thành vấn đề. Có một số việc giữ trọng chân đã giao phó rất rõ ràng, quyền quý trong thiên đình chắc chắn sẽ không thoải mái vui vẻ chủ động hoàn toàn giao quyền. Nắm một chút khuyết điểm nhỏ là có thể ngay lập tức phản công. Nếu chẳng may vào thời khắc mấu chốt hắn cần người một nhà tới xử lý, Miêu Nghị lại ở chỗ này cố ý kéo dài thời gian với hắn. Miêu Nghị bừng tỉnh hiểu ra. Hắn hiểu rõ, mình thật sự quá lo lắng. Đây là thanh chủ đang đoạt quyền. Quân cận vệ nhất định sẽ đồng ý thằng người ủng hộ. Lúc này hắn gật đầu nói, nhiếp huynh yên tâm. Chỉ cần phía trên không thành vấn đề, Người của Hắc Long Tư lại nguyện ý đi theo ngươi, Nhiếp Huynh muốn bao nhiêu người qua, ta cũng không có vấn đề gì, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Được. Một lời đã định, Nhiếp Vô Tiếu yên tâm. Đồng thời hắn quyết định bánh ít đi qua, bánh quy đi lại. Mười người nòng cốt đi theo ta, hiện tại ta không dẫn đi, để cho bọn họ toàn lực giúp đỡ Ngư Huynh thuận lợi tiếp quản Hắc Long Tư. Chờ ta tới địa phương, chứng thực xuống, lại nhận người đi. Miêu Nghị nghe vậy liền mừng rỡ kinh nghiệm và lý lịch của hắn nông cạn, tu vi thực lực lại không đủ. Hắn chỉ lo lắng vấn đề có thể thuận lợi tiếp nhận Hắc Long Tư hay không. Hiện tại có thủ hạ cũ của Nhiếp Vô Tiếu toàn lực ủng hộ, điều này không cần lo lắng nữa. Hắn chắp tay nói, "Vậy cảm ơn Nhiếp huynh trước." Tâm tình Nhiếp Vô Tiếu cũng vui vẻ, vỗ nhẹ vào bả vai hắn, "Đi thôi. Đô thống đại nhân biết ngươi sắp tới, còn ở bên trong chờ ngươi." Hai người liền cùng đi vào. Ở bên trong đình bọn họ nhìn thấy đại đô đốc quân bắc đấu giữ trọng chân đang nhàn nhã ngắm hoa thấy tinh thần hai người không tệ trên mặt lộ vẻ vui mừng giữ trọng chân mỉm cười hắn biết hai người đã nói chuyện thỏa đáng đây là điều hắn hy vọng nhìn thấy tình hình lần này không thể làm khó dễ như lúc miêu nghị vừa tới hắc long tư lần này ý tư phía trên là không để xảy ra một chút phiền toái vụn vặt nào lăn qua lăn lại miêu nghị phía trên muốn cho miêu nghị thuận lợi tiếp nhận hắc long tư đồng thời cũng muốn ăn bài nhiếp vô tiếu sau khi đi xuống địa phương trợ giúp. Điều này còn quan trọng hơn so với miêu nghị tiếp nhận Hắc Long Tư. Giữ trọng chân nhất định phải thực hiện tốt ý đồ của phía trên. Hắn không hy vọng hai người quay đầu lại cản trở nhau làm hỏng việc. Cho nên hắn mới phải tự mình chạy tới đây. Sau khi gặp mặt cười nói thoải mái một phen, miêu nghị đã hỏi tới vấn đề chính. Trước đó đô thống đại nhân nói Hắc Long Tư có nhiệm vụ mới. Không biết là nhiệm vụ gì. Dữ trọng chân có chút nghiền ngẫm nói, nhiệm vụ lần này lại là công tác tốt đừng nói là miêu nghị ngay cả nhiếp vô tiếu cũng tò mò nói ta đi lần này ngay lập tức có công tác tốt không biết là công tác tốt gì giữ trọng chân đặt một tay ra sau lưng vui tươi hớn hở nói mấy nghìn năm trước vô tương tinh cách nơi này không tính là quá xa có một chỗ cống viên bị kẻ hại dân hại nước cướp sạch sau đó thiên đình liền xem cống viên các nơi giống như ngự viên thủ vệ đều đổi lại thành do quân cận vệ tạm thời không nhiệm vụ thay phiên canh giữ cũng coi như là trực tiếp do quân cận vệ tiếp quản lần này vừa vặn phía trên rút được hắc long từ các ngươi đi canh gác miêu nghị hết chỗ nói rồi hiện tại hắn đương nhiên biết cống viên và ngự viên là thế nào cống viên ở vô tương tinh chính là do hắn cướp sạch hắn có thể không biết được sao cống viên chính là vườn trồng một ít tiên quả để cống nạp về phần ngự viên đó chính là khu trồng cây cảnh riêng của nhà thiên đế suy nghĩ một chút miêu nghị cũng không khỏi cười khổ nói đại nhân trông vườn tính là công tác tốt gì chứ theo ta được biết, cống viên phân tán các nơi trên dưới không ít hơn ngàn địa điểm. Đây không phải là muốn đánh tan nhân mã Hắc Long Tư hay sao? Giữ trọng chân, một chỗ cống viên không cần bao nhiêu người trông coi. Ở đó có đại trận phòng hộ. Mỗi nơi do một bách phu trưởng dẫn người trông coi liền đủ. Một nghìn cống viên cũng chỉ cần 10 vạn nhân mã. Nơi thật sự trọng yếu chính là ngự viên. Đó mới là nơi cần trọng binh đóng giữ. Nơi đó là nơi thiên đế trồng trọt du ngoạn. Nói không chừng ngươi còn có cơ hội nhìn thấy thiên nhan bên trong còn nuôi dưỡng có các loại kỳ cầm dị thú các loại tiên quả các loại cảnh đẹp thật không sao tả xiết đóng giữ một chuyến không nói gì khác chí ít có thể khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt bên trong ngự viên còn có rất nhiều tiên nga mỹ lệ động lòng người bệ hạ đối với huynh đệ quân cận vệ luôn luôn không phản đối người tận tâm làm hết phận sự rất dễ dàng dẫn một tiên nga tuyệt sắc rời đi người thân là tổng trấn đóng ở ngự viên lại càng gần quan được ban lộc đứng hàng đại thần trong triều đình mỗi người đều mong bệ hạ khai ân nắm giữ một chỗ vườn của riêng mình. Ở chỗ đó có cơ hội thường xuyên gặp được các vị đại thần. Người ta cao hứng tùy tiện khen thưởng cũng nhiều hơn so với người liều sống liều chết. Chỉ phải xem chính ngươi có mắt hay không. Đúng rồi, nơi đó còn có 3.000 dặm đào viên. Đều trồng đào tiên đấy. Ta nghe nói ngươi cảm thấy rất hứng thú đối với đào tiên. Vì 100 quả đào tiên có thể bỏ ra 5 tỷ hồng tinh. mươi 2275, nắm giữ hắc long tư thượng. Có tốt như vậy sao? Nhấp Vô Tiếu vừa nghe thiếu chút nữa thì chảy nước miếng. Chợt nghe Dữ Trọng Chân nói ra lời ấy, hắn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Miêu Nghị. Lẽ nào, trong kẻ ở thành phố Quỷ Hội đấu giá 5 tỷ hồng tinh để mua đào tiên chính là thằng nhãi này? Miêu Nghị á khẩu không trả lời được. Dữ Trọng Chân cười hắc hắc nói, thích ăn đào tiên thì dễ thôi. Trông coi 3000 dặm đào tiên, lúc đó không chừng có thể kiếm tiền bỏ túi tiền riêng. Còn sợ không có đào tiên ăn sao? Hơn nữa, Can Nương tiểu thiếp của ngươi không phải vừa vặn quản lý cống viên và ngự viên sao? Muốn nếm thử các loại tiên quả, khẳng định không thành vấn đề. Thủ vệ bình thường sợ cô đơn tịch mịch không tiện dẫn nữ nhân đi vào. Nhưng tiểu thiếp của ngươi đi gặp Can Nương hoàn toàn có thể giàn xếp một chút. Thế nhưng những lời vị đô thống đại nhân này nói, nhiều đại quan nhân nghe ra cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nói êm tai hơn hát cũng vô dụng. Cái gì tiểu thiếp, cái gì Can Nương, cái gì nếm thức ăn ngon cũng chỉ là chuyện nhỏ bản thân mình trước đây chính là bị gia hỏa này cho tới tà đốc vệ. Hiện tại còn nói ba hoa trích chòe, có quỷ mới biết gia hỏa này có tâm tư gì. Cho nên Miêu Nghị thử hỏi một câu, "Đại nhân, công tác tốt như vậy có thể trả lại cho nơi khác đi chấp hành hay không?" Giữ Trọng chân sừng sốt, "Mình nói nhiều như vậy, hóa ra vẫn là vô nghĩa sao?" Mặt hắn hơi trầm xuống, nói, "Nhiệm vụ do phía trên chỉ định xuống, còn có thể có kẻ mặc cả được sao?" "Được lắm, chỉ có thể xem như mình không nói gì." Miêu Nghị từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là thành thật nhận lệnh. Người tham dự nhiệm vụ ở thành phố quỷ, không quan tâm có lập công hay không, chỉ cần không phạm sai lầm, lần này tất cả đều được phân thưởng. Sống tự nhiên là trực tiếp lĩnh thưởng. Về phần những người chết trận, giữ trọng chân yêu cầu Miêu Nghị điều tra rõ ràng tin tức về gia quyến, báo cáo lên trên. Tả đốc vệ bên kia có nhân viên chuyên ăn bài công tác trợ cấp. Chuyện ở đây đã xử lý xong. Dữ trọng chân dẫn người đi về quân Bắc đấu trước, nhấp vô tiếu tạm thời chưa đi cùng hắn vẫn có rất nhiều chuyện trên thực tế cần thao tác không phải nói điều lệnh vừa đưa ra phủi mông một cái là có thể đi được chuyện của hắc long tư từ trên xuống dưới đều phải bàn giao rõ ràng đây không phải là chuyện một câu một lời có thể xong được ngoại trừ bàn giao công tác ra nhấp vô tiếu còn muốn tìm một vài thủ hạ cũ có thể tin được nói chuyện chuyện tới quá mức đột ngột trước đó hắn cũng không kịp chuẩn bị được gì phía dưới lại càng không có sự chuẩn bị Nhấp vô tiếu cũng trực tiếp biểu lộ với miêu nghị ý đồ tình thủ hạ cũ nói chuyện của mình dù sao không phải điều động bên trong tà đốc vệ mà là phải nhảy đến trong thế lực địa phương thủ hạ cũ có nguyện ý đi với hắn hay không vẫn còn là cả một vấn đề hắn sẽ phải lấy ra lợi ích vạch ra tiền đồ tương lai thứ hai cũng là chuyện đáp ứng miêu nghị trước đó phải bảo thủ hạ cũ của mình phối hợp với miêu nghị nắm tay hắc long tư trong đối với chuyện này miêu nghị tất nhiên là vui mừng nhìn thấy thành quả hắn mặc dù đã thành tổng trấn hắc long tư nhưng trước khi nhiếp vô tiếu đi hắn vẫn không chuẩn bị vào ở trong phủ tổng trấn nếu không sẽ làm nhiếp vô tiếu cảm thấy khó xử cho nên hắn đi về trước tham kiến tổng trấn đại nhân miêu nghị vừa đi ra khỏi phủ tổng trấn thủ vệ bên ngoài đột nhiên cùng nhau hành lễ hiển nhiên bọn họ đã biết tin tức miêu nghị có chút không được tự nhiên phất phất tay tin tức như vậy thật ra đã nhanh chóng truyền đi khắp toàn bộ trên dưới hắc long tư chiến như ý có chút mất mát ngồi một mình ở trong trứng buồn bã. Bất kể là ngoài sáng hay trong tối, trong lòng nàng và Miêu Nghị vẫn luôn có một sự so sánh. Lần này lại có thể trực tiếp thành thuộc hạ của Miêu Nghị. Sau này này phải phục tùng sự điều động của Miêu Nghị. Tương lai lại có thể phải gả cho nhà người ta. Lẽ nào cả đời này nàng đều phải bị hắn dẫm lên trên sao? Nhiều lần nàng thua ở trên tay Miêu Nghị. Lần này nàng ôm hy vọng lớn nhất. Có câu nói rất hay, hy vọng càng cao thất vọng càng lớn. Cảm giác trong lòng nàng thật sự khó có thể hình dung trong miệng nuốt không xuống, đầy cay đắng. Sớm biết như vậy, trước đây cần gì phải chạy tới quân cận vệ. Mấy thuộc hạ tâm phúc của nàng đi qua đi lại trước lều, thở dài thở ngắn. Bọn họ cũng không dám tiến tới quấy giày. Có một số việc ván đã đóng thuyền khó có thể thay đổi. Tất cả đều biết tâm tình đại thống lĩnh lúc này sợ là không tốt lắm. Con người không phải là cây cỏ. Đối thủ một mắt một còn biến thành thượng cấp, ai có thể có tâm tình tốt mới là lạ. Có người buồn, dĩ nhiên là có người vui mừng. Vén màn cửa lều lên, từ đường nhiên đi nhanh vào ngồi xuống. Trên mặt hắn lộ ra ánh sáng màu đỏ, vung tay lên nói. Mang rượu tới đây. Ngày hôm nay ta phải uống vài chén. Tuyết Linh lung tiến lên đón, nghe hắn nói vậy sửng sốt một hồi. Chợt nàng phất tay bảo nha hoàn đi lấy rượu, còn mình ngồi ở bên cạnh hắn. Thấy hắn trà sát đôi tay liên tục, lộ vẻ hưng phấn. Nàng hiếu kỳ nói, đại nhân, chẳng lẽ có chuyện gì vui sao? Ha ha, từ đường nhiên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Hắn vỗ một cái vào trên đùi, không khỏi đắc ý nói thật sự là có chuyện vui hơn nữa còn là chuyện vui bằng trời phu nhân nói cho nàng biết một tin tức tốt đại thống lĩnh lại thăng chức tuyết linh lung kinh ngạc nhanh như vậy lại thăng chức lên phó tổng trấn sao từ đường nhiên cười lớn nói đại nhân là ai chứ phu nhân khó tránh khỏi quá coi thường đại nhân phó tổng trấn đại nhân còn không để ý tới vừa nghe được tin tức đô thống đại nhân tự mình đến đây ban phong thưởng cho đại nhân nhiếp tổng trấn đã rời khỏi hắc long tư đại nhân thăng quan lên hai cấp, trực tiếp tiếp nhận vị trí của nhiếp tổng trấn. Phẩm cấp cũng trực tiếp từ tiểu tướng lục tiết nhảy liền hai cấp. Hiện tại đã là thượng tướng tử giáp nhị tiết. Chà chà, đại nhân chính là đại nhân. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là nét bút lớn như vậy. Chuyện ở thành phố quỷ được truyền trong mấy ngày qua, hóa ra đại nhân cũng tham dự vào trong đó. Hơn nữa đại nhân, còn lập được đại công nghe nói đại nhân còn cùng đại đô đốc kề vai chiến đấu. Thậm chí còn được đại đô đốc khen ngợi. Đúng là tiền đồ vô lượng chương 2276, nắm giữ Hắc Long Tư Hạ. Trên mặt hắn thật sự đầy vẻ hưng phấn, khiến cho người ta tưởng người được phong thưởng chính là hắn vậy. Đôi mắt tuyết linh lung sáng ngời. Nàng quả thực giật mình không nhỏ. Lên liền hai cấp, trực tiếp biến thành tổng trấn. Ánh mắt nàng lại liếc nhìn phu quân mình đang hưng phấn không thôi. Nàng cũng không nhịn được mỉm cười. Phu quân của mình chính là thủ hạ tâm phúc của Ngưu Đại Nhân. Ngưu Đại Nhân tiền đồ sáng lạc, phu quân mình tất nhiên cũng sẽ được nhờ, nàng có thể nào mất hứng được. Vậy ta có nên chúc mừng đại nhân trước hay không? Tuyết Linh Lung mở miệng trêu ghẹo nói. Từ đường nhiên cười hắc hắc nói, không biết sau khi tin tức truyền tới thiên nhai, những kẻ trước đây chê cười ta cùng đường còn có thể cười được nữa không? Đúng lúc này, ngoài cửa có người thông báo, đại nhân, đại thống lĩnh đã trở về. Cho gọi ngài đi tới liều trung quân. Từ đường nhiên vội vàng đứng dậy. Ngay lập tức Tuyết Linh Lung cũng đứng lên giúp hắn chỉnh lại y phục trở về liều trung quân, miêu nghị trực tiếp đổi lại tử giáp thượng tướng nhị tiết. Tất cả cao tầng dưới trướng của Hắc Hổ Kỳ đều đến đông đủ. Tất đã đồng thời sửa lại cách xưng hô bái kiến, tham kiến tổng trấn đại nhân. Tất cả những người bái kiến đều lộ ra vẻ mặt hớn hở. Bọn họ cùng cảm thấy vinh quang, đồng thời lại theo đuổi tâm tư của mình. Đại thống lĩnh thăng chức có nghĩa là phía dưới liên tiếp có biến động. Chỉ là không biết ai có thể được nhờ. Trong lòng khuất nhã hồng và mục vũ liên càng kích động hơn bọn họ mới đến hắc hổ kỳ không bao lâu không nghĩ tới cách nàng đã chờ được cơ hội theo lý thuyết hai người bọn họ có hy vọng nhận được vị trí đại thống lĩnh hắc hổ kỳ nhất nhưng không biết là người nào đại thống lĩnh thăng chức tổng trấn quyền quyết định nằm ngay ở trong tay tổng trấn đại nhân có vài thứ bỏ qua chính là bỏ qua bỏ qua một bước có lẽ chính là bỏ qua tất cả các bước sau đó hai người ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này ánh mắt bọn họ nhìn về phía miêu nghị có phần nóng rực lúc này sợ là bảo hai người hiến thân cũng được chứ không phải đào. Hai người đối với chuyện lấy thân báo đáp vốn cũng không hề có danh giới cuối cùng. Miêu Nghị triệu tập mọi người gặp mặt, cũng chính là muốn chính thức tuyên bố chuyện mình đã thăng cấp, đảm nhiệm vị trí tổng trấn. Thứ hai chính là ăn bài cho những người đi theo hắn tới thành phố Quỷ chấp hành nhiệm vụ. Chuyện giữ trọng chân, bảo hắn tìm hiểu điều tra về tình hình gia quyến những người đã chết trận, hắn cũng an bài xuống. Về phần phương diện thay đổi nhân sự, hắn không nói tới một chữ trước khi nhấp vô tiếu rời đi hắn không tính sẽ an bài chuyện này tuy chỉ là bố trí một vài chuyện nhỏ nhưng khuất nhã hồng và mục vũ liên đều tranh nhau biểu hiện sự trung thành biểu thị nhất định sẽ mau chóng an bài thỏa đáng ánh mắt miêu nghị lướt qua ở trên mặt hai người một vòng có một số việc trong lòng hiểu rõ tâm phúc phía dưới của hắn thí dụ như từ đường nhiên lần này sợ là không có cơ hội được đề bạt nữa không thể cứng rắn cắm người vào giống như lúc mình mới tới bây giờ không đủ công lao kinh nghiệm lý lịch và tu vi lại không chịu nổi nếu mạnh mẽ đề bạt sẽ khiến người phía dưới bất mãn lần này diêm tu và dương triệu thanh đi theo hắn ra ngoài nhiệm vụ thật ra hắn có thể an bài đề bạt dựa trên công lao nửa tháng sau nhiếp vô tiếu hoàn toàn công tác giao nhận với miêu nghị hắn chỉ dẫn theo hai tùy tùng rời đi miêu nghị phái đội nhân mã hộ tống sau khi chính thức nhậm chức có thủ hạ cũ của nhiếp vô tiếu toàn lực ủng hộ miêu nghị an bài một loạt nhân sự rất thuận lợi phía dưới chỉ có một chút tạp âm nho nhỏ, không đáng để tính tới. Chiến Như Ý đại thống lĩnh Lam Hổ Kỳ được Miêu Nghị trực tiếp điều tới đảm nhiệm đại thống lĩnh trung quân Hắc Long Tư, đổi vị trí cùng đại thống lĩnh trung quân ban đầu. Nhìn như điều ngang hàng, nhìn như Chiến Như Ý có khả năng ngồi trên vị trí tâm phúc của Miêu Nghị. Trên thực tế chỉ có trong lòng Chiến Như Ý hiểu rõ ràng, Miêu Nghị vẫn không yên lòng về nàng, đã đánh mất quyền lực binh quyền của nàng. Hắn không muốn binh quyền Lam Hổ Kỳ lại nằm ở trong tay nàng nàng đến trung quân căn bản không có bất kỳ kẻ nào nghe theo nàng hai vị phó đại thống lĩnh trung quân có việc gì trực tiếp thông báo với miêu nghị trực tiếp nhảy qua nàng diêm tu và dương triệu thanh được đề bạt thành thống lĩnh trung quân hắc long tư trên thực tế diêm tu không quan tâm bất kỳ sự vật thực tế nào hắn chỉ nắm quyền to điều động binh mã chuyện cụ thể đều do phía dưới thiên tướng dương khánh xử lý từ đường nhiên cũng thành thống lĩnh trung quân thuộc về điều ngang hàng đúng là thật sự không công không tiện đề bạt chỉ có điều từ đường nhiên rất thản nhiên. Hắn cũng biết miêu nghị khó xử. Hơn nữa miêu nghị đã đồng ý, sau này sẽ tạo ra cơ hội cho hắn lập công. Hải Bình Tâm thành trợ thủ cho Dương Triệu Thanh. Trên thực tế là miêu nghị để Dương Triệu Thanh chú ý tới nàng. Khuất Nhã Hồng trở thành đại thống lĩnh Hắc Hổ Kỳ. Mục Vũ liên tạm điều đến Trung Quân. Miêu Nghị cũng đã đồng ý, đại thống lĩnh Lâm Hổ Kỳ sớm muộn sẽ phải đi. Vị trí này sớm muộn cũng là của nàng. Đối với điều này, tuy rằng hai nữ nhân tình được bá ước trước, miêu nghị cũng hỏi qua ý kiến của bá ước nhưng bá ước không thấy có vấn đề gì hắn đã chuẩn bị cùng nhiếp vô tiếu đi tới địa phương hắn không có hy vọng về vị trí tổng trấn hắc long tư hiện tại ở địa phương có hy vọng làm tổng trấn hắn tất nhiên không muốn buông tha về phần khuất nhã hồng và mục vũ liên bá ước sau đó cũng chuẩn bị dẫn đi cùng đi tới nơi hắn sẽ quang minh chính đại thu phòng không cần nhiều cấm kỵ giống như ở trong quân cận vệ ban đầu miêu nghị có dự tính buông tay phía dưới không ít người đưa cổ dài ra, đôi mắt trông mong, thêm hai vị trí lại trấn an được lòng người. Nhưng Dương Khánh lại cho rằng người không lo xa tất có phiền gần, có cơ hội ở trên tay không thể buông tha. Hắn kiến nghị giữ lại Khuất Nhã Hồng và Mộc Vũ Liên, không cho hai người rời đi cùng Bá Ước, chuẩn bị lưu lại, dự trữ để nuôi dưỡng tầng quan hệ với Bá Ước. Nhưng Miêu Nghị cảm thấy không giữ được. Hắn đã đáp ứng nhiếp vô tiếu, người phải cho. Hai nữ nhân và Bá Ước xảy ra quan hệ như vậy, chưa chắc lưu được đúng Dương Khánh lại nói, hắn có nắm chắc có thể khiến hai nữ nhân chủ động lưu lại. Miêu nghị lại để hắn đi xử lý. Chương 2277, lòng người bằng hoàng, thượng. Dương Khánh tự mình lần lượt tìm tới Khuất Nhã Hồng và Mục Vũ Liên, đi hay ở để hai người tự mình quyết định. Chỉ có điều hắn lại nhắc nhở hai người một chút. Hiện tại lưu lại, hai người nhất định có thể ngồi trên vị trí đại thống lĩnh. Sau khi đi tới địa phương, tránh không được lại có một phen long tranh hổ đấu cùng thế lực địa phương cho dù đấu sức thành công dựa vào cấp bậc hai người cũng vẫn làm đại thống lĩnh hắn còn nhấn mạnh là một khi vị trí đại thống lĩnh hiện tại để cho người khác sau này tổng trấn đại nhân không tiện tùy tiện đổi người nữa đi con đường nào để hai người tự mình suy nghĩ sở dĩ hai người tính đi cùng với ba ước vốn chính là vì tiền đồ trước mắt có sẵn vị trí đi tới địa phương có thể tranh được hay không cũng không xác định được đi hay ở cũng không khó lựa chọn vua nào chiều thần nấy nhiếp vô tiếu rời đi không chỉ là một vài nòng cốt bị miễn nhiễm thừa dịp hiện tại có thủ hạ cũ của nhiếp vô tiếu ủng hộ giống như hắc hổ kỳ trước đây nhân mã các hổ kỳ lại tiến hành pha trộn tất cả các thành viên bị đánh tan sau đó lại tổ hợp pháp chỉ chính thức điều dppmgk hắc long tư tiến vào chiếm đóng ngự viên còn chưa tới hắc long tư vẫn ở chỗ đợi lệnh khách của tổng trấn đại nhân lại tới bạch phượng hoàng tới như nghị rời khỏi hắc long tư một mình lén đi tới gặp mặt về phần hai người đã nói riêng với nhau những gì người ngoài không được biết chỉ là sau đó miêu nghị đưa cho diêm tu một vòng tay chữ vật diêm tu một mình bí mật rời đi nhận lệnh giao đổi cho vân chi thu thiên nhai ở thiên nguyên tinh quần anh hội quán bên trong lầu cát giai nhân vẫn tao nhã tin tức miêu nghị thăng chức đã chuyển đến đổi lấy chính là hoàng phủ quân nhu dựa vào phía trước cửa sổ nhìn ra phương xa trong tay nàng cầm châm gài tóc có con chuồn chuồn đỏ khe khẽ thở dài không biết chuyện gì xảy ra miêu nghị leo lên càng nhanh nàng lại cảm giác khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa bên trong thủ thành cung phục thanh đứng trên cao nhìn về phía xa hắn cũng thở dài một tiếng sau khi nghe được tin tức miêu nghị thăng chức hắn cũng không cao hứng nổi không phải là hắn không cao hứng vì miêu nghị mà bởi vì hắn vừa từ bên ngoài trở về bốn huynh đệ ở bên ngoài bí mật gặp mặt một lần sau một hồi thương nghị kết quả rất tàn khốc có vài thực tế tàn khốc nhưng bọn họ cũng không thể không đối mặt Phía dưới vốn là người với người đều bình đẳng, đột nhiên có người thăng chức có người vẫn ở dưới. Đã có vài câu oán hận không quá hài hòa xuất hiện, đây là chuyện rất nguy hiểm. Xuất hiện vài câu oán hận khiến bốn người hãi hùng khiếp vía, dường như chúng đã uy hiếp đến sự an toàn của mọi người. Bốn người đã đưa ra quyết định cuối cùng, đợi đến khi xuống địa ngục khảo hạch lần kế tiếp, sẽ dụ dỗ một vài huynh đệ vào địa ngục tham gia sát hạch, sẽ không lại để cho bọn họ sống sót trở về ở tiểu thế giới, cục diện một lòng đoàn kết vì chống lại Lục Thánh, sau khi đối mặt với hiện thực lợi ích ăn mòn, cuối cùng lòng người không còn nữa. Phủ tổng trấn Đông Hoa, sau khi ở trong phòng ở Bích Nguyệt phu nhân phát tiết một lần, Thiên Nguyên Hầu đi ra khỏi phòng, ngồi ở trong đình bên ngoài đời người ra. Sau khi thu thập chỉnh tề, Bích Nguyệt phu nhân cũng chậm rãi bước ra khỏi gian phòng, trên mặt không lộ ra thái độ gì, không thể nói rõ là hận hay không hận. Nàng đã quen bị Thiên Nguyên Hầu mạnh mẽ xâm phạm, có một số việc không có cách nào. Ở trong mắt thế nhân bọn họ là vợ chồng. Loại chuyện tương tự thiên nguyên hầu làm như thế nào cũng không quá đáng. Không có bởi vì Bích Nguyệt phu nhân biểu đạt sự bất công. Nhắc tới cũng buồn cười. Sau khi tình cảm giữa hai bên xuất hiện nguy cơ, thiên nguyên hầu tới bên này, trái lại chịu khó. Một năm chí ít sẽ tới ba bốn lần. Tuy rằng phương thức thân thiết có chút dã man. Nhưng so với tình hình đã từng có thể ném phu nhân ở một góc, thậm chí trăm năm cũng không gặp mặt một lần mà nói, Hiện tại trái lại càng giống như là vợ chồng. Đưa mắt liếc nhìn người đang ngồi trong đỉnh, Bích Nguyệt phu nhân cũng ý thức được lần này tình hình của Thiên Nguyên Hầu có chút không ổn, rõ ràng có chút lo được lo mất. Nàng hiểu hắn rất rõ, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều giữa hai người từ lâu không có giao lưu gì, có chỉ là Thiên Nguyên Hầu dã man và ép buộc nàng. Bích Nguyệt phu nhân bước nhanh đi, muốn rời xa Thiên Nguyên một chút. Trong đỉnh, ánh mắt Thiên Nguyên Hầu thoáng động, rơi vào trên người nàng hắn khe khẽ thở dài, phu nhân, chúng ta có thể nói chuyện không? Bước chân của Bích Nguyệt phu nhân dừng lại. Nàng đưa lưng về phía hắn, nói, ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có cái gì để nói nữa sao? Thiên Nguyên Hầu cười khổ nói, nhân sử tinh quân có thể sẽ xuống đài. Vị trí hầu gia của ta đã vô cùng nguy hiểm. Thân thể Bích Nguyệt phu nhân chấn động. Trong mắt nàng lóe lên biểu tình chấn động kinh sợ. Nàng chậm rãi quay người sang, do dự một chút, vẫn không muốn qua, nhưng trung quy nàng vẫn muốn biết, rốt cuộc chuyện gì sẽ nghiêm trọng như vậy. Nàng chậm rãi đi vào trong đình, ngồi ở phía đối diện với hắn. Giọng nói gượng gạo nói, xảy ra chuyện gì, thiên nguyên hầu cười khổ nói, nói vậy chắc nàng có thể đã nghe nói về chuyện ở thành phố quỷ. Thiên đình bố trí cạm bẫy ở thành phố quỷ, một mẻ lưới bắt hết một đám người trong lòng có ý định gây rối. Ngư hữu đức, thủ hạ cũ của nàng bởi vì tham gia chuyện này, đã đạp một đống nón quan nhảy liền hai cấp. Ngư hữu đức thăng chức, ngược lại không có gì, bích nguyệt phu nhân đã sớm biết về năng lực của miêu nghị đối với chuyện này nàng cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc chỗ nàng đã từng đưa tin chúc mừng thuận tiện hỏi thăm tình hình của nữ nhi nàng giật mình chính là chuyện khác nàng không nhịn được vội vàng hỏi lẽ nào ngươi cũng dính dáng tới thành phố quỷ bên kia người của ngươi cũng rơi vào lưới pháp luật sao thiên nguyên hầu lắc đầu nói thật ra ta không tham dự vào chuyện này tuy rằng thành phố quỷ cũng có tai mắt của ta ta cũng dự đoán được số phá pháp cung kia chỉ có điều ta tự hiểu lấy mình, nhiều đồ khiến cho những kẻ ngang ngược mơ ước như vậy, dựa vào năng lượng của ta cho dù có thể tìm được, cũng không giành được. Cho nên ta sẽ không làm chuyện không an phận như vậy. Bích Nguyệt, vậy chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Thiên Nguyên Hầu khẽ thở dài một tiếng. Chương 2278, lòng người bằng hoàng, hạ. Ta không tham dự không có nghĩa là người phía trên không tham dự. Ta đã nghe được tin tức, tinh quân phía trên chỉ sợ là người người đều không thoát được quan hệ phía dưới đều có người rơi vào trên tay cao quan. bệ hạ mượn chuyện này nói là có ý đồ đoạt quyền, chứng minh ngài đã ở tình thế phải làm. thử hỏi một khi nhân sử tinh quân gặp chuyện không may, đổi người của bệ hạ tiếp nhận chức vụ, làm sao có thể chấp nhận để ta tiếp tục chiếm vị trí này? ta chẳng những là thủ hạ cũ của nhân sử tinh quân, còn là thủ hạ cũ của doanh thiên vương. chưa trừ diệt chúng ta, tinh quân mới nhậm chức tất nhiên phải đối mặt với cảnh khốn cùng trên dưới giáp công. tất nhiên hắn sẽ thừa dịp cơ hội bệ hạ có lý do có thể kiềm chế phía trên, nhanh chóng bình định phía dưới, liên tiếp thanh trừ. Chuyện này là không thể tránh được. Bích Nguyệt, thiên vương bọn họ làm sao có thể ngồi yên nhìn chuyện như vậy phát sinh được. Bệ hạ cứng rắn như thế sẽ không sợ người phía dưới tạo phản sao, thiên nguyên hầu, là thiếu chút nữa tạo phản. Trong chiều lòng người bàng hoàng, vì tự bảo vệ mình, tất cả đều sẵn sàng trả bất cứ giá nào, giật dây bốn vị thiên vương tạo phản. Có người nói còn có người thử thái độ của hạ hầu ra, bích nguyệt nghe vậy hãi hùng khiếp vía hỏi hạ hầu gia có thái độ gì thiên nguyên lắc đầu hạ hầu gia kiên định đứng ở phía bên của bệ hạ có một số việc rất rõ ràng thực lực cá nhân của bệ hạ cường hãn gần như là thiên hạ vô địch cho dù có thể phủ định thiên hạ của thanh chủ cũng khó mà diệt trừ được thanh chủ nhớ năm đó một trận đánh đối phó với bạch chủ bao nhiêu người bao vây tấn công bao nhiêu cao thủ danh chấn một thời chết ở trên tay bạch chủ nếu không phải bạch chủ vì cứ yêu chủ căn bản là không giữ được hắn có vết xe đổ đó, đều là nhân vật có thể lấy sức một mình tung hoành thiên hạ. Có thể tưởng tượng được, sau này thanh chủ hoàn toàn có thể dựa vào thực lực cá nhân tới trả thù từng người. Hơn nữa thanh chủ còn có Phật chủ ủng hộ. Thiên hạ đại loạn không phù hợp với lợi ích của Hạ Hầu gia. Trước khi không có hoàn toàn nắm chắc giải quyết được thanh chủ, Hạ Hầu gia làm sao có thể đáp ứng chuyện này? Hơn nữa, thế lực dưới đất của Hạ Hầu tuy mạnh thì có mạnh, chỉ có điều binh quyền trong tay bốn vị thiên vương. Hạ Hầu gia có mạnh mấy đi nữa? lăn qua lăn lại cũng chỉ làm giá y cho người khác sau khi thay đổi triều đại hạ hầu ra cũng không có khả năng vượt qua địa vị hôm nay người ta không cần thiết lăn qua lăn lại theo tiêu hao thực lực của mình tất nhiên hắn sẽ đứng ở bên phía của thanh chủ bởi vậy chuyện tạo phản không bệnh mà chết cứ như vậy bị phía trên ép xuống bích nguyệt vậy kết quả thế nào thiên nguyên hầu muốn nói ai không muốn thiên hạ đại loạn nhất vậy khẳng định là bệ hạ chỉ cần quy tắc và trật tự còn đó chính là lấy sức thiên hạ tới cung cấp nuôi dưỡng hắn hắn vĩnh viễn đều có thể giữ lấy tài nguyên khổng lồ nhất có thể khiến cho loại cường giả như hắn càng mạnh thêm cho nên có một số việc hắn nhất định phải nhượng bộ đương nhiên hắn cũng phải cần mặt mũi trên triều đình quần thần nghi vấn kết quả điều tra của cao quan liên thủ cố gắng phúc tra xác định quyền lợi đây là bệ hạ nhượng bộ bởi vì trong này không gian có thể thao tác quá lớn mấy ngày trước ta và tinh quân gặp mặt có nói chuyện về chuyện này ta nghe được tinh quân mơ hồ tiết lộ phía trên và bệ hạ hình như âm thầm đạt được thỏa hiệp. Mỗi bên đều lùi lại một bước, phía trên nhất định sẽ bảo vệ phần lớn người, nhưng khẳng định cũng sẽ bỏ qua một nhóm người, xem như cho bệ một công đạo. Trên nguyên soái khẳng định đều không có việc gì, nếu không có ảnh hưởng quá lớn, công đạo dành cho bệ hạ cũng không thể phân lượng quá nhẹ, cho nên bốn vị thiên vương, mỗi người đều có thể phải bỏ ra hai vị tinh quân. Cụ thể là ai không đến giây phút cuối cùng, phía trên sẽ không công bố, nếu không sẽ xảy ra sai lầm hiện tại phải xem ai xui xẻo ta vốn là thủ hạ cũ của doanh thiên vương lại bị ăn bài cắm vào dưới trướng của nhân sử tinh quân ai bích nguyệt hiểu rõ ý tứ của hắn chính bởi vì doanh thiên vương không mấy yên lòng đối với nhân sử tinh quân cho nên mới phải thu xếp để thiên nguyên vào ở dưới trướng của hắn nói cách khác đó chính là nhân sử tinh quân có khả năng rất lớn sẽ bị doanh thiên vương buông tha nàng do dự một chút nói đã như vậy một khi có chuyện xảy ra tại sao ngươi không trực tiếp đầu nhập vào bệ hạ thiên nguyên hầu cười khổ nói nếu thật sự có chuyện gì ta không đầu nhập vào bệ hạ còn có thể có con đường sống nhiều lắm là mất chức nếu ta thật sự muốn đầu nhập vào bệ hạ sẽ chỉ có một con đường chết doanh thiên vương sao có thể buông tha cho loại cấp bậc như ta phản bội bất kể là sáng hay tối nếu thật sự xảy ra hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào hắn có nhiều biện pháp khiến ta phải chết cho dù là để giết gà dọa khỉ hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta bệ hạ sẽ vì ta mà sẽ rách mặt mũi với doanh thiên vương sao bích nguyệt vậy ngươi tính làm sao thiên nguyên hầu còn có thể làm sao nữa quay đầu lại ta lại chạy đi vương phủ thêm mấy chuyến ôn chuyện với những người đã từng là đồng liêu trong vương phủ nói vậy thiên vương sẽ nhận thấy được hy vọng thiên vương suy nghĩ đến thời khắc mấu chốt lòng người lạnh thất vọng đau khổ ta vẫn một mực theo người không làm quan cũng không sao chỉ cần có thể giữ được tính mạng lưu được núi xanh sau này không lo không có củi đốt ta nói với nàng những nguyên nhân này là muốn nàng biết lần này ta đi rồi sợ rằng một khoảng thời gian rất dài sẽ không tới thăm nàng bằng không ta đi lại với nàng quá thường xuyên sau này người tiếp nhận vị trí của ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng sẽ gây sự với nàng hiện tại xem ra nguy cơ khi đó giữa phu thê ta và nàng đối với nàng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt ai những lời cần nói đã nói rồi ta đi trước dứt lời hắn đứng dậy rời khỏi đình bản thân ngươi cẩn thận một chút phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quan tâm. Thiên Nguyên Hầu dừng bước xoay người lại. Hắn chỉ thấy Bích Nguyệt với tư thái thướt tha đứng ở trong đình, vẻ mặt lo âu nhìn hắn. "Ha ha, cho dù là vì phu nhân, ta cũng nhất định phải cố gắng sống sót." Thiên Nguyên cười lớn một tiếng, lắc mình biến mất. Chương 2279: Tiến vào chiếm giữ Ngự Viên Thượng. Bích Nguyệt bất lực lui về phía sau ba bước, vẻ mặt không chịu nổi. Tục ngữ nói một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa. Dù sao Thiên Nguyên cùng nàng cũng là vợ chồng son, không quan tâm thiên nguyên có lỗi với nàng hay không nàng ở sau lưng thiên nguyên cũng thật sự làm chuyện có lỗi với thiên nguyên thời khắc mấu chốt thiên nguyên còn có thể nghĩ tới nàng còn có thể để ý không quên phần tình cảm kết tóc này oán khí gì đó của nàng nhất thời đều tiêu ta lưu lại trong nàng ngược lại chính là tự trách hiện tại ở giữa hai nam nhân bản thân nàng cũng không biết nên kết thúc như thế nào cái gì dương nhiệt lục đạo một người cũng không có sao trong tinh thần điện thanh chủ bỗng nhiên vỗ bàn căm tức nhìn cao quan, nói, không thể như vậy được. Cao quan, người đến tột cùng là có ý gì? Hắn gần như theo bản năng cho rằng, lần thẩm vấn này của giám sát hữu bộ có vấn đề. Giống như lời của hắn đã nói, trong đó không có khả năng không có dư nghiệt lục đạo. Lạnh lùng bình tĩnh hình như đã trở thành một phần quan trọng trong tính mạng của cao quan. Hắn không xuất hiện bất kỳ hiện tượng hoảng loạn đặc biệt nào. Thần thái hắn bình tĩnh, cũng không biện giải cho mình. Hai tay hắn dâng một đống ngọc điệp, đã tra rõ ràng lai lịch của mọi người tất cả đều ở bên trong này hiện tại người đã giao cho các đại thần phúc tra lại kết quả trình lên bệ hạ đã được hai bên xác định kiểm chứng đại thần bên kia chắc chắn sẽ không thiên vị cao quan điều này không làm giả được đọc một chút tâm tình thanh chủ dần dần thu lại hắn đã bình tĩnh trở lại hắn phát hiện bản thân mình suy nghĩ quá nhiều hắn phất tay hút phần ghi chép thẩm vấn qua hắn giơ tay mở phần ghi chép ra hít mắt nói Dư nghiệt lục đạo không có khả năng không có ý đồ với số phá pháp cung này. Hiện tại, trong số những kẻ một mẻ lưới bắt hết thậm chí không có lấy một dư nghiệt lục đạo. Lấy kinh nghiệm điều tra vụ án nhiều năm của ngươi, ngươi cảm thấy vấn đề xảy ra ở chỗ nào? Cao quan thản nhiên nói, không chỉ chuyện này khả nghi. Còn nữa, người của bốn vị thiên vương và hạ hầu gia cũng không có một ai. Thần cả gan hỏi một câu, nguyên nhân điều này có phải do bệ hạ an bài chiến như ý, tham gia trong đó hay không? Ngụ ý của hắn là, ám chỉ thanh chủ có phải cố ý tiết lộ tin tức cho mấy đại lão biết hay không không sai bởi vì vẫn chưa tới thời điểm cùng bọn họ sẽ rách mặt thanh chủ quyết đoán thừa nhận trong đôi mắt đang híp lại của hắn biến hóa kỳ lạ gần như là mỗi chữ mỗi câu đều có ý hỏi thăm ý của ngươi là nói trong những người đó có người để lộ tin tức cao quan sau khi bày bố cục trước khi thật sự động thủ vẫn phong tỏa tin tức đối với người phía dưới người phía dưới căn bản không biết chúng ta sắp làm gì phía trên chỉ có bệ hạ và thần biết thứ hai là hoa nghĩa thiên trực tiếp tiến hành bố trí đối với chiến như ý có khả năng để lộ tin tức nhất chỉ có bốn người chúng ta thanh chủ lặng lẽ không nói gì hắn tất nhiên sẽ không trực tiếp để lộ tin tức cao quan là một cô thần cơ hồ đã đắc tội tất cả mọi người một khi rời khỏi chính mình kết quả của hắn thế nào có thể tưởng tượng được chỉ có bám thật chặt vào bên cạnh mình hắn mới có khả năng bảo toàn tính mạng hoa nghĩa thiên là người sau khi đắn đo suy nghĩ mới lựa chọn ra khả năng tiết lộ bí mật cũng không lớn cao quan nhìn phản ứng của hắn một lát tiếp tục nói trong số những người thi hành thật sự biết tin tức chỉ có hoa nghĩa thiên và chiến như ý trong số những kẻ xa lưới không có người của bốn vị thiên vương và hạ hầu ra ai tiết lộ tin tức không cần nói cũng biết như vậy kể cả dương nhiệt lục đạo cũng không một người xa lưới quan hệ trong này đáng để cân nhắc khuôn mặt thanh chủ dần dần trở nên dữ tợn hắn nghiến răng nghiến lợi nói nói cách khác trong bốn đại thiên vương có người bắt cá hai tay đang cấu kết cùng dương nhiệt lục đạo Ngươi cảm thấy là ai? Cao quan lắc đầu, không biết. Ngoại trừ bốn vị thiên vương, hạ hầu gia cũng có thể. Thanh chủ nói, cho dù chiến như ý tiết lộ tin tức, bốn vị thiên vương cũng chỉ sẽ thông báo cho nhau, sẽ không nói cho hạ hầu gia biết. Bọn họ ước gì hạ hầu gia gặp chuyện không may. Chỉ có hạ hầu gia xảy ra chuyện, bọn họ mới có cơ hội bắt tay vào thế lực dưới đất, khiến bản thân mình lớn mạnh. Trong kế hoạch chấm bố trí, hạ hầu gia cũng sẽ chỉ là người cuối cùng biết được. Chấm cho bọn họ áp lực bọn họ không rõ tình hình việc đầu tiên sẽ làm chính là tự bảo vệ mình bọn họ không kịp thông báo cho tất cả mọi người vào đúng vị trí tối thiểu cũng sẽ có một phần dương nhiệt lục đạo xa lưới cho nên gia tộc hạ hầu có thể loại bỏ nếu như tập trung mục tiêu ở trong bốn vị thiên vương trong ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất cao quan trầm ngâm một lát sau đó chậm rãi nói không biết trước khi tình hình còn chưa rõ ràng bốn vị thiên vương đều có thể một câu đều có thể khiến bốn đại thiên vương đều khó tránh được tình nghi Lời này giống như kim châm đâm trúng cái gì, khiến đồng tử thanh chủ chợt co lại. Chỉ thấy thanh chủ thâm trầm nở nụ cười lạnh. Xem ra là chấm nhân từ quá lâu. Thật sự cho rằng chấm không dám giết bọn họ sao. Chuyện đế vương đa nghi cũng không có cách nào khác. Thân ở hoàn cảnh như vậy, đều bị ép buộc. Cao quan trầm mặc không nói. Hắn biết rõ, dưới tình trạng loạn trong giặc ngoài, thanh chủ tức thì tức, nhưng sẽ không dễ dàng xé rách mặt với bề tôi đắc lực của mình hắn sẽ không để cho người ngoài nhân cơ hội hỗn loạn phát triển an toàn ở dưới tình huống không ai có thể thật sự uy hiếp được hắn hắn sẽ tận lực duy trì trật tự hiện hữu nếu muốn thay đổi cũng chỉ có thể từ từ hắn sẽ không áp dụng thủ đoạn mãnh liệt khiến thiên hạ dung chuyển mà lửa giận của thanh chủ tới nhanh đi cũng nhanh rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại hắn phất tay để cao quan lui ra đồng thời gọi thượng quan thanh tới gặp hắn sau khi thượng quan thanh đi tới bái kiến thanh chủ thản nhiên nói Thông báo ngự viên bên kia thay quân. Vâng, thượng quan thanh nhận lệnh. Hắc Long Tư nhận được pháp chỉ chính thức tiến vào chiếm giữ ngự viên và cống viên, là chuyện diễn ra sau khi miêu nghị nắm giữ Hắc Long Tư đã ba tháng. Chương 2280 tiến vào chiếm giữ ngự viên hạ. Pháp chỉ vừa đến, đại quân xuất phát. Giống như lời giữ trọng chân đã nói vậy, cống viên trải rộng khắp thiên hạ tổng cộng có hơn một nhân mã đóng ở đó không được bao nhiêu người. Mỗi cống viên phái ra hơn trăm người cũng đủ tổng cộng chỉ cần có 10 vạn đại quân. Miêu Nghị giao nhiệm vụ này cho Hắc Hổ Kỳ, do Khuất Nhã Hồng dẫn người đi thay quân. Toàn bộ Hắc Long Tư 10 Hổ Kỳ sau đó thay phiên đóng quân cống viên, để tất cả mọi người có cơ hội được thể nghiệm. Sau khi Khuất Nhã Hồng dẫn người rời đi, còn sót lại trăm vạn đại quân do Miêu Nghị tự mình dẫn đội đi đến Ngự Viên. Khi tới gần Thiên Nhai, Miêu Nghị hạ lệnh cho đại quân tạm dừng nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn lấy danh nghĩa là cho phía dưới một lần cơ hội được tự do hoạt động cuối cùng mọi người thiếu cái gì muốn mua gì đều có thể thực hiện ở đây một khi tiến vào ngự viên phải giữ nghiêm quy củ đây đương nhiên là lý do của miêu nghị mọi người đóng quân ở nơi hoang dã cách xa thiên nhai bản thân miêu nghị dịch dung tiến vào thành hắn cùng diêm tu tiến vào một gian hàng lão bản nương của cửa hàng này không phải là ai khác chính là cơ mỹ lệ ở cửa hàng như vậy bối cảnh thế nào không cần nói cũng biết miêu nghị tiện đường đi qua cố ý vào thăm bên trong động tiên miêu nghị ngồi khoanh chân ở trên chiếu nhìn nữ nhân đang quỳ gối ở đối diện ngay phía trước bàn loay hoay pha trà nàng yên lặng vĩnh viễn vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa đối với hắn lặng im một hồi miêu nghị hỏi ở chỗ này có ổn không cơ mỹ lệ gật đầu so với ở thiên nguyên tinh vẫn tự do hơn nói chuyện với nữ nhân này vĩnh viễn không nhiệt tình nổi miêu nghị biết điều này là do có liên quan tới việc mình giết chết cơ mỹ mi muội muội của nàng giữa hai người lại chìm vào trầm mặc chỉ có điều, sau đó Cơ Mỹ Lệ thật ra chủ động mở miệng hỏi, "Ở bao lâu?" Miêu Nghị chỉ có nửa ngày. Cơ Mỹ Lệ lại trầm mặc, rót trà, đưa một chén nước đến trước mặt hắn. Miêu Nghị đưa tay bắt được bàn tay mềm mại của nàng, thuận thế đặt chén trà sang một bên. "Trà không uống, không tính tiếp ta sao?" Cơ Mỹ Lệ hiểu rõ ý tứ của hắn, gương mặt hơi đỏ lên. Nàng dùng sức rút tay về, bàn tay lật một cái, thi pháp tắt lò than, đứng lên, xoay người đi về phía phòng ngủ của mình. Miêu Nghị mỉm cười, cũng đứng dậy theo nàng đi vào gian phòng, thuận lợi đóng cửa lại. Trải qua mấy tháng bay đường dài, đại quân cuối cùng đã tới giải đất tinh không trung tâm của Thiên Đình. Đến nơi này, gia quyến của tất cả nhân mã không được sự cho phép đều không thể tự tiện tiến vào. Nữ quyến các loại đều phải lưu lại. Có một tinh cầu nho nhỏ chuyên môn dùng để cho gia quyến ổn định nơi ở. Tuyết Linh Lung, Thanh Cúc, Lâm Bình Bình đều lưu lại. Ngay cả Phi Hồng cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, ở đây cũng sẽ không thể không có đạo làm người cứ cách một thời kỳ sẽ cho phép trong quân tới tham gia quyến quân đóng giữ ở đây cũng không cần lo lắng sau khi mình tiến vào ngự viên sẽ không có ai chiếu cố bên trong ngự viên có số lượng lớn tiên nga đều làm các công việc lạt vặt sẽ giải quyết vấn đề sinh hoạt cơ bản của bọn họ từng người sau khi trải qua sự kiểm tra nặng nề trên dưới hắc long tư lại trở nên hưng phấn bọn họ nhìn thấy được thiên cung ở trong tinh không tất cả đều cố gắng hết mức mở pháp nhãn muốn nhìn rõ toàn cảnh của thiên cung chỉ có điều thiên cung không phải là mục đích của bọn họ. Những nơi trọng địa như vậy, bọn họ không thể nào dễ dàng đi qua được. Thực lực của bọn họ còn chưa đủ để phòng thủ trọng địa như thiên cung. Tinh cầu tuyệt dẹp trước mắt mới là nơi bọn họ dừng chân. Đã đến ngự viên, có người dẫn dắt đến đây, đại quân gào thét sông vào tinh cầu xinh đẹp này. Nhân mã rơi vào trong dãy núi đầy núi mây biển sương chờ mệnh lệnh. Trên không trung bỗng nhiên một thải phượng với sắc thái rực rỡ bay qua, phát ra tiếng kêu thanh thúy giống như vàng ngọc, dẫn tới mọi người ngẩng đầu nhìn tới theo đó có mấy bóng người lướt qua khoảng không lao đến. Tổng trấn đóng quân ở nơi đây tự mình tới đón tiếp. Sau khi hàn huyên một hồi, sau đó Miêu Nghị dẫn cao tầng chủ chốt của Hắc Long Tư đi tới phủ tổng trấn. Hai bên phải triển khai giao nhận chính thức. Phủ tổng trấn ở trên một ngọn núi tú lệ. Nhiều loại hoa giống như gấm đối xứng với từng dải cầu vồng trên bầu trời. Có thể thấy được các loại linh điểu bay lượn. Bầu trời trong xanh giống như bảo thạch. Đứng ở trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn ra, hơn 10 dặm linh khí giống như xương dày bao trùm. Dưới ánh nắng chói chan không tiêu tan, từng thân gốc cây cổ thụ đột ngột vươn vào trong linh khí, có tử khí trùng thiên. Trải qua giới thiệu mới biết, nơi đó là 3000 dặm đào viên đã được giữ trọng chân nói tới. Trải qua nửa ngày trực tiếp bàn bạc, lại thêm hỏi thăm thật kỹ, đám người miêu nghị cuối cùng đã hiểu rõ tình hình đại thể của ngự viên. Sau đó nhân mã nòng cốt chấn thủ lại dẫn dắt đám người miêu nghị, lao tới các nơi tiếp nhận nhiệm vụ trăm vạn đại quân phía dưới Hắc Long tư tản đi các nơi. Sau khi tốn hết 3 ngày, hai bên mới hoàn tất giao nhận công tác. Nhân mã trấn thủ tập kết hoàn tất chính thức bay lên trời. Sau khi đưa tiễn, Miêu Nghị đại thể đã tìm hiểu rõ một chút đối với tình hình ở nơi này. Hắn quay người lại, nhìn thấy bộ dạng chiến như ý dường như đã quen thuộc đối với chỗ này, không tỏ ra hứng thú giống như những người khác. Hắn không nhịn được hỏi, chẳng lẽ đại thống lĩnh đã tới đây rồi sao? Chiến như y nghiêng đầu nhìn hắn một cái, gật đầu, sau khi lĩnh chức vụ, gần như chưa từng trở lại đây. Trước đây ta thường theo người nhà tới đây. Nhờ bệ hạ khai ân, nhà ta ở bên kia cũng có một vườn. Nàng giơ ngón tay lên chỉ một phương hướng. Nhiều nghị cười nói, không hổ danh là con cháu thế gia. Chúng ta không thể so sánh được. Nếu đại thống lĩnh quen thuộc với nơi đây, sau này lúc làm quen với tình hình, sợ là phải làm phiền đại thống lĩnh dẫn đường. Chiến như ý chắp tay nói, tổng trấn đại nhân có lệnh, ti chức đầu dám không theo. Trên thực tế Miêu Nghị vẫn không kịp lĩnh hội phong cảnh ngự viên. Hắn còn đang ở bên trong phủ tổng trấn, tập hợp thủ hạ đã tản đi các nơi báo cáo tình hình. Cũng có thể nói là đang làm quen với tình hình, lại đột nhiên có khách không mời mà tới chơi. Đại nhân, căn nương của ngài tới. Chương 2281, dò xét ngự viên thượng. Chiến như y tiến đến thông báo một tiếng. Hiện tại nàng bị miêu nghị chèn ép, đã bị mất quyền lực, lăn lộn có chút thảm đường đường là đại thống lĩnh trung quân, tác dụng duy nhất gần như chỉ làm các chuyện thông báo. Can nương, miêu nghị sửng sốt. Khi nhìn thấy trên khóe miệng chiến như ý lộ ra vẻ châm chọc như ẩn như hiện, hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Ngoại trừ lục bà bà ra, còn có thể là ai? Sau khi kịp phản ứng, trong lòng miêu nghị âm thầm tức giận. Hắn phát hiện nữ nhân này thật đúng là không thức thời. Nàng đã rơi xuống tình cảnh này lại vẫn dám châm chọc lão tử. Chờ đấy! Quay đầu lại xem ta thu thập nàng như thế nào hắn trầm giọng nói cho mời vốn miêu không muốn gặp nhưng hắn không gặp không được sau này hắn ở chỗ này vẫn cần người ta phối hợp ở đây dù sao cũng là địa bàn do người ta quản lý mình tốt nhất là bình an tới bình an đi rất nhanh chiến như ý đã tự mình dẫn lục bà bà tiến đến lục bà bà đối với chiến như ý thật ra khách khí không dám đắc tội bối cảnh của người ta bày ra đó nàng không thể dễ dàng trêu chọc ngọn gió nào thổi lão nhân ra ngài tới đây vậy miêu nghị bước nhanh từ phía sau chiếc bàn dài vòng ra cười ha hả chắp tay nói lục bà bà đối với miêu nghị sẽ không khách khí mặt nàng sa sầm lại cười lạnh nói ta không có khả năng gánh vác nổi như lời tổng trấn đại nhân nói vậy tổng trấn đại nhân không tới gặp lão thân lão thân không thể làm gì khác hơn là tự mình đến thăm hỏi châm chọc cũng phải nhìn người hơn nữa miêu nghị biết lão yêu bà này cùng giám sát tả bộ liên thủ ám toán mình cho nên cũng không lưu tâm hắn lên tinh thần tới ứng phó Lão nhân gia ngài nói đùa. Không phải lúc này ta còn bận rộn nhiều chuyện chưa làm xong sao? Ta đang định hôm nào đó sẽ đi thăm hỏi ngài. Nếu đại nhân bận rộn, vậy hôm nào hết bận việc rồi hãy nói. Lục bà bà dứt lời, nhìn trái nhìn phải. Nhà đầu phi hồng đâu, miêu nghị bất đắc dĩ buông tay nói, quy định đã rõ ràng. Ta thật sự không dám dẫn nàng vào ngự viên. Như vậy, lục bà bà trụ vòng vo hai bước, nhíu mày suy tư một hồi. Sau đó lục bà bà ngẩng đầu lên nói, không bằng như vậy đi, ta quay lại, đi tìm thiên hậu nương nương cầu xin ý chỉ, cầu nương nương khai ân thả cho nha đầu phi hồng đi vào. Chút mặt mũi này, thiên hậu nương nương vẫn sẽ cho lão thân. Trong lòng yêu nghị thầm mắng. Ngươi là sợ bên cạnh lão tử không cơ sở ngầm theo dõi, phía trên đâu có lý ảo lại đáp ứng điều này. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, lại cười ha hả nói, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. Quải trượng trong tay lục bà bà đột nhiên rộng xuống. Nhà đầu kia với ngươi đã nhiều năm như vậy, ngươi chuẩn bị lúc nào mới nâng nàng lên làm chính ngươi lúc đó nói là phải xem tình huống theo ta được biết nhà đầu đối với ngươi ôn nhu săn sóc ngoan ngoãn phục tùng biết lễ biết tiết dáng người lại xinh đẹp hiếm thấy ngươi còn có chỗ nào không hài lòng chứ vốn mang tâm tình chế nhạo vừa nghe lục bà bà tiến cử sắc mặt chiến như ý liền trầm xuống đối với nàng mà nói thực sự không bình nào không mở trong lòng nàng thầm mắng một tiếng lão yêu bà không biết xấu hổ một con hát còn muốn làm chính thất không quan tâm nàng có hài lòng đối với miêu nghị hay không trong ấn tượng ban đầu của nàng cho rằng mình sớm muộn sẽ phải gả cho miêu nghị nàng cũng tự nhiên cho rằng mình là chính thất phu nhân có người muốn chen chân đến trước mặt nàng có thể cao hứng mới là lạ trên mặt miêu nghị thoáng hiện ý cười đây là trung thân đại sự phải chờ nước chảy thành sông mới được về phương diện này ta ghét nhất có người ép ta ban đầu ta đang suy nghĩ nâng phi hồng lên làm chính bà bà tới ép ta như vậy không phải là phi hồng bỏ bà bà tới tạo áp lực cho ta chứ Câu nói đầu tiên đã đảo khách thành chủ. Lục bà bà vội vàng xua tay. Phi Hồng tuyệt đối sẽ không để cho lão thân tới tạo áp lực. Đây là ý của bản thân lão thân. Ngươi không nên hiểu lầm. Nhiều nghị, chuyện này tạm thời không đề cập tới nữa. Sau này ta sẽ hỏi một chút về ý định của bản thân Phi Hồng. Lục bà bà lúc tới khí thế mười phần, náo loạn một hồi lại thành xấu hổ. Nàng phát hiện mình muốn tác hợp lại trở thành gây thêm phiền phức, không thể làm gì khác hơn là từ biệt rời đi. Hai ngày sau, Lục bà bà nói được thì làm được. Nàng thật sự khiến Phi Hồng được vào ngự viên. Theo lý thuyết với các bậc của Miêu Nghị không có tư cách dẫn ra quyến tới nơi này. Mà rõ ràng, sau khi Miêu Nghị phát hiện Phi Hồng tới đây, tâm tình không rõ là cảm giác gì. Thật khiến cho người ta có một cảm giác miễn cưỡng vui cười. Không biết có phải lục bà bà chuyển lại lời của hắn hay không? Lục bà bà cũng chỉ là đưa Phi Hồng vào, không có cách nào đưa cả thị nữ của Phi Hồng cùng vào. Chỉ có điều lục bà bà lại an bài hơn 10 tiên Nga, khuôn mặt đẹp giống như trong bức họa tới hầu hạ. Toàn bộ tiên Nga trong ngự viên vốn do lục bà bà quản lý. Ngoài ra lục bà bà còn mang đến chút tiên quả các màu các loại. Đó là do thiên hậu nghe nói con gái nuôi của lục bà bà tới, nên cố ý ban cho. Tuy rằng lục bà bà quản ở đây, chuẩn bị chút tiên quả cũng là chuyện dễ dàng. Chỉ có điều có danh nghĩa thiên hậu ban cho, có thể quang minh chính đại thể hiện ra. Sau khi miêu nghị làm xong công tác ban đầu, hắn bắt đầu để chiến như ý dẫn đường, dò xét các điểm đóng quân ở trong ngự viên, đã có lục bà bà chịu trách nhiệm, khi Miêu Nghị nhìn thấy tâm tình phi hồng không cao, liền dẫn nàng theo cùng, đi ra ngoài giải sầu một chút. Hải Bình Tâm cũng vui vẻ đi theo mở rộng tầm mắt. Dọc đường đi, nàng giống như tiểu hài tử hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Bộ dạng không nhìn thấy một chút ổn trọng nào. Nói là khu trồng cây cảnh riêng nhà thiên đế, trên thực tế khu trồng cây cảnh này chính là một tinh cầu. Nếu không phải khó tới gần tinh cầu này, trăm vạn nhân mã hắc long tư đóng ở đây căn bản không đủ trạm canh gác tuần tra chính là tiên đào viên ba dặm cách phủ tổng trấn không xa mặc dù đào viên có đại trận phòng hộ nhưng phái hơn vạn nhân mã chăm sóc dù sao địa vực lớn như vậy chiếm dụng không ít binh lực hắc long tư đổi lại bình thường miêu nghị khẳng định không tiến vào tiên đào viên nhưng hôm nay lại khác đây là nơi chức trách của hắn lại thêm nhân mã dưới trướng hắn trông coi ra vào nơi trọng địa như vậy hắn thậm chí cũng không cần thông báo có thể nói toàn bộ ngự viên có rất ít nơi hắn không thể đi. Chương 2282, dò xét ngự viên, hạ. Còn ở ngoài cửa vườn, linh khí giống như sương dày đặc liền đập vào mặt. Sơn thần và thổ địa bản địa tự mình lộ diện nghênh đón, cúi đầu khom lưng ở phía trước dẫn đường giới thiệu. Vừa vào cửa vườn, liền có thể nhìn thấy tiên nga, mặc cung trang chuyển chăm sóc bảo vệ rừng đào đi tới đi lui ở trong đó. Bọn họ hoặc cầm lớn kéo, hoặc cầm cái cuốc. Phàm là người nào gặp được miêu nghị đều bái kiến, giống như kiều kêu oanh hót vậy, gặp qua tổng trấn đại nhân. Trong vườn, từng gốc cây đào khổng lồ hiện ra, nhỏ cũng cao tới ngoài 10 trượng. Tất nhiên diện tích cành lá phát triển che phủ cũng không nhỏ. Người dưới tàng cây, giống như con kiến hôi ngẩng đầu xem chừng. Cành màu đen bóng đột ngột vươn ra giống như sắt, cây nổi u chi chít, lá giống như ngọc bích. Trên cành cao, quả mọc nặng trĩu, lông tơ trắng giống như má trẻ con. Quả màu xanh chính là mới mọc được một thời gian. Quả màu vàng nhạt chính là sắp chín, Quả màu kim hoàng là đã chín, còn có đầu cành nở ra hoa vàng hai nhị, còn chưa bắt đầu kết quả. Trong lúc vô ý, Miêu Nghị nhìn thấy Chiến Như Ý đang tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn không nhịn được hỏi, "Chiến đại thống lĩnh chưa từng tới nơi đây sao?" Chiến Như Ý nói, "Nơi đây không cho phép nào người nào có thể tùy ý tiến đến." Thật ra đứng ở bên ngoài đảo viên nhìn vào bên trong thì rồi, nhưng tiến vào đây vẫn là lần đầu tiên. Lúc này là dính ánh sáng của tổng trấn đại nhân, nhìn xong đảo viên, mấy người lại bay tới một mảnh ruộng trống trải, tự có thổ địa tới trước đón tiếp. Thấy trong ruộng có hai ba giai nhân khuôn mặt xinh đẹp, mặc áo vải canh tác, cùng với những tiên Nga mặc cung trang tuyệt nhiên khác nhau. Miêu Nghị không khỏi dịch bước tới, muốn nhìn đến cùng. Chiến như ý thấy thế khóe miệng không khỏi cong lên, lộ ra một sự trêu tức. Trong mắt nàng hiện lên vẻ rào hoạt, dường như muốn xem náo nhiệt. Ai biết hành động của Miêu Nghị lại khiến thổ địa khiếp sợ, cuống quýt ngăn cản. Đại nhân, ngài ngàn vạn lần không được tới gần, phi tử của bệ hạ, chúng ta sao có thể đứng gần quan sát được. Đứng phía xa nhìn còn khinh nhờn, làm sao có thể tới gần vô lễ được. Vừa nghe thổ địa nói thế, miêu nghị cũng bị dọa cho giật mình. Hắn tất nhiên không dám chạy lại gần xem nữa nhân của thiên đế. Hắn bị giật mình không nhỏ nói, phi tử của bệ hạ làm sao có thể xuống đất làm dụng được. Thổ địa nói cho có lệ, sở thích, sở thích mà thôi. Thật ra chiến như ý đứng bên cạnh, thản nhiên nói, bệ hạ là thật sự yêu thích, các phi tử còn lại là trên làm dưới theo mà thôi vì vậy sau đó lại biến thành phàm là phi tử vào cung ở đây đều có một mảnh ruộng tốt ruộng đồng rộng bao nhiêu phi tử của bệ hạ có bấy nhiêu dưới tình huống bình thường chỉ thời điểm bệ hạ xuất hiện ở nơi này các phi tử mới phải xuất hiện làm dáng một chút cho bệ hạ xem bệ hạ không tới đều giao cho những tiên nga đó đi xử lý nếu không xử lý tốt ruộng đồng cho các phi tử kết quả của tiên nga bình thường rất thảm đừng thấy mỗi phi tử này xinh đẹp như hoa khi thực dụng tâm rất ác độc giam cầm lâu đều có chút biến thái a à, nhiều nghị nghe được một ít nội tình hóa ra là nơi hậu cung phi tử thiên đình biểu hiện tranh thủ tình cảm hắn phóng tầm mắt nhìn về phía diện tích ruộng đồng trong lòng tặc lưỡi không thôi vậy cả nhà thanh chủ có tới bao nhiêu thiếu nữ vậy mỗi ngày vội vàng không ngừng mưa móc cũng phân không đủ thổ địa ở bên cạnh nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng lời như vậy cũng chỉ có vị có bối cảnh này dám nói hắn không dám nói truyền đi còn không bị người ta lột ra sao trên thực tế đối với chiến như ý người biết chuyện mà nói thực sự không cần để mắt tới đám phi tử kia doanh gia đã từng tiến cống không ít mỹ nhân tiến cung bên trong hậu cung tên phi tử thiên đế thật sự có thể nhớ được lại có mấy người thiên đế cũng không có khả năng bỏ ra tâm tư quá lớn ở trên người một đám nữ nhân phần lớn hắn cũng không đụng tới bọn họ thủ tiết sống mà thôi nói khó nghe một chút Phi tử bình thường chọc cho chiến như y nàng mất hứng, nàng tùy tiện chuyển lời vào cung, khiến một người chết còn dễ hơn khiến một thủ hạ của mình phải chết. Xử lý thủ hạ tối thiểu còn phải có lý có tình. Thật ra, Hải Bình Tâm đứng bên cạnh chớp chớp mắt, bộ dạng dường như nghe rất say xưa. Rời khỏi những đồng ruộng này, nhóm bọn họ lại giá lâm tới một dãy núi có núi mây biển sương rộng lớn mạnh mẽ, trong đó, trong không khí tản ra mùi thơm thoang thoảng, thấm vào ruột gan, người vào tinh thần sảng khoái đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh dãy núi đẹp tuyệt trần giống như tranh vẽ khắp nơi có thác nước sương mù phía dưới lộ ra hồ nước trong xanh in bóng ngược của trời xanh mây trắng các kỳ hoa dị thảo làm nền cầu vồng từng cái kéo dài qua linh điểu bay lượn cảnh này chỉ có ở trên trời đỉnh núi bị đình đài lầu các san sát chiếm giữ cao nhất chính là trên đỉnh dãy núi cao nhất cung điện to lớn dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lưu ly rực rỡ đó chính là ly cung của thiên đế tham kiến tổng trấn đại nhân đám người miêu nghị đi tới ngoài cung quan sát người của hắc long tư canh giữ ở ngoài cung hành lễ nhưng lại không cho đi vào không được cho phép miêu nghị cũng không dám đi vào mặc dù thiên đế không ở nơi này trên dưới hắc long tư canh giữ ở nơi này cũng không ai dám tự tiện xông vào bên trong tự có tiên nga xử lý đám người miêu nghị vẫn có thể đứng ở bên ngoài cửa cung nhìn vào bên trong phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy dưới mái hiên đối diện cửa điện rộng lớn lại có thể có một kim long cực lớn đang lim di mắt ở đó. Không vào được cũng đứng ở bên ngoài tùy tiện nhìn vào một chút. Vừa quay đầu lại, Miêu Nghị lại phát hiện Phi Hồng lặng lặng đứng một mình ở lan can bạch ngọc. Ngay cả khi Miêu Nghị hắn đi tới bên cạnh, nàng lại có thể cũng không phát hiện ra. Miêu Nghị tới gần vừa nhìn, chỉ thấy viền mắt Phi Hồng ửng đỏ. Nàng đưa mắt nhìn về một hướng, trên gương mặt lại có từng giọt nước ong ánh chảy xuống. Miêu Nghị nhìn theo hướng nàng nhìn một chút, dường như đó là một đỉnh đài lầu các phía trên đỉnh dãy núi. Cũng không có thứ gì khác. Hắn không khỏi hiếu kỳ nói, phi hồng, nàng làm sao vậy? Phi hồng cuống quýt khôi phục lại tinh thần. Nàng vội vàng cầm tay áo lau nước mắt, lắc đầu nói, không, không có gì. Chương 2283, cuối cùng bạo phát thượng. Thật ra, chiến như y đi theo bên cạnh, nhìn theo phương hướng kia một chút nói, nếu như ta nhớ không nhầm, nơi đó chắc là vườn của nhà địa thần tinh quân địa thần tinh quân đời trước bởi vì chuyện dối trá nơi luyện ngục sát hạch, cả nhà bị tịch thu tài sản, người bị chém. Không biết người đảm nhiệm địa thần tinh quân có còn ở tại đây hay không? Nói đến lần khảo hạch dối trá kia, bản thân miêu nghị cũng là người từng có kinh nghiệm. Giám sát hữu sứ cao quan có thể nói là chém đầu không ngừng. Cảnh tượng chém đầu ở trên vách núi, đến nay vẫn còn là ký ức mới mẻ đối với hắn. Vừa nghe chiến như y nói vậy, hắn không khỏi nhìn tới nơi này thêm vài lần chỉ có điều chuyện không liên quan tới mình, hắn cũng không để ở trong lòng. Ánh mắt hắn lại rơi vào trên người Phi Hồng, trầm ngâm một phen, khuyên giải nói, có phải Lục bà bà đã nói gì với nàng hay không? Nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không quen nhìn thái độ cả vú lấp miệng em của Lục bà bà, cố ý dùng lời bịt miệng Lục bà bà. Ta không có ý nhằm vào nàng, nàng đừng để trong lòng. Thật sao? Không phải bởi vì xuất thân của thiếp mà ghét bỏ thiếp sao? Phi Hồng mắt nước mắt lưng tròng có phần điểm đạm đáng yêu, ngẩng đầu nhìn hắn. Chiến Như Ý liếc mắt, bộ dạng dường như không chịu được, vỗ nhẹ vào chiến giáp trên người, xoay người rời đi. Xem ra thật đúng là bởi vì chuyện này. Trong lòng Miêu Nghị nói thầm, ngoài mặt lại mỉm cười nói, sau này khi nào có thời gian lại nói, chuyện nâng lên làm chính thất không vội, chờ ổn định lại nói sau. Hơn nữa bên cạnh ta chỉ có một nữ nhân là nàng. Nàng và chính thất có gì khác nhau sao? Ừ, thiếp biết. Phi Hồng gật đầu, vô hạn ôn nhu chậm rãi dựa sát vào trong ngực của hắn. Chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía kiến trúc, ở dãy núi phía xa lại che giấu sự đau thương. Chiến Như Ý quay đầu lại liếc nhìn, bĩu môi. Bộ dạng nàng dường như muốn nói, nhìn thật buồn nôn. Nàng hừ lạnh một tiếng đi xa. Được Thiên Đế khai ân, phàm là có thể đại thần đứng hàng triều đình đều có một nhà vườn của riêng mình, ở Ngự Viên. Nhưng tới đây du ngoạn tiêu khiển thì có thể, lại không cho phép bất kỳ đại thần nào một mình đóng binh lại mỗi mảnh vườn đều do mấy quân cận vệ thiên đình trấn thủ bảo vệ đề phòng có người nào hoặc linh thú các loại vô tri tự tiện xông vào phá hỏng hiện nay tất nhiên đều là do người của hắc long tư canh gác thiên đế ly cung không thể tự tiện xông vào nhưng vườn của những đại thần kia miêu nghị vẫn có thể nhân thời điểm các đại thần không có ở đây lấy lý do kiểm tra đi vào coi trộm một chút miêu nghị thấy tâm tình phi hồng không tốt lắm hắn nghĩ ở đây mình vẫn cần phi hồng để hòa hoãn quan hệ giữa hắn cùng lục bà bà hắn vốn định dẫn nàng đi tới vườn của những đại thần kia một chút xem trong những mảnh vườn kia có cái nào hiếm lạ cùng phi hồng dài sầu một chút nhưng phi hồng không muốn lại đi tới vườn của những đại thần kia đi dạo nàng muốn tới nơi khác xem miêu nghị đành phải thôi ở ngự viên có mấy nơi miêu nghị phải chú ý cũng không cho phép được sơ xuất đó chính là thiên đế ly cung ở ngự viên thiên đế cũng không chỉ có một tòa ly cung nhóm người miêu nghị liền kiểm tra mọi chỗ biển hoa hồ nước xanh thuyền lâu đậu bên bờ cảnh tượng thật khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái trên đỉnh núi tuyết cao cung điện nguy nga nhìn cảnh tuyết núi liền trời đất trên sa mạc mênh mông cung điện cực lớn giống như thuyền rồng u minh lại biết di chuyển nhìn mặt trời lặn trên sa mạc rộng lớn những cung điện lấp lánh giấu mình ở trong biển xanh gợn sóng cảnh tượng tuyệt đẹp vô song ở dưới đáy biển mỗi tòa ly cung của thiên đế đều là nơi đặc sắc nhất lớn nhất ở trong ngự viên xa hoa hết sức xa hoa mỗi nơi đều có thần thú trấn thủ Miêu Nghị dẫn người đi tới từng chỗ, có thể nói là được mở mang tầm mắt, chỉ tiếc không thể đi vào xem kỹ. Miêu Nghị vốn muốn dẫn người tiếp tục hành trình tuần tra nơi mình dừng chân, ai biết hắn lại đột nhiên nhận được pháp chỉ phía trên, kê biên tài sản vườn của 8 vị tinh quân ở Ngự Viên. Miêu Nghị chấn động kinh sợ, thoáng cái đã nhằm vào 8 vị tinh quân. Thiên Đình tổng cộng cũng chỉ có 36 vị tinh quân mà thôi. Hắn khẩn cấp quay về điều động nhân mã bao vây quanh 8 khu vườn. Thật ra cũng không có dấu hiệu kê biên tài sản gì chủ nhân của mảnh vườn không thể cho nhân mã đóng quân ở đây. Trong mỗi vườn chỉ lưu có mấy người hầu ở lại lâu dài quét dọn vệ sinh mà thôi. Người có thể bị lưu lại ở nơi này làm loại chuyện này, hiển nhiên cũng không phải là tâm phúc gì. Thật sự chính là làm việc vặt mà thôi. Các ngươi làm gì? Không biết đây là nơi nào sao? Một đội nhân mã mạnh mẽ xông vào bên trong vườn. Một người hầu ở lại chấn giữ dường như là quản sự, tập trung mấy bạn cầm đao ngăn ở phía trước. Hắn chỉ vào mũi miêu nghị, gầm lên, Thật ra hắn đã dùng hết bổn phận trong nhà hộ viện. Người phản kháng giết chết không cần luận tội. Miêu Nghị trên người khoác chiến giáp nặng nề quát lớn, đây cũng là ý tứ của phía trên. Tiếng dây cung kéo căng, vèo vèo. Vài tiếng động phát ra, hơn 10 lưu tinh tiễn không chút lưu tình bắn ra. Ngay lập tức, quản sự kia bị bắn lật mình nằm trong vũng máu. Mấy người hầu còn lại đang chấn giữ khiếp sợ đến mức ném vũ khí ra. Từ đường nhiên vung tay lên, bắt lại khổn tiên thừng ném ra trói mấy người lại. Một đám người lao tới khống chế, trực tiếp lôi sang một bên. Miêu Nghị dẫn người tiến sâu vào đỉnh viện. Nhân mã phía sau lập tức tản ra bốn phía, lục soát kỹ càng giống như muốn lật ba tấc đất. Bọn họ không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Phàm là vật trang trí đáng giá, tất cả đều ghi vào danh sách, niêm phong cất vào kho. Sau khi việc kê biên tài sản hoàn tất, bọn họ ra khỏi vườn. Nhân mã Hắc Hổ Kỳ nhanh chóng đóng cửa khu vườn này mà mấy đạo nhân mã khác cũng đã lục soát xong bảy nhà khác bọn họ lục tục chạy tới gặp mặt miêu nghị trình sổ sách vật phẩm kê biên tài sản người bị bắt người đều bị ấn quỳ trên mặt đất một loạt đao thương gác ở trên cổ của những người này mỗi người đang quỳ dưới đất người đều giống như cha mẹ chết trong mắt không che giấu vẻ kinh hoàng bọn họ không biết mình sẽ có một kết quả thế nào miêu nghị nhìn những người này trong lòng âm thầm thổn thức đã đi tới mức độ xét nhà tám vị tinh quân này chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít Trước đó, mỗi người còn hiển quý, cao tới mức người ta không thể leo tới. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt liền rơi khỏi đám mây. Quyền vị thiên đình này xem ra cũng không phải dễ ngồi như vậy. Không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu. chương 2284, cuối cùng bạo phát, hạ. Trên dãy núi xung quanh, ở trong những mảnh vườn không có vấn đề, người hầu của các quyền quý khác đều chạy ra xem en động tĩnh bên này. Mỗi người cũng hãi hùng khiếp vía, không biết một ngày kia kết cục tương tự có thể sẽ rơi vào trên người mình hay không ngay cả một đám tiên Nga trong ly cung của thiên đế cũng chạy ra, tập trung cùng một chỗ chỉ trỏ hoặc trâu đầu ghé tai. Đứng ở bên cạnh miêu nghị, chiến như ý lộ ra thần sắc trang nghiêm. Nàng nhìn thiên nhai nói thầm một tiếng. Xảy ra chuyện lớn. Miêu nghị quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hắn vốn muốn nói một câu, chuyện này không thoát được quan hệ tới nàng. Chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn không nói ra miệng. Quả thực đã xảy ra chuyện. Thiên đình cuộn trào sóng ngầm mãnh liệt nổi lên suốt mấy tháng lần này cuối cùng đã bạo phát ra, dâng lên một đợt sóng to gió lớn. Mặc dù rất nhiều người đều biết chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng thời điểm bạo phát ra, gần như không có bất kỳ triệu chứng nào. Rất nhiều nhân mã cơ hồ động thủ cùng lúc với bên này, khiến hai bên không kịp làm ra bất kỳ mật báo nào. Thời điểm tám mảnh vườn ở đây bị lục soát, phủ đệ của tám vị tinh quân thiên đình, cũng gặp rất nhiều thiên binh thiên tướng bao vây tấn công. Giải quyết xong tám vị quyền thần này, thiên đình cũng bỏ ra cái giá không nhỏ đi đến vị trí này, trước đó bọn họ đều mơ hồ dự cảm được không ổn. 36 vị tinh quân gần, như người người đều chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách liều chết đánh một trận. Tuy rằng quân cận vệ dưới quyền bọn họ được trang bị phá pháp cung không, không nhiều, nhưng trước đó nhân thủ đáng tin cậy đã được bọn họ tập trung đến bên cạnh. Đi đến vị trí như bọn họ, không có ai nguyện ý ngồi chờ chết. Khi vận rủi thật sự rơi xuống đến trên đầu 8 vị tinh quân này, nhân mã âm thầm bố trí xong từ lâu cùng đại quân thiên đình, triển khai liều chết chém giết chỉ vì cầu một con đường sống ở trong tình cảnh đại quân tầng tầng lớp lớp vây khốn cuối cùng tám vị tinh quân không có một ai may mắn tránh khỏi tai họa sáu người chết trận hai người trọng thương bị bắt chỉ có điều cuối cùng cũng không lưu người sống thiên đình sẽ không lưu lại người sống để thẩm tra sự tình cả nhà cả tám vị tinh quân từ trên xuống dưới gần như đều bị giết chết một người cũng không còn quả thực không giống với diệt môn ly kỳ nhất chính là gia quyến quan trọng của tám vị tinh quân hoặc nói là trực hệ trên cơ bản đều chạy trốn trên thực tế tám vị tinh quân đã sớm có sự chuẩn bị bí mật an bài cho gia quyến rời đi bọn họ đi tới nơi nào không ai được biết sau đó bọn họ sẽ xuất hiện hay không xuất hiện cũng không ai biết sau khi xét nhà cũng không tìm ra được quá nhiều gia sản trước đó tất cả đều được chuyển đi trước đó bọn họ đều chuẩn bị tâm lý đón nhận tình huống xấu nhất để lại đường lui cho người nhà đối với thiên đình mà nói một đám người chạy trốn đó không quan trọng quan trọng chính là bắt lấy thế lực của tám vị tinh quân này. Tám vị quyền quý hiển hách một thời, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Chỉ lưu lại một mùi máu tanh thật lâu không tiêu tan. Nhân mã thiên đình cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chỉ riêng quân cận vệ đã chết trận hơn 200 vạn người. Người bị thương vô số kể. Giữ trọng chân cũng trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được tám vị tinh quân hoạt động nhiều năm, khi chó cùng dứt dậu tập trung ra thế. Lực khổng lồ tới mức nào, Điều đó có thể cho thấy được một trận chiến này thảm khốc tới mức nào. Nếu không phải phía trên ngay từ đầu đã duy trì sự trầm mặc, không tiết lộ tin tức, đã khiến 8 vị tinh quân trở thành kẻ bị vứt bỏ, nếu như trước đó có người tiết lộ tin tức với 8 người, tiết lộ tin tức để 8 người chuẩn bị đầy đủ trước, chỉ sợ Thiên Đình tổn thất sẽ càng thảm hại hơn. Hoặc nói 8 người đã sớm chạy, nhưng không có cách nào. Đấu đến trình độ này, muốn bảo tồn thực lực, nhất định phải hy sinh một số người đây là điều kiện để thanh chủ thỏa hiệp nhượng bộ đối với bốn vị thiên vương tuy rằng bốn vị thiên vương lấy được quyền thẩm vấn phúc tra lại những thành viên xa lưới trong thành phố quỷ nhưng đừng quên những người này đã trải qua một lần thẩm tra ở trên tay thanh chủ trên tay thanh chủ đã nắm giữ chứng cứ mưu phản của rất nhiều người tất cả mọi người không muốn chuyện này ẩm ý lên bốn vị thiên vương vì bảo toàn cho nhiều người hơn chỉ có thể ném tám vị tinh quân ra ngoài làm vật hy sinh đổi lấy sự nhượng bộ của thanh chủ một hồi máu tanh còn không có tản đi Quân cận vệ lập tức điều 8 người đi tới thay thế vị trí của 8 vị tinh quân này, từ trên xuống dưới liên tiếp bổ sung người. Chuyện này cũng ảnh hưởng đến phía bên Miêu Nghị. Nhiếp Vô Tiếu muốn đi tới địa phương nhậm chức, đưa tay về phía Miêu Nghị đòi người, hắn muốn một nhóm nòng cốt đi theo. Bá Ước, Tương Bách Công hai vị phó tổng trấn này cũng đi. Ban đầu, Nhiếp Vô Tiếu nói rõ chỉ cần 1000 người. Thế nhưng phía trên có người âm thầm để người phía dưới cố ý quấy rối, tình thế nghiêm trọng hơn so với Nhiếp Vô Tiếu tưởng tượng. Trước sau hai tháng, hắn liền liên tiếp nhận từ tay Miêu Nghị đi hơn 3.000 người. Hai vị phó đại thống lĩnh trung quân của Miêu Nghị đi. Các đại thống lĩnh hổ kỳ phía dưới đi hơn phân nửa. Trung quân vốn chính là thân quân của nhiếp vô tiếu, số người phải đi là tối đa. Hắc Long Tư dưới trướng của Miêu Nghị không thể không tiến hành điều chỉnh nhân sự quy mô lớn. Rất nhiều người đứng đầu trước đây khó có thể cạnh tranh, hiện tại mừng rỡ không thôi. Ghế quan chức để chống quá nhiều, cơ hội khó có được, miêu nghị nhanh chóng nhân cơ hội thăng chức cho tâm phúc của mình diêm tu và dương triệu thanh thăng chức đảm nhiệm phó đại thống lĩnh trung quân trở thành trợ thủ đắc lực của chiến như ý xét thấy dương khánh thức thời miêu nghị đối với hắn cũng có chút ủy quyền điều này cũng là bởi vì không có cách nào hắn không tiện để dương khánh và mình kéo dài tranh lệch quá xa dương khánh cũng thành thống lĩnh trung quân từ đường nhiên rời khỏi trung quân thành phó đại thống lĩnh thiên hổ kỳ l ẩn này nhiếp vô tiếu đưa tay có thể nói là khiến thực lực hắc long tư giảm mạnh phần lớn số tu sĩ thải liên đều bị hắn đưa đi may là hắc long tư tạm thời không cần tham gia các nhiệm vụ đánh đánh giết giết hiện nay chỉ là trông vườn cũng không biết bọn họ phải ở ngự viên trông bao lâu